Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 509, lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo thứ hai nói 201. Bà chủ thấy nhóm người Vương Tử Quân chạy xe hơi đến, dựa theo kinh nghiệm bán hàng lâu năm, nàng tuyệt đối có thể đoán được đối phương là những người có tiền, ít nhất cũng là người có danh dự. Đồng thời nàng cũng có thể khẳng định với mình, lần nào thật sự có được một món tiền lời. Bây giờ nghe giọng điệu gọi món ăn của Tiết Diệu Tiến thì trong lòng thầm vui sướng, lúc này sang khoái nói. Được, ngài chờ một chút, lát nữa sẽ có ngay, đảm bảo với ngài không ăn không biết, ăn vào sẽ không thể nào quên. Vương Tử Quân nhìn Tiết Diệu Tiến đặt hai tay trên bàn với biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thật sự không nhìn thấy chút gợn sóng. Nhưng ngón tay út của Tiết Diệu Tiến lại khẽ gõ lên mặt bàn, hành động nhỏ này đã thể hiện rõ trạng thái tâm lý của bí thư Tiết, đó chính là trong lòng tuyệt đối không dễ dàng như biểu hiện vẻ bề ngoài. Nhưng Vương Tử Quân lại thật sự cảm thấy khó khăn khi nói ra lời an ủi với Tiết Diệu Tiến. Vương Tử Quân là người trọng sinh, hơn nữa cũng từng làm cha mẹ, tất nhiên hắn hiểu được nỗi khổ sở của Tiết Diệu Tiến vào lúc này. Dù sao thì tự tay mình tăng thêm tội danh của con gái, điều này sao có thể chịu nổi. Sau khi bà chủ quán đưa ra một chai rượu gạo Đông Bộ, Tiết Diệu Tiến trực tiếp mở chai rượu, sau đó rót rượu ra hai chiếc ly. Bí thư Tiết, tôi mời ngài một ly. Vương Tử Quân cầm ly rượu lên trầm giọng nói với Tiết Diệu Tiến. Tiết Diệu Tiến không nói gì, hắn nâng ly rượu trước mặt lên cùng với Vương Tử Quân một cái, sau đó ngửa cổ uống cạn. Vương Tử Quân cũng uống cạn ly rượu, một cảm giác cay xè chợt bùng lên từ tận đáy lòng. Từ khi trọng sinh đến nay tử lượng của Vương Tử Quân căn bản không tăng thêm, đối với những tình huống uống rượu thì chỉ có thể cố gắng trốn tránh, nhưng bây giờ hắn thật sự sinh ra xúc động muốn uống rượu. Nồi cháo đậu được đưa lên nhưng hai người Vương Tử Quân vẫn không động rũa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Tiết Diệu Tiến, thế là cầm lấy chai rượu rót ra đầy hai ly. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này Tiết Diệu Tiến nâng ly lên cũng không nói lời nào, chỉ khẽ đưa về phía Vương Tử Quân, sau đó uống cạn. Vương Tử Quân cười cười, sau đó uống cạn ly rượu của mình. Hai người Vương Tử Quân trầm mặc uống rượu. Bọn họ không nói gì nhưng lại hiểu rõ tâm tư của đối phương còn hơn cả mở miệng nói chuyện. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua gương mặt Tiết Diệu Tiến, hắn giống như nhớ lại tình huống khi mình vừa đến thành phố Đông Bộ, khi đó bí thư Tiết Diệu Tiến cũng ngẩng cao đầu như vậy. Bây giờ tuy đã về hưu, thế nhưng Tiết Diệu Tiến vẫn bảo trì phong thái của mình, vẫn kiêu ngạo như xưa. Chai rượu được hai người uống hơn phân nửa, lúc này gương mặt Vương Tử Quân cũng đỏ bừng lên. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì. Trước nay tửu lượng của Vương Tử Quân căn bản không tốt, chỉ uống vài ba ly đã chóng mặt nhưng lúc này hắn lại cảm thấy rất tỉnh táo. Hắn lại tiếp tục cầm lấy chai rượu rót vào ly. Hai vị lãnh đạo, thịt kho tàu và món cá ngát đến đây, hai vị chậm rãi nếm thử. Cá này tuyệt đối là cá sông, thơm ngon hơn cá nuôi nhiều. Bà chủ bưng vài dĩa thức ăn ra đặt xuống bàn rồi cười nói. Được, chúng tôi sẽ nếm thử, căn cứ vào lời nói của bà chủ. Không phải cá ngát câu từ sông thì không trả tiền. Tiết Diệu Tiến vừa cầm lấy đũa vừa nói một câu vui đùa với bà chủ quán. Ông chủ, xem ngài nói kìa, tôi cũng khẳng định với ngài, nếu đây không phải là cá ngát câu sông, tôi sẽ kiên quyết không lấy tiền của ngài. Bà chủ đặt bàn tay đầy dầu mỡ lên cánh tay của Tiết Diệu Tiến rồi cười ha hả nói. Tôi sẽ không khách khí. Tiết Diệu Tiến lúc này đã hoàn toàn không còn phong thái của một vị bí thư thị ủy. Hắn kẹp một miếng cá bỏ vào miệng, sau đó nhai nuốt hai cái rồi cười nói. Bà chủ, xem ra quán ăn buôn bán rất tốt, chúng tôi trả tiền con cá ngát này. Các vị cứ ăn uống vui vẻ, có gì cứ gọi tôi một tiếng, chỗ chúng tôi cũng còn khá nhiều món ngon. Bà chủ giống như còn muốn nói thêm vài lời với Tiết Diệu Tiến, thế nhưng bên kia có người gọi, thế là vừa nói lời khách khí với Tiết Diệu Tiến vừa đi về phía bên kia. Cậu Tử Quân, tôi gọi cậu như vậy, cậu không ngại đấy chứ? Tiết Diệu Tiến gắp một miếng cá rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười. Bí thư Tiết, có thể được ngài gọi như vậy, tôi nào dám nói gì khác. Tôi uống một ly. Ha ha ha, cùng cạn chén. Tiết Diệu Tiến cũng buông đũa xuống, hắn nâng ly cùng với Vương Tử Quân, sau đó ngửa cổ uống cạn. Tử Quân, cậu biết tôi thích ăn ở chỗ nào nhất không? Tiết Diệu Tiến cũng không tiếp tục uống nhiều như vừa rồi, hắn múc một chén cháo rồi nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hơi đỏ ửng của Tiết Diệu Tiến, tuy Tiết Diệu Tiến đang cười nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể thấy được ánh mắt có chút rung động. Hắn nhìn thấy cặp mắt rung động của Tiết Diệu Tiến,
chợt sinh ra cảm giác đau xót khó hiểu. Không biết, Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Chủ tịch Tử Quân, cậu Tử Quân, cậu như vậy là không thành thật rồi. Cậu biết rõ tôi thích nhất là uống rượu ăn vài món ở những cửa hàng ven đường thế này, thế mà vẫn cứ giả vờ như không biết. Tiết Diệu Tiến nâng ly rượu lên, hắn lại cười nói. Trước kia muốn ra ngoài ăn uống thế này phải cố gắng tránh nhiều người, sau này cũng không cần, tôi đã không còn là người của công chúng, tôi là Tiết Diệu Tiến, cậu có thể gọi tôi là anh Tiết. Tiết Diệu Tiến tuy nói rất rõ ràng nhưng Vương Tử Quân lại biết bí thư Tiết đã say, hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng rót rượu. Rượu là thứ tốt, tôi cảm thấy hưởng thụ lớn nhất khi uống rượu là tự do ăn miếng lớn, uống ly lớn. Nơi này trời đất rộng lớn, tự do tự tại ăn uống mới là thoải mái nhất. Tiết Diệu Tiến uống thêm một ly rượu, vẻ mặt có thêm vài phần mê mang. Trước kia tôi uống rượu đều trốn người đi cho đỡ thèm, Nhất Phàm biết rõ sở thích của tôi, mỗi lần như vậy nó thường đi cùng tôi. Vương Tử Quân uống rượu, lúc này hắn hy vọng rượu có thể làm cho mình say. Nhưng hôm nay không biết vì sao hắn càng uống càng tỉnh. Nhất Phàm đi đến con đường này cũng là trách nhiệm của tôi, nếu tôi không phải cả ngày bận rộn công tác, nếu tôi không vì tranh giành quyền lợi bên trong thành phố, nó sẽ không xa chân trên con đường này. Sau khi đổi chai rượu mới, Tiết Diệu Tiến lúc này đã có chút nghẹn ngào, khi nhắc đến Tiết Nhất Phàm thì hai mắt có ẩn hiện chút lệ quang. Lúc này Tiết Diệu Tiến hoàn toàn biến thành một người cha chân tình. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Tiết Diệu Tiến rồi khẽ thở dài. Hắn biết rõ Tiết Diệu Tiến không cần làm như vậy, thế nhưng hắn vẫn làm như vậy. Ai là bí thư thị ủy thì căn bản không quan trọng đối với một người về hưu như Tiết Diệu Tiến, nó căn bản không còn ý nghĩa gì lớn. Tất nhiên ai là chủ tịch thành phố cũng không có ảnh hưởng gì với hắn. Nhưng Tiết Diệu Tiến lại vì một sự kiện căn bản không liên quan gì đến mình mà vung tay làm một việc ảnh hưởng trực tiếp đến mình. Nhất Phàm nói, đến khi nó ra tù, nó sẽ thường xuyên theo bên cạnh tôi. Đến những nơi như thế này để uống rượu, tìm chút niềm vui. Tiết Diệu Tiến đứng lên có chút run rẩy, đi lại loạng choạng, rõ ràng có vài phần men say. Vương Tử Quân cũng không tiến lên ngăn cản Tiết Diệu Tiến, hắn đi theo Tiết Diệu Tiến ra ngoài. Bên ngoài là bóng đêm với ánh đèn vàng vọt, gió khẽ thổi càng tăng lên vài phần thê lương. Chào trưởng khoa Triệu. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi qua bên cạnh Triệu Quốc Lương, sau đó cười ha hả chào hỏi. Triệu Quốc Lương cũng không nhận ra người đàn ông này, thế nhưng người ta nhiệt tình chào hỏi, tuy mình đang rất vội vàng nhưng cũng phải dừng bước gật đầu với đối phương. Triệu Quốc Lương nhìn người đàn ông kia bỏ đi mà thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại có thêm vài phần mệt mỏi. Tuy loại cảm giác được tôn trọng là cực kỳ hưởng thụ, thế nhưng nếu ăn món ngon quá nhiều sẽ sinh ra cảm giác chán ngán. Khi tỉnh ủy tuyên bố chủ tịch Vương là phó bí thư thị ủy, quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ thì Triệu Quốc Lương cảm thấy thái độ của người chung quanh với mình không còn giống như trước. Những người có quan hệ bình thường với hắn vào thời điểm trước kia, bây giờ mỗi lần thấy hắn đều chủ động và nhiệt tình tiến lên chào đón. Ngay cả những người xa lạ vừa gặp mặt một lần cũng vô ý cố tình dựa về phía hắn. Biến hóa đột nhiên này lúc đầu cũng làm cho Triệu Quốc Lương cảm thấy ngây ngất, thế nhưng vài ngày sau hắn đã tỉnh táo lại. Hắn biết rất rõ, nhưng người kia sở dĩ vây quanh mình, cũng không phải vì mình có năng lực gì lớn, lại càng không phải mình có lực quyến rũ hạng nặng, mà bởi vì hắn là thư ký của Chủ tịch Vương Tử Quân. Nếu Triệu Quốc Lương không phải là thư ký của Vương Tử Quân, tin chắc những người đang chào hỏi và thỉnh thoảng còn mời hắn đi dùng cơm sẽ bày ra gương mặt hoàn toàn khác. Sau khi nghĩ thông suốt về những điều này, Triệu Quốc Lương bắt đầu coi trọng công tác hiện tại của mình, bắt đầu công tác cẩn trọng hơn. Trên phương diện xử lý quan hệ với người chung quanh, Triệu Quốc Lương cũng xem xét rất kỹ. Hắn biết rõ những người chào hỏi hắn có địa vị không cao không thấp, vị trí cũng không quá quan trọng, nhưng miệng lưỡi con người là thứ đáng sợ, nước chảy đá mòn. Nếu hắn xử lý không tốt, chỉ sợ không chỉ gây phiền cho mình, còn mang lại phiền phức không đáng có cho Chủ tịch Vương. Vì vậy Triệu Quốc Lương căn bản luôn tươi cười chào đón những người kia nhưng mối quan hệ chỉ định vị ở phương diện kết giao sơ sài mà thôi. Phương thức này của hắn cũng có tác dụng không nhỏ, bây giờ mỗi lần có người nhắc đến hắn, đều nói thư ký Triệu bình dị gần gũi, không bày ra cái giá gì khác. Sau khi bắt chuyện với một thư ký của khoa tổng hợp, Triệu Quốc Lương đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy vẫn là phòng làm việc cũ, thế nhưng lúc này thân phận và địa vị của người ở trên trong đã biến hóa kỳ diệu. Chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ theo thứ tự chính là lãnh đạo đứng đầu và thứ hai ở khối chính quyền thành phố, nhưng sự chênh lệch giữa hai bên lại là thứ mà tất cả các thành viên ban ngành khối chính quyền có thể thấy được rõ ràng.
Có câu thế này, lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo hạng 2 nói 201. Tuy những chuyện như vậy không tuyệt đối, thế nhưng nó cũng chứng tỏ quyền uy của lãnh đạo đứng đầu ban ngành là như thế nào. Sau khi Vương Tử Quân tiến lên làm quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ, có vài vị phó thư ký trưởng lên tiếng yêu cầu Vương Tử Quân đổi phòng làm việc, thế nhưng tất cả đều bị hắn từ chối, hắn vẫn dùng phòng làm việc cũ của mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Triệu Quốc Lương đứng chờ ngoài cửa, đến khi bên trong vang lên âm thanh mời vào, lúc này hắn mới cất bước đi vào phòng. Vẫn là căn phòng cũ, Vương Tử Quân vẫn ngồi sau bàn làm việc, lãnh đạo đang múa bút phê duyệt văn kiện. Tất cả giống như không chút biến đổi thế nhưng Triệu Quốc Lương lại giống như thấy trên người Chủ tịch Vương có thứ gì đó cực kỳ uy nghiêm. Triệu Quốc Lương đặt một phần văn kiện đã sắp xếp xong lên bàn Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi thư ký Hà Giang Mẫn của Bí Thư Đồng gọi điện thoại đến, hỏi là hôm nay ngài có sắp xếp gì không? Triệu Quốc Lương nói Bí Thư Đồng, chính là Đồng Quốc Khánh bây giờ đang là Bí Thư Thị ủy thành phố Đông Bộ. Sau khi Nhâm Sương Bình bị đưa đi, Phó Phòng Thường vụ Phòng Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Quốc Khánh dốc hết sức sắp xếp cho ban ngành thành phố Đông Bộ cũng không rời khỏi thành phố Đông Bộ, lại được tỉnh ủy bổ nhiệm làm Bí Thư thành phố Đông Bộ. Tuy trưởng phòng Đồng trước kia và Bí Thư Thị ủy Đông Bộ bây giờ vẫn rất tươi cười rạng rỡ, thế nhưng Triệu Quốc Lương vẫn nghe được vài tin đồn lan truyền bên ngoài, nói rằng Bí Thư Đồng rất mất hứng khi tiếp nhận vị trí Bí Thư Thị ủy Đông Bộ. Đặc biệt khi nghe nói vị trưởng phòng tuyên truyền của tỉnh ủy sẽ đến thăm thành phố Đông Bộ, gương mặt Bí Thư Đồng đã trở nên trầm ngâm hai ngày liền. Tuy Bí Thư Đồng rất nghiêm khắc với những người khác nhưng lại cực kỳ tôn trọng Chủ tịch Vương, bình thường Bí Thư gọi điện thoại cho Chủ tịch thường rất ít khi hỏi có thời gian rảnh hay không. Nhưng mỗi lần Bí Thư Đồng Quốc Khánh muốn tìm Vương Tử Quân, đều để cho thư ký Hà Giang Mẫn gọi điện thoại cho Triệu Quốc Lương. Vương Tử Quân đặt văn kiện trên tay xuống, sau đó hắn cười nói. Cậu gọi điện thoại cho Tiểu Hà, nói rằng hôm nay tôi không có sắp xếp gì cả. Vâng. Triệu Quốc Lương nói một tiếng rồi chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng Vương Tử Quân khoát tay áo với Triệu Quốc Lương, sau đó lại chỉ lên điện thoại trong phòng làm việc của mình. Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân tỏ ý như vậy thì cũng không chần chừ, hắn cầm lấy điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân gọi ra ngoài. Sau khi nói vài câu hàn huyên với người ở bên kia, sau đó đi lên chủ đề chính. Chủ tịch Vương, Bí Thư Đồng nói nếu ngài không có gì bận thì nửa giờ sau mời đến phòng làm việc của Bí Thư một chuyến. Triệu Quốc Lương đặt điện thoại xuống rồi khẽ xin chỉ thị với Vương Tử Quân. Ừ, tôi biết rồi. Vương Tử Quân nhìn một bản phân công sơ thảo của các thành viên ban ngành trong tay, sau đó gật đầu nói. Khi Triệu Quốc Lương đi ra ngoài thì trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Vương Tử Quân. Lúc này thời tiết tháng 6 đã có hơi khô nóng, bây giờ đã là một tháng từ khi Hà Lão xuống thành phố Đông Bộ. Trong thời gian một tháng này có thể nói là thành phố Đông Bộ phát sinh những biến hóa nghênh trời lệch đất, hai chức vụ bí thư và chủ tịch đổi chỗ làm cho thế cục của thành phố Đông Bộ đi về một phương hướng mới. Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân trở thành hai người nhập gánh cộng sự với nhau, tình huống này cũng không có va chạm gì phát sinh. Đồng Quốc Khánh không có động tác gì quá lớn, giống như đang làm quen tình huống ở thành phố Đông Bộ, còn Vương Tử Quân cũng không vội vã làm gì cả, vẫn tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố như trước kia. Lần này Đồng Quốc Khánh tìm mình nói chuyện vì chuyện gì? Vương Tử Quân cầm bản phân công lên rồi trở nên trầm ngâm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ngay sau đó là Trúc Phu Bình cười đi vào. Chủ tịch Vương, sau khi bắt chuyện đơn giản với Vương Tử Quân thì Trúc Phu Bình bắt đầu báo cáo vài vấn đề trên phương diện phát triển kinh tế. Lúc này trên gương mặt hắn phần lớn là nụ cười, từ sau khi Tiết Diệu Tiến cho Nhâm Sương Bình một đòn chí mạng vào đúng thời điểm quan trọng. Hắn chú tâm dựa vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe Trúc Phu Bình báo cáo thì cười nói. Anh Trúc, anh là người có năng lực mạnh mẽ ở phương diện kêu gọi đầu tư, ý kiến của tôi là những chuyện này anh cứ thoải mái đi làm, chỉ cần có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ thì tôi đều ủng hộ. Tất nhiên cũng chỉ nên làm những chuyện nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không kéo ngài xuống vũng bùn. Trúc Phu Bình nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Trúc Phu Bình, sau đó cười nói. Tôi biết rõ anh Trúc cũng không là như vậy. Sau khi nói chuyện phiếm hai câu với Trúc Phu Bình, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Tiết bây giờ thế nào rồi? Bí thư Tiết bây giờ đang ở dưới quê, mỗi ngày câu cá nấu cơm, rất nhàn nhã. Hai ngày trước tôi và Bí thư Bành đến gặp anh ấy còn cho chúng tôi ăn món canh cá.
hương vị rất tuyệt. Trúc Phù Bình biết rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Tiết Diệu Tiến không phải là giả vờ, thế cho nên khi nhắc đến Tiết Diệu Tiến cũng không có gì kiêng kỵ. Vương Tử Quân thật sự có chút kính nể Tiết Diệu Tiến, cũng không phải kính nể vì đối phương giúp mình nắm bắt chiếc ghế chủ tịch thành phố Đông Bộ, mà là vì tác phong của lão lãnh đạo. Ở dưới quê dù tốt nhưng vấn đề vệ sinh và y tế cũng không bằng thành phố, sau này nếu có cơ hội thì anh nên khuyên bí thư một tiếng, để anh ấy đến thành phố ở. Vâng, Chủ tịch Vương, sau này tôi sẽ nhất định khuyên bảo bí thư. Trúc Phù Bình khẽ gật đầu, gương mặt có vài phần hương vị kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Phù Bình có thái độ như vậy với mình, Vương Tử Quân biết rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì. Bây giờ mình là quyền chủ tịch, chức phó chủ tịch thường vụ cũng còn chưa có. Trúc Phù Bình là phó chủ tịch thường ủy duy nhất trong các thành viên ban ngành của khối chính quyền thành phố, là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho vị trí này. Cho ai là phó chủ tịch thường vụ, Vương Tử Quân có quyền quyết định rất lớn trên phương diện này. Nhưng hiểu thì hiểu mà hắn cũng không làm quá rõ ràng, dù sao thì làm rõ ra cũng không dễ thao tác. Trúc Phù Bình hiểu điều này, vì vậy hắn càng tích cực đến phòng làm việc của chủ tịch Vương báo cáo công tác. Mong muốn Vương Tử Quân cho ra trợ giúp để mình tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ. Dù quyền quyết định cho chức vụ phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ nằm trong tay tỉnh ủy, trong quá trình này thì Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân có thái độ thế nào đều rất quan trọng. Khi Vương Tử Quân nói chuyện với Trúc Phù Bình thì trong phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, bí thư Đồng đặt điện thoại xuống mà vẻ mặt rất ngưng trọng. Hắn quay về thành phố Đông Bộ, trở thành bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, điều này tất nhiên sẽ chẳng làm hắn thích thú gì. Vị trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy đã đến nhận chức, điều này nói rõ cho Đồng Quốc Khánh một sự thật, chính là vị trí trưởng phòng tuyên truyền giống như đã là ván đóng thuyền đã hoàn toàn cách biệt với mình. Bây giờ điều hắn cần phải làm chính là làm tốt công tác của một vị bí thư thị ủy Đông Bộ. Đồng Quốc Khánh biết rất rõ, chuyện của Nhâm Sương Bình đã làm cho hắn mất đi nhiều điểm trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy, cũng chính vì như vậy mà hắn vốn đã chắc chắn tiến lên làm một vị thường ủy tỉnh ủy lại quay về thành phố Đông Bộ làm bí thư thị ủy. Người vừa gọi điện thoại đến chính là trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, trưởng phòng Hứa an ủi hắn công tác cho tốt, nhưng quan trọng hơn là phải tạo ra thành tích. Dựa theo lời của trưởng phòng Hứa, đó là còn rất nhiều cơ hội. Còn rất nhiều cơ hội, chỉ cần tạo ra thành tích. Đồng Quốc Khánh nghĩ đến lời nói của trưởng phòng Hứa, hai hàng chân mày của hắn dần giãn ra. Trưởng phòng Phùng có tới không? Đồng Quốc Khánh cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký Hà Giang Mẫn, sau đó khẽ nói. Đầu dây bên kia lên tiếng, một phút sau, thường ủy thị ủy, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Phùng Chí Trường đẩy cửa đi vào. Thư ký Hà Giang Mẫn rất khôn khéo, sau khi pha trà cho hai vị lãnh đạo thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Anh Phùng, nghe nói con của anh sắp tốt nghiệp trung học phải không? Chuẩn bị thế nào rồi? Đồng Quốc Khánh có quan hệ không tầm thường với Phùng Chí Trường, năm xưa khi Đồng Quốc Khánh là chủ tịch thành phố Đông Bộ thì thường xuyên đến nhà Phùng Chí Trường làm khách. Có thể nói hắn rất quen thuộc các thành viên trong nhà chủ tịch Phùng. Phùng Chí Trường cười cười, hắn dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói. Còn có thể thế nào nữa, đứa bé này thật sự làm tôi đau cả đầu. Hai ngày trước tôi bị mẹ nó đốc thúc, thế là mời cả hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của nó sang. Nghe cô giáo chủ nhiệm nói, muốn thi vào trường trọng điểm thì hơi khó, nhưng con gái mà, học trường nào mà chẳng như nhau. Đại ca, con bé rất thông minh. Tôi nhớ khi nó còn học tiểu học thì luôn đứng nhất lớp, bây giờ không phải là vì anh bỏ bê không quan tâm đấy chứ. Đồng Quốc Khánh khẽ gạt tàn thuốc rồi dùng giọng quan tâm nói. Bí thư Đồng, đứa bé này thật sự không kiên nhẫn, khi còn bé thì nó rất ít nói và yên tĩnh, bây giờ lại giống như một con bé điên khùng. Phùng Chí Trường lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng căn cứ vào ánh mắt của hắn, thấy rõ bên trong có mang theo vài phần hương vị cương triều. Đồng Quốc Khánh cười cười nói. Đại học tỉnh Sơn Nam chúng ta cũng không tệ, nếu con bé thi không quá tốt, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh. Phùng Chí Trường biết rõ ý nghĩ của Đồng Quốc Khánh, hắn cũng hiểu năng lượng của Bí Thư Đồng. Trước đó Bí Thư Đồng là phó phòng thường vụ phó chủ tịch tỉnh ủy, tất nhiên các mối quan hệ sẽ rộng đến mức mình khó thể nào biết được. Nếu được Bí Thư Đồng hỗ trợ, sự việc khó khăn sẽ biến thành đơn giản. Bí Thư Đồng, tôi thay mặt cả nhà cảm ơn anh. Phùng Chí Trường cũng không khách khí. Trực tiếp cười ha hả nói với Đồng Quốc Khánh. Với quan hệ giữa hai nhà chúng ta, anh cũng đừng nên nói lời cảm tạ. Trước đây vài năm anh còn nói sẽ gả con gái lớn của mình cho con trai của tôi, không biết anh còn nhớ không? Đồng Quốc Khánh cười cười vung tay lên nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu,
sau đó Đổng Quốc Khánh chợt đổi chủ đề. Chí Trường, gần đây anh công tác có bận rộn lắm không? Phùng Chí Trường biết Đổng Quốc Khánh tìm mình cũng không phải là nói chuyện phiếm, bây giờ thấy Đổng Quốc Khánh nói về phương diện công tác, thế là thu hồi nụ cười nói. Bí thư Đổng, anh cũng biết công tác của tôi rồi đấy, nói bận rộn sẽ có người tin sao? Đổng Quốc Khánh thật sự rất vui vì sự thẳng thắn của Phùng Chí Trường, hắn nâng bình trà lên châm nước cho đối phương rồi cười nói. Anh cũng đừng được lợi mà cứ khoe mẽ, có bao nhiêu người hâm mộ vị trí của anh, rõ ràng ít việc thanh nhàn, nó là lý tưởng của tôi năm xưa đấy nhé. Phùng Chí Trường cũng không nói lời nào, hắn tuy có quan hệ không tầm thường với Đổng Quốc Khánh, thế nhưng cũng biết khi nào nên nói những lời như thế nào. Đổng Quốc Khánh cũng không cho Phùng Chí Trường cơ hội tiếp lời, hắn phối hợp nói. Nhưng này Chí Trường, anh nhàn nhã đã lâu, cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, anh nên chuyển giao bớt công tác, có chuyện quan trọng chờ anh. Phùng Chí Trường đã sớm có chuẩn bị với tình huống thay đổi vị trí. Hơn nữa trong thành phố Đông Bộ này có đủ mọi tin đồn, dù sao hắn cũng là bộ hạ cũ của Đổng Quốc Khánh vào năm xưa, bây giờ lãnh đạo quay về thành phố Đông Bộ tiếp tục sự nghiệp. Tất nhiên hắn muốn rời khỏi vị trí chủ tịch mặt trận Tổ quốc đi đến địa vị quan trọng hơn để triển khai mở rộng công tác. Cảm tạ lãnh đạo, cũng không biết ngài chuẩn bị cho tôi đi đến vị trí nào để tiếp tục phục vụ. Phùng Chí Trường nhấp một hớp nước rồi nở nụ cười hỏi. Phó Chủ tịch Thường vụ, là trợ thủ cho Chủ tịch Vương, công tác bên khối chính quyền, Chủ tịch Vương đang cần giúp đỡ. Đổng Quốc Khánh ném ánh mắt nặng nề lên mặt Phùng Chí Trường, hắn dùng giọng trầm thấp nói. Cho mình làm Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố, chức vụ này so ra thì mạnh hơn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Thế nhưng điều này lại làm cho Phùng Chí Trường cảm thấy chột dạ. Bây giờ quyền chủ tịch Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ là hạng người nào thì hầu như ai cũng biết rất rõ ràng. Có thể nói khi bí thư Tiết Diệu Tiến nắm quyền lực tuyệt đối thì Vương Tử Quân đánh ngang tay với chủ tịch Nhâm Sương Bình ở khối chính quyền thành phố, bây giờ là một vị chủ tịch nhận được sự trợ giúp của hầu hết các phó chủ tịch, đến làm trợ thủ cho một vị chủ tịch như vậy thì khổ sở thế nào, ai cũng biết được. Phùng Chí Trường trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng do dự nói. Bí thư Đổng, vị trí phó chủ tịch thường vụ này. Chí Trường yên tâm, tất cả có tôi. Đổng Quốc Khánh hiểu ý của Phùng Chí Trường, hắn vung tay lên nói. Có tôi và thị ủy, anh cứ yên tâm công tác. Đổng Quốc Khánh nói đến đây thì Phùng Chí Trường biết mình không thể nào mặc kệ được. Bây giờ thế cục ở thành phố Đông Bộ thật sự còn phức tạp hơn cả thời đại của Tiết Diệu Tiến, nhưng hắn là thủ hạ cũ của Đổng Quốc Khánh, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Dù hắn rời khỏi đại bản doanh của Đổng Quốc Khánh, người ta cũng vẫn liên hệ hắn với Đổng Quốc Khánh. Được rồi, tôi sẽ trở về chuẩn bị một chút. Phùng Chí Trường có chút trầm ngâm, sau đó hắn đứng lên khỏi ghế salon rồi khẽ rời khỏi phòng làm việc của Đổng Quốc Khánh. Đổng Quốc Khánh và Phùng Chí Trường có quan hệ nhiều năm, hắn sao không hiểu rõ ý nghĩ hiện tại của người này. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác, trong khối chính quyền có một vị phó chủ tịch thường vụ của mình, đối với hắn là một lựa chọn tốt. Trong thành phố Đông Bộ này chỉ nên có một trung tâm, đó chính là Đổng Quốc Khánh hắn. Nếu trong thành phố Đông Bộ này có một ngã rẽ thì chính mình phải vung tay nắn lại, ngã đổ ở nơi nào thì Đổng Quốc Khánh sẽ phải đứng lên từ nơi đó. Chính mình phải thi triển kế hoạch lớn ở thành phố Đông Bộ, phải xây dựng thành phố này cho thật tốt, sau đó dựa vào thực lực của mình để lấy lại những gì vốn có của mình. Đổng Quốc Khánh cảm thấy bây giờ khó khăn lớn nhất đè nặng lên quyền khống chế của mình ở thành phố Đông Bộ chính là quyền chủ tịch Vương Tử Quân. Không chỉ vì vị trí của Vương Tử Quân, càng vì thủ đoạn của người này, đây tuyệt đối không phải hạng người dễ thu phục. Đối với những người như vậy thì biện pháp tốt nhất chính là trói buộc tay chân của đối phương lại, mà Phùng Chí Trường chính là một sợi dây trói buộc của hắn dành cho Vương Tử Quân. Tiếng gõ cửa vang lên bên tai Đổng Quốc Khánh, sau đó Hà Giang Mẫn đi vào trong phòng, nhưng lúc này sau lưng Hà Giang Mẫn còn có Vương Tử Quân. Đổng Quốc Khánh nhìn gương mặt Vương Tử Quân trẻ tuổi không khác gì thư ký Hà Giang Mẫn của mình. Thế là hắn chợt có chút ngây ngốc. Nếu so sánh với vị chủ tịch Vương Tử Quân thì hắn rõ ràng đã già rồi. Vương Tử Quân chưa đến 30 mà đã là chủ tịch thành phố, điều này càng làm cho Đổng Quốc Khánh cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Chủ tịch Tử Quân đến rồi à, mời ngồi, mời ngồi. Đổng Quốc Khánh đứng thẳng người khỏi ghế salon, sau đó dùng giọng cực kỳ nhiệt tình nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế salon bên cạnh Đổng Quốc Khánh, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn bí thư Đổng. Hôm nay Đổng Quốc Khánh mặc tây trang với cà vạt màu đỏ nhìn qua cực kỳ hoạt bát,
phối hợp với mái tóc khá mượt làm cho người ta sinh ra cảm giác Bí thư Đồng trẻ hơn vài tuổi so với vị tổ trưởng tổ công tác của tỉnh ủy trước đó. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Đồng Quốc Khánh, hắn không khỏi cảm thấy khôi phục năng lực của Bí thư Đồng. Người này sắp tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy nhưng lại đày xuống làm Bí thư Thị ủy thành phố Đông Bộ, nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy cực kỳ bực bội. Nhưng Đồng Quốc Khánh lại nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng làm cho người ta cảm thấy kính nể. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm thì Đồng Quốc Khánh cười nói. Chủ tịch Tử Quân, vừa rồi phòng tổ chức tỉnh ủy gọi điện thoại đến thông báo, nói là ngày mai trưởng phòng Hứa sẽ đến thành phố chúng ta điều tra và chứng thực về công tác tư tưởng và giáo dục đảng viên của chúng ta. Đây là lần đầu tiên hai người chúng ta nhập gánh công tác và có một vị lãnh đạo tỉnh ủy xuống kiểm tra thị sát, thật sự không thể qua loa được. Hứa Tiền Giang muốn xuống thành phố Đông Bộ kiểm tra thị sát công tác với đảng viên, Vương Tử Quân thầm cười lạnh trong lòng. Hắn biết rõ trưởng phòng Hứa xuống thành phố Đông Bộ làm gì, Đồng Quốc Khánh là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy. Lần này trưởng phòng Hứa Tiền Giang xuống chẳng qua chỉ muốn tạo thể diện cho Bí thư Đồng Quốc Khánh. Bí thư Đồng nói rất đúng, phương diện này ngài nên quan tâm nhiều hơn. Ngài có quan hệ tốt với trưởng phòng Hứa Tiền Giang ở phó chủ tịch tỉnh ủy, cũng biết rõ sở thích của lãnh đạo. Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói. Đồng Quốc Khánh cười cười nói. À, tôi sẽ cho ra sắp xếp, nhưng trưởng phòng Hứa là người cực kỳ chú tâm đến phương diện công tác. Chúng ta cần phải chú ý tiếp đãi, đồng thời phải chú ý đến phương diện công tác. Phương diện này thì Chủ tịch Vương có lẽ sẽ quen thuộc tình hình công tác ở thành phố Đông Bộ hơn so với tôi, tuyệt đối không thể phớt lờ. Vương Tử Quân gật đầu cười cười, xem như đáp lại lời nói của Đồng Quốc Khánh. Chủ tịch Tử Quân, tôi nghe nói bây giờ công tác ở khối chính quyền thành phố là rất bận rộn, bản thân anh cũng thường xuyên tăng giờ công tác. Tôi cũng nên khuyên anh ở phương diện này có thể tăng ca nhưng cũng đừng nên thức khuya quá nhiều, tuy anh còn trẻ nhưng vì tương lai đất nước mà nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. Đồng Quốc Khánh nói vài câu với Vương Tử Quân về phương diện tiếp đãi, sau đó dùng giọng trêu đùa nói. Vương Tử Quân hiểu rõ Đồng Quốc Khánh nói ra những lời như vậy không phải là vì quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng người ta tỏ vẻ quan tâm thì hắn cũng chỉ có thể cười tỏ vẻ cảm ơn mà thôi. Chủ tịch Tử Quân, bây giờ khối chính quyền công tác bận rộn mà lại chưa có phân phối ban ngành, tất nhiên sẽ là áp lực rất lớn. Tôi cảm thấy nếu muốn phát triển kinh tế xã hội thành phố Đông Bộ, điều quan trọng nhất là phải phân phối ban ngành cho hoàn thiện, như vậy mới có thể vận chuyển như bình thường, mới làm ra cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Đồng, đây cũng là vấn đề tôi cần báo cáo với anh. Phía khối chính quyền thành phố thiếu một vị phó chủ tịch thường vụ. Tôi cảm thấy phần công việc rôi ra là của vị trí phó chủ tịch thường vụ này. Nếu có người tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thường vụ thì tất cả sẽ nhanh chóng tiến vào khuôn phép. Đồng Quốc Khánh cười tủm tỉm nhìn Vương Tử Quân, hắn đã sớm có suy đoán về phương diện Vương Tử Quân sẽ trực tiếp nói ra ý kiến và nhân tuyển của bản thân. Từ những kinh nghiệm tiếp xúc dĩ vãng thì hắn biết Vương Tử Quân không phải là hạng người dễ dàng gì, nếu như mình đưa tay vào muốn làm loạn ở khối chính quyền thành phố, Vương Tử Quân không có phản ứng mới là bất bình thường. Tôi rất hiểu về anh Trúc, đây là một thành viên rất có khả năng. Nhưng anh Trúc không quá mạnh mẽ ở phương diện nhìn đại cục, vì phó chủ tịch thường vụ không phải chỉ phân công quản lý một khối công tác, quan trọng là phải giúp chủ tịch thành phố triển khai mở rộng công tác. Đồng chí Chí Trường từng trải qua công tác ở khối chính quyền, kinh nghiệm phong phú, tuyến trên cũng rất hài lòng với công tác của anh ấy. Đồng Quốc Khánh khẽ gạt tàn rồi dùng giọng thản nhiên nói. Vương Tử Quân có ấn tượng rất tốt với Phùng Chí Trường. Thế nhưng liên quan đến vị trí phó chủ tịch thường vụ thì Vương Tử Quân cũng không muốn nhượng bộ. Hắn cười cười với Đồng Quốc Khánh rồi nói. Trong khối chính quyền thành phố chúng tôi còn nhiều binh hùng tướng mạnh, cũng có nhiều đồng chí có năng lực mạnh mẽ như chủ tịch Chí Trường, nếu không thì chúng ta mở hội nghị thường ủy thảo luận rồi cho ra quyết định. Mở hội nghị thường ủy để quyết định, Đồng Quốc Khánh thầm hừ lạnh, nếu như sự việc này náo loạn đến hội nghị thường ủy, như vậy hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng. Dù sao bây giờ cán bộ ở lại phần lớn có liên quan đến Tiết Diệu Tiến, cũng không có mấy người có quan hệ tốt với Đồng Quốc Khánh hắn, nếu như mở hội nghị thường ủy thì không hay. Cũng không cần thảo luận, tôi thấy nên báo lên hai đồng chí, để xem thái độ của tỉnh ủy là như thế nào. Đồng Quốc Khánh trầm ngâm một lát rồi vung tay nói. Để tỉnh ủy cho ra quyết định, Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Dù sao thì thị ủy cũng có quyền đề cử nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố. Nhưng nếu muốn cho ra quyết định thì còn cần tỉnh ủy xác nhận.
Sau khi có quyết định thì hai người cũng ăn ý không nhắc đến vấn đề của vị trí phó chủ tịch thường vụ, bọn họ chuyển sang phương diện tiếp đón Hứa Tiền Giang. Va chạm hôm nay dù không ai thắng ai thua nhưng lời đề nghị của bí thư thị ủy không được chủ tịch tiếp nhận, điều này không khỏi làm cho Đồng Quốc Khánh sinh ra cảm giác có chút nguy cơ. Vương Tử Quân thật sự là một tảng đá luôn đặt nặng trong lòng Đồng Quốc Khánh, bây giờ hai bên có chút tranh chấp nhỏ, kết quả là hắn chợt cảm thấy tảng đá kia nặng thêm vài phần. Bây giờ điều quan trọng nhất với Đồng Quốc Khánh chính là dựng lên quyền uy tuyệt đối trong ban ngành thành phố, biện pháp tốt nhất để dựng lên quyền uy chính là đề cử một nhóm người, chèn ép một nhóm người. Hắn cầm điếu thuốc hít vào một hơi thật sâu, trong đầu liên tục lóe lên vài ý nghĩ. Chủ tịch Vương, trưa nay anh có thời gian không? Vương Tử Quân đi trên hành lang, đột nhiên hắn nhận được điện thoại của Lý Hạc Dương. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời mời của Lý Hạc Dương, hắn trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Trưa hôm nay thật sự không có việc gì. Chủ tịch, tôi mời ngài dùng cơm, quán Thúy Hà Lâu mới có một vị đầu bếp tứ xuyên, tôi nghe nói tay nghề rất giỏi, đặc biệt là am hiểu làm món cá. Lý Hạc Dương nói mang theo nụ cười hớn hở. Đúng lúc tôi muốn ăn cá, vậy trưa nay chúng ta gặp mặt ở Thúy Hà Lâu. Vương Tử Quân hẹn thời gian với Lý Hạc Dương rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân từ trên hành lang đi xuống và cảm thấy có chút mát mẻ, hắn ngửa đầu lên nhìn trời. Phát hiện mặt trời hôm nay đã đi đâu mất, từng đám mây đen kiệt chiếm giữ bầu trời. Hèn gì mát mẻ như vậy? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt nghĩ đến câu nói, gió thổi mạnh báo hiệu giông bão sắp đến. Tuy bây giờ không có gió, thế nhưng mây đen quần vũ trên đầu lại làm cho tâm tư người ta bắt đầu hoạt động. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hình bóng Lý Hạc Dương lóe lên trong đầu. Vương Tử Quân cũng hiểu mục đích Lý Hạc Dương mời mình dùng cơm. Người này là thư ký trưởng của bí thư Tiết Diệu Tiến, có thể nói là đại quản gia của bí thư Tiết. Bây giờ bí thư Tiết Diệu Tiến đi quá vội vàng, căn bản còn chưa kịp sắp xếp cho vị đại quản gia của mình. Có câu vua nào chiều nấy, bây giờ bí thư thị ủy là Đồng Quốc Khánh, khả năng dùng Lý Hạc Dương là rất thấp. Sau khi quay lại phòng làm việc và xử lý vài văn kiện, Vương Tử Quân đi đến Thúy Hà Lâu rất đúng giờ. Đây là một nhà hàng với trang thiết bị có chút cũ kỹ. Nhưng lúc hắn dừng xe ở bên ngoài Thúy Hà Lâu thì nơi đây đã dừng đầy xe. Vương Tử Quân nhìn thấy có nhiều người ra vào khách sạn, hắn lấy kính đã chuẩn bị sẵn đeo lên. Hắn cũng không cho Triệu Quốc Lương đi theo, chỉ một mình đi về phía Thúy Hà Lâu. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này. Khi Vương Tử Quân đi đến cửa khách sạn thì một thanh niên đi đến trước mặt, người này khẽ nói rồi đưa tay mời hắn. Vương Tử Quân thấy tên thanh niên kia có chút quen mặt. Đã từng gặp y qua bên người Lý Hạc Dương, thế nhưng lúc này thật sự không nhớ người này tên gì. Hắn khẽ gật đầu với tên thanh niên, sau đó cùng người này di vào khách sạn. Vương Tử Quân vừa đi vào hai bước thì Lý Hạc Dương cũng đeo kính râm ra đón chào Vương Tử Quân, hai người đưa mắt nhìn nhau đều khôn nhịn được mà phải bật cười. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đến lầu 2, nơi đó yên tĩnh hơn. Lý Hạc Dương tuy nói không lớn nhưng Vương Tử Quân lại sinh ra cảm giác giống như hai người là đại ca giang hồ gặp mặt nhau vậy. Vương Tử Quân biết rõ đây không phải là chỗ nói chuyện, thế nên hắn gật đầu với Lý Hạc Dương, sau đó cùng Lý Hạc Dương đi lên lầu 2. Phòng ở lầu 2 đã sớm sắp xếp xong, sau khi đi vào phòng thì Vương Tử Quân và Lý Hạc Dương tháo kính ra, sau đó cả hai đều không nhịn được phải nở nụ cười. Chủ tịch Vương, người ngoài nhìn vào cảm thấy chúng ta thật sự bừng sáng. Ai biết được có chút ánh sáng phải trả cái giá lớn. Ví dụ như lúc này, tôi mời ngài một bữa cơm bình thường mà lén lút giống như xã hội đen thế này. Lý Hạc Dương đặt kính xuống bàn rồi cười lớn nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Thư ký trưởng nói rất đúng, trước kia mỗi buổi sáng thức dậy đều thích mua một chén đậu hũ bán ngoài đường uống cho sảng khoái. Bây giờ thì tốt quá, đi xuống phố đừng nói là ăn cơm, chào hỏi cũng đủ rồi. Chương 510, có thể trung tư không thể trung công. Nhưng như vậy cũng có lợi, chủ tịch Vương, con người tôi những thứ khác đều dễ nói, thế nhưng lại ghét đi dạo phố. Nhưng như vậy lại khác biệt với vợ, ngày thường tôi bận rộn thật sự không có thời gian, ngày nghỉ thì tôi muốn được nghỉ ngơi, dù cô ấy có vui vẻ hay hờn giận thế nào cũng nhất quyết không đi, thật sự là vợ giận mà không dám nói. Nhưng từ khi làm thư ký trưởng, sau khi tôi đi dạo phố với cô ấy một lần, sau đó cô ấy không kéo tôi đi nữa, ngài có biết vì sao không? Lý Hạc Dương nói rồi cố gắng tỏ ra thần bí. Vì sao? Vương Tử Quân dù đã đoán được đại khái thế nhưng vẫn hỏi Lý Hạc Dương. Hi hi, đi dạo phố 3 tiếng,
trong đó có hơn phân nửa thời gian chào hỏi nói chuyện với người ta, đi dạo một buổi sáng mà chẳng đâu ra đâu, thế là cô ấy cảm thấy bực mình, cuối cùng cũng không thèm ép tôi đi dạo nữa. Khi hai người nói chuyện với nhau, tên thanh niên vừa rồi đón chào Vương Tử Quân bắt đầu chỉ huy hai nhân viên phục vụ đưa thức ăn vào phòng. Chỉ sau vài phút thì chiếc bàn trống đã được xếp lên 6 món ăn. Tên thanh niên kia rất thông minh, sau khi thức ăn được dọn lên thì nhanh chóng cùng nhân viên phục vụ rời khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Lý Hạc Dương. Chủ tịch Vương, tôi biết ngài dùng cơm luôn có chú ý, món ăn không nhiều, chỉ cần tinh xảo là được. Vì vậy lần này cũng không sắp xếp nhiều, chỉ là vài món mà thôi. Nhưng những món này đều là tiêu biểu cho các món tứ xuyên, đều là những món đặc biệt ngon, tôi đã ăn một lần rồi, hương vị rất tuyệt. Lý Hạc Dương chỉ vào vài chiếc tô trắng trên bàn rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nhìn những món ăn trên bàn, hắn chợt cảm thấy một cảm giác thèm ăn bùng bùng trong bụng. Hắn cười nói với Lý Hạc Dương. Thư ký trưởng Lý chính là một người nổi tiếng về phương diện ẩm thực ở thành phố Đông Bộ. Hôm nay xem như tôi có lộc ăn rồi. Hai người cười cười nói, Lý Hạc Dương đặt một chai rượu hồng La Xuân lên mặt bàn rồi mở ra. Chủ tịch Vương, giữa trưa chúng ta uống ít một chút, mỗi người 2 ly, anh thấy thế nào? Vậy thì 2 ly, thư ký trưởng cũng biết thử lượng của tôi rồi đấy, chỉ vài ly đã say rồi, nếu say thì chỉ có thể ngủ một giấc mà thôi. Vương Tử Quân đặt 2 chiếc ly xuống giữa bàn, chờ Lý Hạc Dương rót rượu vào. Động tác rót rượu của Lý Hạc Dương có thể nói là rất nhanh nhẹn, chỉ sau nháy mắt đã rót đầy 2 ly rượu thủy tinh. Hắn đặt 1 ly trước mặt Vương Tử Quân, sau đó nâng 1 ly rượu khác lên nói. Chủ tịch Vương, chúng ta cũng ly, dù quá trình liên hệ giữa chúng ta không quá thoải mái nhưng tất cả đều là công tác, cá nhân tôi thật sự rất kính nể Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly khẽ cụng với Lý Hạc Dương, sau đó nói. Công tác có cự khác biệt thì có thể nói ngay mặt. Điều này cũng đủ nói thư ký trưởng là người lanh mồm lanh miệng, vì thế có thể thấy cùng nhập gánh công tác với thư ký trưởng cũng là duyên phận khó tìm. Hai người nhìn vào mắt nhau một cái, sau đó cùng uống cạn ly rượu. Lý Hạc Dương gọi vài món khá đặc sắc, 6 món ngon vùng Tứ Xuyên thật sự làm cho Vương Tử Quân mở rộng khẩu vị. Lý Hạc Dương lại càng giống như một nhà ẩm thực, vừa ăn vừa giới thiệu các món cho Vương Tử Quân. Thật ra trong quan trường, chức vụ thư ký trưởng cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Đừng xem thường công tác của bọn họ chủ yếu là nghênh đón lãnh đạo, là người bận rộn nhất của văn phòng. Nhưng nếu những thư ký trưởng như vậy muốn làm sao cho tốt tất cả công tác lớn nhỏ cũng cần phải có bản lĩnh rất lớn. Chưa nói đến bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói giọng quỷ của các vị thư ký trưởng, cũng cần phải có ánh mắt nhìn người, thông thạo các món ăn, phải hầu hạ sao cho lãnh đạo trực tiếp cảm thấy cực kỳ thoải mái. Vì rất nhiều công tác chủ yếu được thúc đẩy trên bàn rượu. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì có thể thấy Lý Hạc Dương là một vị thư ký trưởng cực kỳ hợp cách. Trong văn phòng thị ủy từng có lưu truyền một câu chuyện để nói rõ khả năng tùy cơ ứng biến của thư ký trưởng Lý là cực kỳ không như người bình thường. Nghe nói khi bí thư Tiết còn đang nắm quyền thì đụng phải bất kỳ sự việc gì, chỉ cần nhìn không vừa mắt sẽ sụ mặt xuống, dù là gặp ai, dù anh xếp hàng thứ mấy trong thị ủy. Dù anh lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng bị bí thư Tiết dùng giọng cứng nhắc để dạy bảo, căn bản không chút lưu tình. Dù sao thì bí thư Tiết cũng là nhân vật số 1 ở thành phố Đông Bộ, thế cho nên anh cũng không có tư cách gì phản pháo lại bí thư, cho nên ai cũng bị bí thư mắng cho vài lần. Chỉ có duy nhất Lý Hạc Dương là khác, dù bất kể là việc nhỏ hay lớn công hay tư thì người này cũng như con thoi chạy qua chạy lại, căn bản như một động cơ vạn năng. Hè năm đó có chương trình chống lũ, Tiết Diệu Tiến đi đến tỉnh thành họp. Bí thư Tiết sắp xếp Lý Hạc Dương ở nhà làm chỉ huy tổ phòng lụt ở thị ủy. Thế là thư ký trưởng Lý tiếp nhận công tác, nắm chắc phương diện liên hệ, nắm giữ tình huống thật chuẩn xác, thức trắng đêm không ngủ. Sáng hôm sau bí thư Tiết gọi điện thoại từ tỉnh thành về, tiếp điện thoại là một nhân viên trực ban của thị ủy. Thế là bí thư Tiết nổi giận, yêu cầu tên nhân viên trực ban tìm cho bằng được Lý Hạc Dương. Đến khi thư ký trưởng Lý tiếp điện thoại thì Tiết Diệu Tiến dùng giọng cực kỳ căm tức hỏi một câu. Anh thở hổn hển như vậy, có phải biết tôi có việc cần tìm nên mới vội vàng chạy đến không? Lý Hạc Dương lên tiếng giải thích. Không dám gạt lãnh đạo, sức khỏe của tôi thật sự không tốt bằng lãnh đạo, trung khí không bằng lãnh đạo nên mới thở hổn hển. Ngài không phải bảo tôi canh phòng nghiêm ngặt sao? Tôi bây giờ đang ở trong phòng bộ chỉ huy, đã thức trắng đêm trực chiến, một tắc không rời. Tiết Diệu Tiến ở đầu dây bên kia chợt cười lớn nói. Anh không phải nói ngoa đấy chứ? Dù sao cũng phải đi vệ sinh cái chứ.
Lý Hạc Dương nói tiếp. Bí thư Tiết, ngài về có thể tìm người xác định, tối qua tôi thật sự không rời khỏi phòng bộ chỉ huy một bước, nhẫn nhịn cả đêm. Vừa rồi thật sự cũng đang đi vệ sinh, thế nhưng vì ngài gọi điện thoại mà cuống cuồng chạy về. Nghe nói cũng vì sự kiện đó mà sau này thư ký trưởng Lý Hạc Dương bị nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Vương Tử Quân lơ đãng nhớ về vài chuyện vui về Lý Hạc Dương được lan truyền ở thị ủy Đông Bộ. Hắn vô thức đưa mắt nhìn Lý Hạc Dương, lần đầu tiên hắn phát hiện răng của đối phương có hơi đen, có lẽ vì hút thuốc quá nhiều. Thế là hắn chợt suy nghĩ vẩn vơ, thư ký trưởng Lý có hàm răng đen như vậy, thế thì vợ có cho hôn không? Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà thiếu chút nữa đã không nhịn được phải cười thành tiếng. Nhưng hắn cũng vội vàng khắc chế, nghĩ lại thì thấy chính mình có chút hoang đường. Khi liên hệ với một thư ký trưởng thì trong đầu lại nghĩ đến sinh hoạt cá nhân của người ta, thật sự có chút kỳ quái. Hắn thầm phê bình mình, sau đó ngồi lại nghiêm chỉnh, toàn tâm toàn ý dùng cơm. Hai người có thể nói là ăn uống vui vẻ, bầu không khí rất thuận hòa. Khi rượu trong ly còn chưa đến 1/5 thì Lý Hạc Dương khẽ buông xuống nói. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi chọn sai thời điểm, tôi không nên chọn chúng buổi trưa, phải chuyển sang buổi tối mới đúng. Như vậy chúng ta có thể uống một bữa sảng khoái. Vương Tử Quân cũng buông đũa trong tay mình xuống, sau đó hắn lấy khăn giấy xoa xoa mồ hôi trán. Thư ký trưởng, cái này cũng không có vấn đề gì, nếu anh tình nguyện thì lần sau hẹn một buổi tối không được sao? Chủ tịch Vương, tôi thật sự có ý nghĩ muốn uống với anh một bữa cho thoải mái, chỉ là đáng tiếc, cơ hội không nhiều, vài ngày sau có lẽ tôi sẽ phải về tỉnh rồi. Lý Hạc Dương nói đến tỉnh thì trên mặt không những chẳng có chút vui mừng, ngược lại còn có chút trầm trọng. Tuy lúc này Vương Tử Quân cảm thấy đầu óc đầy sương mù, thế nhưng tâm lý của hắn lại rất tỉnh táo. Hắn biết đây là lúc Lý Hạc Dương nói đến vấn đề trọng điểm, thế nhưng lại dùng giọng có chút men say nói. Thư ký trưởng thăng chức lên tỉnh, vậy thì thật sự đáng mừng, đã biết đến ngành nào chưa? Đến công đoàn tỉnh. Lý Hạc Dương cố gắng bảo trì bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo vài phần phẫn nộ. Công đoàn tỉnh là đơn vị gì thì Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ, với cấp bậc của Lý Hạc Dương mà đến công đoàn tỉnh thì sẽ tuyệt đối không có chức vụ gì quá tốt, dù là cấp bậc hành chính không giảm nhưng trên phương diện quyền lợi thì có sự khác biệt quá trầm trọng. Sau khi có quyết định, Lý Hạc Dương biết mình chỉ là một ngôi sao băng trên vũ đài chính trị thành phố Đông Bộ, chỉ xẹt qua một lần, chỉ để lại chút ánh sáng le lói một lần mà thôi. Khi Vương Tử Quân trầm mặc không nói gì, Lý Hạc Dương cũng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Lần này sở dĩ hắn tìm đến Vương Tử Quân cũng vì nhận được chỉ điểm của cao nhân, nói bây giờ ở thành phố Đông Bộ chỉ có một người duy nhất có thể cứu hắn, đó chính là quyền chủ tịch Vương Tử Quân. Lý Hạc Dương cũng không hoàn toàn tin vào điều này, nhưng dưới tình huống cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống, chuẩn bị thử một lần. Lúc này Lý Hạc Dương nhìn vẻ mặt trầm ngâm không nói của Vương Tử Quân, tâm tình của hắn chậm rãi trầm xuống nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu oán hận Vương Tử Quân. Hai người vốn cũng không có giao tình quá sâu, nếu Vương Tử Quân giúp đỡ hắn thì rõ ràng là người trượng nghĩa, nếu như làm như không thấy, căn bản cũng là bản phận của người ta. Trong quan trường là như vậy, bình thường cùng nhau chống đỡ, có thể ăn chung ngủ chung, thế nhưng một khi có liên quan đến vấn đề nhân sự, bọn họ đều không tự chủ được phải quan tâm đến bản thân mình. Thử nghĩ mà xem, có ai tình nguyện để người ta tiến lên, cho người ta phát triển mạnh mẽ, xung trận tiến lên. Chẳng lẽ trời sinh anh là một người thích cúi đầu, trà trộn quan trường thì bước chân phải nhanh hơn người ta một chút, vị trí cũng phải cao hơn người ta một chút. Hai người không phải đứng cùng một hàng, như vậy sẽ tình nguyện đứng ở góc độ quan sát, căn bản không phải cùng cam cộng khổ cùng chung hoạn nạn. Tất nhiên dù là ai cũng phải cạnh tranh lấy chút danh lợi cho mình, bất kỳ kẻ nào cũng phải chen vai đi về phía trước. Lý Hạc Dương thật sự có tâm tình không được tốt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn gắp vài miếng thức ăn. Trong lòng chốc chốc lại phẫn nộ, khi thì bình thường. Hắn uống rượu với cảm xúc phập phồng, trạng thái không giống như bình thường, thế cho nên rất dễ say. Nhưng hắn vẫn cố gắng che giấu, hắn nâng ly lên nói. Chủ tịch Vương, tôi lại mời anh một ly. Bây giờ thành phố Đông Bộ trong thời buổi sóng to gió lớn, chủ tịch Vương nên chú ý tay lái, chú ý điều khiển con thuyền lướt sóng vạn năm. Vương Tử Quân nghe được ý nghĩ của Lý Hạc Dương, hắn cũng không nói lời nào. Chỉ cười cười nâng ly khẽ cụng với đối phương. Lý Hạc Dương giống như đã quên những lời nói lúc đầu, hắn mở chai rượu rót cho Vương Tử Quân thêm nửa ly, sau đó lại tiếp tục nâng ly. Chủ tịch Vương, nếu Lý Hạc Dương tôi lần sau còn được uống rượu với anh thì chỉ là khách qua đường, vì vậy thừa dịp bây giờ chúng ta còn là cộng sự,
tôi và anh cùng một ly. Vương Tử Quân cũng không chối từ, hắn nâng ly rượu lên cùng với Lý Hạc Dương. Có câu rượu đắng nhưng vào bụng lại say, Lý Hạc Dương uống thêm nửa ly rượu, cơ thể có chút lung lay. Vương Tử Quân uống thêm nửa ly rượu thì thật sự đã đến đúng độ, hắn ngăn cản Lý Hạc Dương tiếp tục rót rượu, sau đó kết thúc tiệc rượu lần này. Chủ tịch Vương, lần này uống không đã ghiền, đây là trách nhiệm của tôi, lần sau gặp lại sẽ uống thêm nhiều hơn. Dù Lý Hạc Dương này có uống đến mức người ngã ngựa đổ cũng sẽ cố gắng cho chủ tịch Vương được thoải mái. Lý Hạc Dương loạng choạng kéo tay Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nói. Lần này tôi rời khỏi thành phố Đông Bộ thật sự quá khó chịu, còn bà nó, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn vị trí, không ngờ là có người ra tay sau lưng. Hành động xấu xa như vậy cũng có thể làm được, thật sự không uổng làm người trên cõi đời. Chủ tịch Vương, có câu chi nhân chi diện bất chi tâm. Anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ, anh lúc nào cũng nên tươi tỉnh mở lớn mắt, cũng nên cẩn thận với một vài người. Lý Hạc Dương dù không nói đến ai nhưng lại tin Vương Tử Quân biết rõ, Vương Tử Quân cũng không tỏ thái độ, hắn chỉ bắt tay thật chặt với Lý Hạc Dương. Vương Tử Quân từ trên phòng lầu 2 đi xuống rồi leo lên chiếc xe Audi đã khởi động sẵn của Thái Thần Bân, xe chạy như bay rời khỏi khách sạn. Khi Vương Tử Quân rời đi, Lý Hạc Dương với gương mặt đầy men say đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thư ký trưởng, chủ tịch Vương anh ấy. Tên thanh niên đứng chờ ở cửa khách sạn khẽ đi đến bên cạnh Lý Hạc Dương, hắn dùng giọng cẩn thận hỏi thăm. Việc không liên quan đến mình thì treo trên đầu, những năm nay người thích dệt hoa trên gấm là rất nhiều, nhưng có mấy ai tình nguyện giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Ôi, Trấn Hải, cậu chuẩn bị một chút, khi điều lệnh rơi xuống thì theo tôi về tỉnh. Lý Hạc Dương thở dài khoát tay áo, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế. Ánh sáng cuối cùng buổi hoàng hôn chiếu vàng hành lang khách sạn Đông Bộ, Vương Tử Quân nhìn Hứa Tiền Giang đi phía trước mặt mình, hắn thầm suy xét vì sao trưởng phòng Hứa lại muốn gặp mặt nói chuyện với mình. Hứa Tiền Giang đến thành phố Đông Bộ vào sáng hôm nay, lão tiến hành kiểm tra một vài hạng mục công tác ở thành phố Đông Bộ, sau đó đến nghỉ ngơi trong khách sạn Đông Bộ. Chủ tịch Tử Quân, anh từ vị trí phó chủ tịch thường vụ tiến lên chủ tịch thành phố, bây giờ đã thích ứng rồi chứ? Hứa Tiền Giang khẽ đi vài bước. Lão cười nghiêng đầu sang chỗ khác rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không dám chậm trễ với câu hỏi của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cười cười nói. Rất tốt, nhưng so ra bận rộn hơn trước kia một chút. Vậy thì tốt rồi, Chủ tịch Tử Quân, tôi đồng ý đối với phương án Bí thư Nhiếp lớn gan dùng anh làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, nhưng trong tỉnh ủy cũng còn không ít đồng chí sợ anh còn trẻ không đủ kinh nghiệm, có một số việc không quá dễ dàng. Đối với vấn đề này thì tôi cũng không dám gật đầu bừa bãi. Tôi cảm thấy trẻ tuổi vừa là hoàn cảnh xấu vừa là ưu thế, tuy không có kinh nghiệm nhưng công tác cũng đừng quá khuôn sáo, khi làm việc phải chú ý cải tiến và đổi mới phương pháp. Đổi mới và cải tiến là gì? Nếu nói từ phương diện rộng thì đó là linh hồn cầu tiến của một quốc gia, một dân tộc, nếu nhìn từ mặt nhỏ thì chính là bánh xe cuồn cuộn tiến về phía trước của thành phố Đông Bộ. Một điểm cải tiến quan trọng. Một phương án đổi mới có thể làm cho một thành phố phát triển sớm hơn 10 năm. Vì vậy trong lúc công tác thì anh cần phải phát huy đầy đủ ưu thế của mình, tất nhiên khi gặp phải vấn đề thì phải liên hệ và thương lượng với đồng chí Quốc Khánh. Tuy anh ấy rời khỏi thành phố Đông Bộ nhiều năm, thế nhưng trước kia anh ấy cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, có vài phương diện anh ấy sẽ cho ra ý kiến rất tốt. Hứa Tiền Giang nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Hứa Tiền Giang nói ra những lời này, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu rõ ý nghĩa. Hắn thầm cười nhạt một tiếng nhưng ngoài miệng lại cười nói. Trưởng phòng Hứa yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho trưởng phòng thất vọng. À, không phải chỉ không để cho tôi thất vọng, còn là không cho tỉnh ủy thất vọng, không cho cán bộ và quần chúng nhân dân thành phố Đông Bộ thất vọng. Lần này điều chỉnh ban ngành có biên độ rất lớn, nhưng thành phố Đông Bộ thay đổi cả hai vị trí đứng đầu và còn phát sinh sự kiện liên quan đến Nhâm Sương Bình và Lý Khang Lộ, có thể nói là một khiêu chiến rất lớn. Anh là quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ, cần phải bảo vệ ban ngành của mình, chia việc ra làm, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ai làm việc nấy. Nhưng anh lại có chút không trùng hợp, vừa tiếp xúc với lãnh đạo đứng đầu thì đã có chút rối. Bây giờ vấn đề lớn nhất của thành phố Đông Bộ chính là nhanh chóng ổn định trong thời gian sớm nhất, đẩy mạnh kinh tế phát triển về phía trước, cũng tranh thủ tạo ra cục diện tốt đẹp. Câu trả lời của Vương Tử Quân rõ ràng cũng không làm cho trưởng phòng Hứa Tiền Giang thỏa mãn. Thế cho nên lời nói lúc này của trưởng phòng Hứa có vài phần muốn gõ đầu Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy Hứa Tiền Giang dừng bước thì cũng dừng lại. Xin trưởng phòng Hứa cứ yên tâm,
tôi tin tưởng ban ngành thành phố Đông Bộ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, bắt đầu thay đổi chủ đề nói về vài việc vặt khác. Khi nói đến công tác thì lão luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng khi nói đến chuyện ngoài rìa, vẻ mặt lại cực kỳ vui vẻ, cực kỳ tiêu sái. Trưởng phòng Hứa, Chủ tịch Tử Quân, các anh thật sự làm cho người ta rất dễ tìm. Đồng Quốc Khánh cười ha hả từ một phía đi đến, sau khi bắt chuyện với hai người Vương Tử Quân, hắn cười nói với Hứa Tiền Giang. Trưởng phòng Hứa, hôm nay tất cả ban ngành thành phố Đông Bộ chúng tôi muốn báo cáo công tác với anh. Nghe nói anh từng vỗ bàn ở thành phố Hồng Ngọc, lúc này đến thành phố Đông Bộ cũng không được nặng bên này nhẹ bên kia đấy nhé. Gương mặt Đồng Quốc Khánh tràn đầy nụ cười, cực kỳ khác biệt so với vẻ mặt trầm ngâm thường ngày. Xem ra người này là Tôn Ngộ Không, nếu nói có 72 phép biến hóa gương mặt thì có hơi khoa trương, nhưng nói thay đổi trong nháy mắt sẽ không có gì là sai. Tôi đã sớm nghe nói trưởng phòng Hứa là người rộng lượng, chỉ là mãi không có cơ hội được lĩnh giáo, hôm nay trưởng phòng Hứa cũng không được che giấu đâu đấy. Vương Tử Quân là quyền chủ tịch, hắn cũng là một vị chủ nhà, thế cho nên thấy Đồng Quốc Khánh lên tiếng thì cũng mở lời theo sau. Bí thư Quốc Khánh, trưởng phòng Quốc Khánh, anh vừa chân trước rời khỏi thành phố Đông Bộ thì đã vung dao giết lừa liên hợp với chủ tịch Vương để chèn ép đồng sự, chút tâm tư này của anh thật sự không tốt. Hứa Tiền Giang duỗi một ngón tay chỉ vào Đồng Quốc Khánh rồi cười ha hả nói. Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân cùng đi với Hứa Tiền Giang đến căn phòng lớn nhất của khách sạn Đông Bộ. Lúc này đám người Phạm Bằng Phi và các vị thường ủy khác đã có mặt chờ sẵn, khi Hứa Tiền Giang đến thì bữa tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tuy uống rượu rất nhiệt liệt nhưng những nơi đây đều có tâm tư. Hứa Tiền Giang lần này đến thành phố Đông Bộ kiểm tra công tác, nhìn từ mặt ngoài thì rõ ràng là một hoạt động công khai, nhưng dù là ai cũng hiểu hành trình lần này của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đến thành phố Đông Bộ cực kỳ có ý nghĩa, đó chính là làm chỗ dựa cho Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh tuy đã từng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, thế nhưng bây giờ dù sao cũng là bọn họ của phòng tổ chức tỉnh ủy xuống tuyến dưới rèn luyện. Bây giờ các thành viên ban ngành đều đang ở vào giai đoạn quan sát hai vị lãnh đạo đứng đầu, rất nhiều người đang chú tâm đánh giá tình thế. Khi Hứa Tiền Giang đến, có một số người nhìn về phía Đồng Quốc Khánh bằng ánh mắt có chút khác biệt. Hứa Tiền Giang là một người có tửu lượng rất tốt, vì vậy khi uống rượu cũng rất hào sảng. Nhưng vị trưởng phòng đại nhân này cũng là đại tướng có kinh nghiệm chiến trường, khi đối phó với thế công của số đông cán bộ tuyến dưới thì cũng có phương án riêng, nếu muốn mời rượu mình thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề là phải mời rượu một vòng cái đã. Trên bàn rượu ai là quy củ, ai chức vụ cao nhất thì người đó là quy củ. Lúc này đám thường ủy thị ủy đối mặt với cơ hội được mời rượu trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nên cả đám đều nhiệt tình. Không phải là mời rượu một vòng sao, thế là ai cũng hào hứng mời rượu, chỉ một lát sau vài chai rượu đã cạn đáy. Các vị, chúng ta đã uống đủ rồi, ly rượu này tôi mời các vị lãnh đạo thành phố Đông Bộ. Chúc mọi người dưới sự lãnh đạo của bí thư Đồng người trước tiếp bước và mở lối cho người sau, tạo ra công lao lớn cho thành phố Đông Bộ. Hứa Tiền Giang dù có hơi đỏ mặt nhưng cũng không có vài phần men say, lão nâng ly rượu lên cười ha hả nói với nhóm người Vương Tử Quân. Hơn chục ly rượu được đưa lên không trung, âm thanh cùng ly vang lên, xem như kết thúc bữa tiệc rượu vui vẻ viên mãn. Khi tiến chân Hứa Tiền Giang thì thành phố Đông Bộ lại tiếp tục rơi vào trạng thái bình tĩnh. Nhưng sau khi Hứa Tiền Giang đi được 10 ngày, văn kiện bổ nhiệm nhân sự của tỉnh ủy đã được phát xuống thành phố Đông Bộ, chính thức bổ nhiệm đồng chí Phùng Chí Trường làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Phùng Chí Trường vẫn luôn là thường ủy thị ủy, nhưng văn kiện bổ nhiệm được đưa xuống lại làm cho không ít người phải suy đoán. Bây giờ trong thành phố Đông Bộ có ai không biết Phùng Chí Trường là bộ hạ cũ của Đồng Quốc Khánh, bây giờ Phùng Chí Trường từ vị trí chủ tịch mặt trận Tổ quốc tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố. Đây rõ ràng là ý đồ của bí thư Đồng Quốc Khánh. Chương 511, bài tẩy là tôi chứ không phải anh. Bí thư mạnh chủ tịch yếu, đây chính là quy củ được hình thành vào thời của Tiết Diệu Tiến, nhưng tình huống đó giống như tiếp tục được hình thành ở thành phố Đông Bộ vào thời điểm này. Đồng Quốc Khánh mới nhận chức ở thành phố Đông Bộ được một tháng nhưng lại có thể vung tay sắp xếp cho một vị thường ủy thị ủy, đã thể hiện đầy đủ thủ đoạn của một vị bí thư. Sau sự kiện bổ nhiệm Phùng Chí Trường, có một tin tức khác không khỏi làm cho đám người đi theo bí thư Tiết Diệu Tiến cảm thấy lo lắng. Chính là dù không có văn bản chính thức nhưng tin tức thư ký trưởng Lý Hạc Dương rời khỏi thành phố Đông Bộ đến công tác ở công đoàn tỉnh đã truyền đi rộng khắp. Từ hai sự kiện này mà có rất nhiều người bắt đầu có thiên hướng dựa về một phía một cách vô tình cố ý, thế là phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh đông như chảy hội.
Lúc này Phùng Chí Trường được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ càng có cảnh tượng. Chí Trường, chính quyền bên kia công tác bận rộn, Chủ tịch Tử Quân lại còn trẻ, vì vậy có một số việc cần phải nhọc tâm. Đồng Quốc Khánh ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn trầm giọng nói với Phùng Chí Trường. Phùng Chí Trường hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo, tuy hắn cũng không muốn cuốn vào giữa Vương Tử Quân và Đồng Quốc Khánh, thế nhưng loại chuyện này căn bản không thể nào lái đi vì suy nghĩ của hắn. Bây giờ trong mắt tất cả mọi người thì mình là thủ hạ của Đồng Quốc Khánh, muốn thoát khỏi dòng nước thì hầu như là không thể. Bí thư Đồng cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ Chủ tịch Vương. À, vậy thì tốt. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu rất có ẩn ý, sau đó hắn rót một ly trà cho Phùng Chí Trường, lại nói tiếp. Hai ngày nữa khi Lý Hạc Dương rời khỏi chức vụ thì một vị bộ hạ cũ của tôi sẽ đến Đông Bộ làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy, đến lúc đó chúng ta tụ tập lại với nhau, có hai tầng ý nghĩa, một là chúc mừng, hai là đón gió tẩy trần cho anh ấy. Vâng, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp. Phùng Chí Trường biết rõ người có thể đến thành phố Đông Bộ làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy thì chắc chắn sẽ là tâm phúc của bí thư Đồng Quốc Khánh ở trên phòng tổ chức tỉnh ủy. Chính mình trước kia có quan hệ rất tốt với bí thư Quốc Khánh. Thế nhưng dù sao thì Đồng Quốc Khánh rời khỏi thành phố Đông Bộ và hai bên cũng ít giao tiếp, nếu bây giờ hắn muốn tiến vào trong vòng quan hệ chính trị của Đồng Quốc Khánh, cần phải bỏ ra chút tâm tư. Đồng Quốc Khánh khẽ gật đầu, sau đó hắn cười cười với Phùng Chí Trường, xem như ngầm đồng ý. Nếu so sánh với một người đang cực kỳ xuân phong đắc ý như Phùng Chí Trường thì Trúc Phu Bình lại cực kỳ thất ý. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người thì hắn là người cực kỳ có phần thắng trong cạnh tranh làm Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đông Bộ. Nhưng lần này biến đổi quá lớn, không ngờ Phùng Chí Trường xuất hiện giữa đường lại có thể tiến lên mạnh mẽ và nắm bắt vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ. Trúc Phu Bình cũng hiểu được vấn đề là gì, Phùng Chí Trường sở dĩ có thể vượt qua mình tiến lên làm Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố cũng là vì sau lưng có Đồng Quốc Khánh, mà trong trận chiến này thì Chủ tịch Vương thật sự rơi vào thế hạ phong. Anh rể, có bận rộn gì không? Khi Trúc Phu Bình đang trầm tư trong phòng làm việc thì cửa phòng khẽ mở ra, một cơ thể mập mạp đi vào. Nếu như người khác chưa được mình lên tiếng mà dám đi vào thì Trúc Phu Bình sợ rằng sẽ nổi giận một phen, nhưng tên kia dù có chút không nên thân nhưng lại có thân phận không giống người thường, dù sao đó cũng là em vợ hắn. Hắn hừ một tiếng, sau đó dựa lưng lên ghế. Chí Bình đến đấy à, ngồi đi. Anh rể, phòng làm việc của anh có hơi nhỏ, còn không lớn bằng trưởng phòng của chúng tôi, anh là một phó chủ tịch thường ủy, chẳng lẽ đám người văn phòng làm anh uất ức vậy sao? Em vợ của Trúc Phu Bình chính là Lý Chí Bình công tác ở phòng tổ chức thành phố Đông Bộ, hắn đến phòng làm việc của Trúc Phu Bình mà không chút cảm giác gò bó, sau khi bắt chéo chân ngồi xuống thì dùng giọng đùa giỡn nói với Trúc Phu Bình. Trúc Phu Bình có chút phiền chán vì lời nói không đâu ra đâu của cậu em vợ, hắn khẽ cười vung tay lên nói. Tôi nghe nói hôm qua cậu và em dâu cãi nhau phải không? Ôi, cũng đừng làm cho người già phải mệt nhọc như vậy. Ngày hôm qua mẹ vì chuyện này mà gọi điện thoại cho vợ tôi. Vì việc đó mà cả đêm mẹ không ngủ được, cậu làm con cái kiểu gì vậy, sao lại để cho chuyện kia xảy ra? Trúc Phu Bình quen làm lãnh đạo, mỗi khi nổi giận thì tuyệt đối có quan uy. Lý Chí Bình là em vợ thường hi hi ha ha trước mặt anh rể, thế nhưng bây giờ bị Trúc Phu Bình nổi giận chỉ mặt gian dậy thì thật sự có chút sợ hãi. Anh rể, là tôi sai rồi, về nhà tôi sẽ nói rõ với vợ, không phải chỉ là ồn ào hai câu sao? Thế nào lại gọi điện thoại tố cáo với mẹ như vậy? Được rồi, làm việc gì cũng phải làm cho tốt, tôi nói cho cậu biết, nếu còn tiếp tục để chuyện kia xảy ra, chị cậu sẽ đến tìm trưởng phòng của cậu, sẽ bảo anh ta cho cậu biết tay. Trúc Phu Bình cũng không còn cách nào với cậu em vợ này, dù sao người ta cũng đã là em vợ của mình được 20 năm, hắn đã dùng qua tất cả biện pháp, cũng thật sự không làm gì được người này. Anh dễ yên tâm, em sẽ tuyệt đối không làm cho mẹ phiền lòng nữa. Nếu tôi còn để những chuyện như vậy xảy ra, sẽ ngã từ trên lầu xuống đất chết tươi. Lý Chí Bình giơ tay phải lên tỏ vẻ quyết tâm, giống như tuyên thệ khi gia nhập đảng, chỉ là tư thế như vậy nhưng bộ dạng lại rất láu cá làm cho người ta cảm thấy cực kỳ buồn cười. Trúc Phu Bình thấy cậu em vợ cúi đầu nghe lời, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết đối phương chắc chắn có gì đó cần cầu cạnh mình. Quả nhiên Trúc Phu Bình còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Chí Bình đã nói. Anh rể, anh Triệu trong khoa của tôi vài ngày trước kiểm tra bị bệnh ung thư. Cũng không còn được thời gian bao lâu. Lần này anh ấy đi thì vị trí trưởng khoa căn bản bỏ trống, anh nhìn xem, em cũng là người công tác lâu năm trong đơn vị, có phải cũng cần lo lắng một chút không? Trúc Phu Bình thầm xì một tiếng khinh miệt, anh làm ăn công tác không ra gì,
bây giờ lại nhìn chằm chằm vào vị trí trưởng khoa sao? À, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho trưởng phòng của cậu. Trúc Phu Bình có tính toán khác biệt nhưng trên miệng lại vui vẻ đồng ý với Lý Chí Bình, hắn cũng muốn đẩy cậu xem của mình đi cho nhanh, ở lại đây chỉ giỏi làm phiền mình. Đã làm anh rể hao tâm tổn trí rồi, nhưng này anh rể, anh nên cẩn thận một chút, tôi nghe nói tên Phùng Chí Trường kia đã tiếp nhận vị trí công tác, nếu anh không xem xét cho thật chặt, đối phương sẽ không coi ra gì. Lý Chí Bình lấy hai gói thuốc từ dưới bàn trà lên, sau đó mở một gói bỏ vào trong túi áo của mình không chút khách khí. Hai gói thuốc kia chính là Trúc Phu Bình dùng để tiếp khách trong ngày, cũng không quá quan tâm, nhưng nhìn bộ dạng chiếm giữ của cậu em vợ, hắn thật sự cũng có chút không thoải mái. Nhưng càng làm cho Trúc Phu Bình phản cảm là Lý Chí Bình lại không chịu đi, hắn không thể nào có biểu hiện khác lạ, thế nên chỉ khoát tay nói. Lát nữa tôi còn phải tham gia hội nghị, cậu đi trước đi. Vâng, em sẽ chờ tin tốt của anh. Lý Chí Bình thấy đã đạt được mục đích thì rút một điếu thuốc châm lửa, sau đó lại nhét gói thuốc vừa xé ra vào trong túi quần của mình rồi nói. Anh rể, anh nhất định phải thu phục vị trí trưởng khoa cho tôi, nếu tôi trở thành trưởng khoa cũng không cần đến lấy thuốc của anh. Biết rồi. Trúc Phu Bình thật sự không muốn nói nhiều với Lý Chí Bình, hắn ném cho đối phương một câu rồi cúi xuống xem xét văn kiện. Lý Chí Bình dù là người da mặt dày cũng không phải hạng vô liêm sỉ, hắn thấy anh rể giống như có chuyện đứng đắn cần phải làm thì đứng lên tiện tay lấy một gói trà trên kệ, sau đó nói. Anh rể, em đi trước, nếu có rảnh thì về nhà dạo vài vòng, anh em mình uống vài ly cho vui. Ừ. Trúc Phu Bình khẽ gật đầu, trong đầu hắn chợt xuất hiện một nghi vấn, vì sao vợ mình ưu tú như vậy nhưng lại có một người em như thế? Không phải là cùng mẹ khác cha đấy chứ? Trong đầu Trúc Phu Bình xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn thật sự cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn còn chưa kịp cười xong thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Anh rể, em lại quên mất một việc, em nghe người ta nói bây giờ thành phố Đông Bộ là của Bí Thư Đồn, nếu muốn cầu tiến thì cũng đừng đần độn u mê chạy theo vị chủ tịch Vương kia, như vậy là vô ích. Lý Chí Bình nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc của Trúc Phu Bình với bộ dạng cực kỳ chăm chú. Lời này cậu nghe ai nói? Tôi nói cho cậu biết nhé Chí Bình, ngày thường cậu thích uống rượu nói chuyện điên khùng thì tôi mặc kệ, nhưng nếu cậu dám tiếp tục nói những lời mạo phạm như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Trúc Phu Bình đứng lên khỏi ghế, hắn dùng giọng oán giận khiển trách Lý Chí Bình. Thấy ảnh rể thật sự nổi giận thì Lý Chí Bình thật sự có chút sợ hãi, thế là hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua Trúc Phu Bình rồi cẩn thận nói. Anh rể, em biết rồi, nhưng em đây cũng là vì tốt cho anh mà thôi. Bây giờ thành phố Đông Bộ này có ai không biết sự lợi hại của Bí Thư Đồng? Nếu không thì vị trí phó chủ tịch thường vụ của ngài sẽ không bay mất như vậy. Trúc Phu Bình dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Chí Bình, hắn chỉ về phía cửa phòng làm việc nói. Đi ra ngoài cho tôi, không giúp được gì cho tôi thì đừng đến đây làm phiền. Nếu còn tiếp tục không biết nguyên tắc như vậy, sau này đừng trách tôi không cho cậu vào cửa. Được rồi, anh rể, xem như tôi dán mặt nóng lên mông lạnh của ngài. Tôi đi nhưng ngài có thể hỏi thăm mọi người, để xem đám người trong thị ủy nghĩ thế nào, xem tôi có lừa gạt anh không. Khi Lý Chí Bình rời khỏi phòng, lúc này phòng làm việc của Trúc Phu Bình đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tuy vừa rồi Trúc Phu Bình đã lớn tiếng dậy bảo cậu em vợ của mình, thế nhưng những lời nói của đối phương lại luôn lóe lên trong đầu hắn. Đồng Quốc Khánh là người lợi hại, chức vụ phó chủ tịch thường vụ của mình cũng là vì Bí Thư Đồng vung tay lấy đi. Sau nhiều lần xem xét lời nói của em mình, Trúc Phu Bình cầm lấy điện thoại lên bấm số. Nhưng sau khi bấm số thì Trúc Phu Bình chợt thấy đầu óc mình trống rỗng. Đối với thành phố Đông Bộ thì sự kiện Phùng Chí Trường trở thành phó chủ tịch thường vụ chỉ là một bắt đầu. Khi Phùng Chí Trường đến khối chính quyền thành phố nhận vị trí phó chủ tịch thường vụ, lúc này phó phòng Quách Tiên Vi của phòng tổ chức cũng đến thành phố Đông Bộ, chỉ là lần này đến để đưa người xuống nhận chức. Trưởng ban số 3 của phòng tổ chức tỉnh ủy là Đảng Hằng được đề bạt làm thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy thành phố Đông Bộ. Đảng Hằng hơn 30 tuổi, trên mặt là một cặp kính vàng, hắn đứng sau lưng Quách Tiên Vi với gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi bắt tay với Đồng Quốc Khánh thì Đảng Hằng lại như biến thành người khác, hai bàn tay giữ thật chặt tay của Đồng Quốc Khánh, gương mặt đầy nụ cười, bộ dạng thân mật khăng khít. Lại đến một người nữa. Xem ra không bao lâu nữa thành phố Đông Bộ này sẽ là thiên hạ của Đồng Quốc Khánh. Hạ Nham Châu nhìn Đảng Hằng đứng sau lưng Đồng Quốc Khánh với bộ dạng cực kỳ thân mật, hắn lên tiếng bằng giọng điệu có chút ê ẩm.
Năm xưa khi Đồng Quốc Khánh là chủ tịch thành phố Đông Bộ thì Hạ Nham Châu tuy không phải là thường ủy thị ủy nhưng lại là cục trưởng cục công an. Hắn luôn theo sát tiến độ của bí thư Tiết Diệu Tiến, dù biết Tiết Diệu Tiến có quan hệ bằng mặt không bằng lòng với Đồng Quốc Khánh nhưng vẫn dựa vào bí thư thật chặt và lạnh nhạt với Đồng Quốc Khánh, thế nhưng đó cũng là hắn không có biện pháp, không thể nào lảng tránh mới đứng thành hàng như vậy. Hôm nay Đồng Quốc Khánh ngóc đầu lên quay lại thành phố Đông Bộ, trở thành người đứng đầu thành phố Đông Bộ, Hạ Nham Châu có thể thấy được tương lai của mình là như thế nào. Lý Hạc Dương đã sắp phải đi, người kế tiếp có lẽ là mình. Hạ Nham Châu nghĩ đến tình huống như vậy mà có chút thất vọng với một Vương Tử Quân được bí thư Tiết Diệu Tiến đẩy lên vị trí chủ tịch thành phố. Hắn vốn tưởng rằng Vương Tử Quân có thể làm gì được Đồng Quốc Khánh, nhưng bây giờ xem ra bí thư Tiết đã chọn lầm người rồi. Đảng Hằng đến thành phố Đông Bộ làm thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy, lúc này nhiều người chuyển ánh mắt từ người Đảng Hằng lên người Vương Tử Quân. Đảng Hằng đến có thể nói là thực lực của Đồng Quốc Khánh tăng lên một bước. Điều này cũng làm cho nhiều người ý thức được thế cục bí thư mạnh chủ tịch yếu đang dần dần được hình thành. Vương Tử Quân đang cười, hắn dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn Đảng Hằng, ứng phó ung dung bình tĩnh với những ánh mắt nhìn về phía mình. Lúc này Phùng Chí Trường đưa mắt nhìn Đồng Quốc Khánh, hắn phát hiện bí thư Đồng tuy đang cười nhưng lại mang theo chút đông cứng. Giống như Đảng Hằng đến cũng không làm cho bí thư được vui sướng. Chẳng lẽ trong sự việc này còn có gì đó sao? Phùng Chí Trường chợt cảm thấy sợ hãi vì ý nghĩ trong đầu mình, đúng lúc này Quách Tiên Vi cũng đã ngồi xuống vị trí trong phòng họp. Tuy nếu so sánh về cấp bậc thì Quách Tiên Vi kém Đồng Quốc Khánh và Vương Tử Quân, nhưng hắn là người đại biểu cho phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nên là người ngồi vị trí trung tâm. Quyết định về đồng chí Phạm Bằng Phi và các đồng chí khác. Khi Quách Tiên Vi dùng giọng trầm bổng đọc văn kiện, không ít người cảm thấy trong lòng có chút chấn động. Không phải đến một vị thư ký trưởng thị ủy xoa. Thế nào lại liên quan đến Phạm Bằng Phi, hơn nữa còn là các đồng chí khác, không phải chỉ liên quan đến Phạm Bằng Phi, còn liên quan đến vài người khác nữa sao? Vẻ mặt Hạ Nham Châu chợt biến đổi, trở nên trắng bệch, hắn rất thức thời định vị chính mình, cho rằng mình là một trong số các đồng chí kia. Lúc này hắn nhìn sang Đồng Quốc Khánh, thầm nghĩ bí thư Đồng thật sự quá mạnh, mình chưa kịp phản ứng đã ra tay điều chỉnh ban ngành thành phố Đông Bộ. Đối phương cho ra điều chỉnh với biên độ rộng như vậy thật sự quá hãi hùng, chỉ sợ trong thành phố Đông Bộ sẽ không còn ai chống lại bí thư Đồng. Có lẽ Hạ Nham Châu sẽ giống như Lý Hạc Dương, chỉ có thể biến thành bài tẩy. Miễn đi chức vụ thường ủy thị ủy, phó bí thư thị ủy của đồng chí Phạm Bằng Phi, miễn đi chức vụ thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy của đồng chí Lý Hạc Dương. Quách Tiên Vi tuy nói không quá lớn nhưng từng câu từng chữ như búa tạ giáng vào trong lòng mọi người. Nếu như Lý Hạc Dương bị điều động còn nằm trong dự đoán của mọi người, như vậy Phạm Bằng Phi bị điều chỉnh lại làm cho người ta không nghĩ đến. Trúc Phu Bình càng cảm thấy bị thương, hắn luôn trầm mặc không nói nhưng bây giờ chứng cứ lại quá rõ ràng. Trước kia trước khi điều chỉnh thì bên dưới dù gì cũng có chút tin tức, nhưng bây giờ ngoài Lý Hạc Dương có chút tin đồn thì Phạm Bằng Phi bị điều chỉnh là không chút dấu hiệu. Hơn nữa nhìn thái độ không nóng không vội của Quách Tiên Vi ở bên trên đài chủ tịch, hình như trưởng phòng Quách còn chưa nói xong. Như vậy còn gì nữa đây? Chương 512, mài dao phần lưỡi. Đồng chí Trúc Phu Bình. Khi những chữ này vang lên, Trúc Phu Bình chợt cảm thấy cơ thể của mình chợt run, hắn không ngờ văn kiện còn đề cập đến tên mình. Trước đó Trúc Phu Bình còn tự thừa nhận mình là một người rất giỏi, từ khi vị trí phó chủ tịch thường vụ như con vịt bay mất khi nước đã đun sôi thì hắn luôn che giấu rất tốt, dù trong lòng luôn cảm thấy như lửa thiêu, đứng ngồi không yên, điên điên khùng khùng. Hắn dù thế nào cũng không thổ lộ, vào trường hợp đông người thì càng giả vờ ung dung bình tĩnh giống như chưa từng có gì xảy ra. Không ngờ đám người kia vẫn không vừa mắt với mình. Trúc Phu Bình nghĩ đến tình huống mình phải rời khỏi thành phố Đông Bộ, hắn thật sự cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng kinh nghiệm công tác nhiều năm vẫn làm hắn áp chế được cảm giác của mình, vẫn làm gương mặt hắn đầy nụ cười, dù là khi nào thì hắn cũng phải bảo trì phong độ của mình. Mình cũng bị điều đi, xem ra. Khi Trúc Phu Bình thầm cảm thấy căm giận bất bình, đột nhiên Quách Tiên Vi ở trên đài đã lên tiếng. Đồng chí Trúc Phu Bình tiếp nhận vị trí phó bí thư thành phố Đông Bộ, miễn đi chức vụ phó chủ tịch thành phố. Tại sao lại như vậy? Trúc Phu Bình thật sự không tin vào lỗ tai của mình, thậm chí đám người Hạ Nham Châu cũng có suy nghĩ như vậy, vẻ mặt tất cả đều cực kỳ kinh ngạc. Đám người Tưởng Tuệ Minh vốn nhìn về phía Trúc Phu Bình bằng ánh mắt đồng tình, bây giờ tất cả đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trúc Phu Bình. Phó bí thư thị ủy,
Trúc Phu Bình thậm chí còn không cạnh tranh được vị trí phó chủ tịch thường vụ nhưng lại tiến lên làm phó bí thư thị ủy. Dù quyền lợi của phó bí thư cũng tương đương với phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng nếu nhìn vào vị trí và thân phận, phó chủ tịch Trình vẫn kém hơn phó bí thư một chút. Quách Tiên Vi vẫn tiếp tục đọc thông báo bổ nhiệm, thế nhưng lúc này không còn ai chú tâm lắng nghe, từng ánh mắt đều nhìn về phía Trúc Phu Bình, tiện đà nhanh chóng chuyển ánh mắt lên người Vương Tử Quân ngồi bên phía tay phải Quách Tiên Vi. Trên đời này không có chuyện hận vô cớ, cũng không có yêu vô cớ, Trúc Phu Bình từ vị trí phó chủ tịch bình thường tiến lên phó bí thư thị ủy, trong đó chắc chắn sẽ có người ra tay giúp sức. Trước đó Trúc Phu Bình và Phùng Chí Trường tranh chấp vị trí phó chủ tịch thường vụ, bây giờ Trúc Phu Bình tiến lên làm phó bí thư, như vậy người thúc đẩy là ai? Hình như không cần phải suy đoán nữa rồi. Mọi người vốn cho rằng trong tranh chấp lần này thì kết quả là Vương Tử Quân bại hoàn toàn, không ngờ lúc này gió lại đổi hướng. Trúc Phu Bình thảm bại trong tranh chấp vị trí phó chủ tịch thường vụ lại tiến lên làm phó bí thư thị ủy. Phùng Chí Trường ngồi phía dưới bành quang binh, hắn lẳng lặng nghe Quách Tiên Vi đọc thông báo đề bạt, trong lòng sinh ra cảm giác bực bội. Nhiều ngày qua hắn luôn có dự cảm không hay, trên sự kiện lần này sẽ không đơn giản như vậy, hôm nay đã có văn bản bổ nhiệm Trúc Phu Bình, quả nhiên tất cả đã chứng minh suy đoán của hắn. Phó bí thư, dù chưa tuyên bố phân công nhưng tất cả đã quá rõ ràng. Trúc Phu Bình sẽ tiếp nhận phần công tác của Phạm Bằng Phi, sẽ là phó bí thư nắm công tác tổ chức, chính là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong thành phố Đông Bộ. Dù Trúc Phu Bình vì bổ nhiệm sau này nên sẽ phải xếp sau Bành Quang Binh, thế nhưng nếu nói về thực quyền thì căn bản là không có bất kỳ người nào dám coi thường. Phùng Chí Trường được Đồng Quốc Khánh đẩy lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ, còn Trúc Phu Bình lại được đề bạt làm phó bí thư thị ủy. Biến đổi đột nhiên và mạnh mẽ như vậy đã chứng minh chủ tịch Vương căn bản không phải có tính cách yếu kém. Trong đầu Phùng Chí Trường lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn đưa mắt nhìn về phía Đồng Quốc Khánh. Hắn thấy vị bí thư thị ủy có vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, bên trên vẫn treo nụ cười nhàn nhạt giống như không hề quan tâm đến sự kiện bổ nhiệm cán bộ lần này. Người ngoài nhìn vào vẻ mặt của Đồng Quốc Khánh biết đâu sẽ không biết được vấn đề gì, thế nhưng Phùng Chí Trường là bộ hạ cũ của Đồng Quốc Khánh, hắn lại thầm cười khổ. Người khác không hiểu rõ bí thư Đồng, thế nhưng hắn lại hiểu rất rõ, mắt bí thư Đồng chốc chốc lại chớp chớp, càng tức giận thì hai mắt càng chớp nhiều lần. Sau khi tuyên bố bổ nhiệm đảng Hằng thì phòng họp chợt náo loạn, Phạm Bằng Phi bị miễn chức chợt đứng lên, hắn vươn tay với Vương Tử Quân, rồi nói. Chủ tịch Vương, nếu có rảnh đến thành phố Sơn Viên thì nhất định phải đến tìm tôi uống vài ly, nếu không tôi cũng không bỏ qua cho anh. Nụ cười trên mặt của Phạm Bằng Phi cũng không phải giả vờ. Rõ ràng hắn cũng không tức giận với tình huống mình bị miễn chức, ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Có thể làm cho Phạm Bằng Phi vui mừng, rõ ràng là miễn chức sẽ được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng hơn. Vương Tử Quân cũng bắt tay Phạm Bằng Phi rồi nói. Trưởng phòng Phạm, cũng hoan nghênh anh về thành phố Đông Bộ thăm nhà. Ha ha, nhất định rồi. Có chủ tịch Vương ở thành phố Đông Bộ, anh không chiêu đãi tôi là không được. Phạm Bằng Phi cười ha hả dùng giọng có chút tự đắc nói. Đồng Quốc Khánh nhìn thoáng qua Phạm Bằng Phi, sau đó ánh mắt rơi lên người Lý Hạc Dương. Hắn khẽ cười nói với Lý Hạc Dương. Hạc Dương, anh sau này là lãnh đạo tỉnh, cũng đừng quên về thăm nhà đấy nhé. Lý Hạc Dương dùng giọng ngoài cười trong không để đáp lễ Đồng Quốc Khánh. Bí thư Đồng, anh nói quá lời rồi, tôi cũng không dám nhân ba chữ lãnh đạo tỉnh, tôi còn cách các vị lãnh đạo tỉnh cấp bộ một khoảng cách rất lớn. Lý Hạc Dương dù cười nhưng vẻ mặt và giọng nói lại cực kỳ kiên định. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng bày ra diện mạo tốt đẹp với Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh giống như không nghe được những lời nói của Lý Hạc Dương, hắn vẫn nhiệt tình bắt tay với Lý Hạc Dương, sau đó cười nói với Quách Tiên Vi. Hạc Dương là thư ký trưởng thị ủy Đông Bộ, nói thật lòng thì tôi cũng không muốn để cho thư ký trưởng Lý đi, nhưng tổ chức cần dùng người, tôi cũng không thể vì tư lợi bản thân mà cố gắng giữ đồng chí Lý Hạc Dương ở lại. Nhưng này trưởng phòng Tiên Vi... Đến khi anh Hạc Dương lên tỉnh thì mong anh quan tâm nhiều hơn một chút, nếu anh ấy có chút uất ức nào thì mong anh ra tay giúp đỡ một chút. Quách Tiên Vi tất nhiên biết rõ Đồng Quốc Khánh đang diễn trò, thế nhưng hắn cũng không thể không diễn theo đối phương. Hắn cười ha hả vài cái, sau đó nói vài câu xem như thông qua. Tiệc nghênh đón cán bộ xuống nhận chức tất nhiên sẽ không thiếu rượu. Vì ngày hôm nay mà khách sạn Đông Bộ đã chuẩn bị khá tốt, tất cả được thu dọn sạch sẽ, có 4 bàn ăn được xếp đặt. Chủ tịch Vương, tôi mời ngài một ly. Lý Hạc Dương rót rượu mời Quách Tiên Vi, sau đó đi đến bên cạnh Vương Tử Quân dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân đứng lên cùng ly với Lý Hạc Dương, sau đó uống cạn ly rượu trong tay.
Lý Hạc Dương đến mời rượu có ý nghĩa là gì thì hai người đều hiểu rõ, ly rượu này uống vào bụng cũng có một cảm giác ăn ý nói không nên lời. Khi Lý Hạc Dương tiến lên rót rượu thì không ít ánh mắt chuyển lên hai người. Hạc Dương, tôi cũng mời anh một ly, tỉnh ủy không thể so với đông bộ, anh cần trân trọng. Vương Tử Quân cầm chai rượu rót đầy ly cho Lý Hạc Dương rồi khẽ nói. Lý Hạc Dương gật đầu thật nặng nề, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Tiệc chiêu đãi chấm dứt đại biểu cho quá trình thay đổi nhân sự ở thành phố Đông Bộ lần này khép màn, cơ bản đã chấm dứt. Ngoài địa vị của thư ký trưởng đảng Hằng từ bên ngoài đến nhận chức được người ta thảo luận ồn ào một phen, mọi người càng thảo luận nhiều hơn về Trúc Phu Bình đi sau đến trước, và hướng đi của Phạm Bằng Phi với Lý Hạc Dương. Tuy còn chưa có tuyên cáo chính xác nhưng trong quan trường xưa nay là một nơi căn bản chưa từng giữ được bí mật. Khi tiệc rượu còn chưa kết thúc thì đại đa số mọi người đều biết Phạm Bằng Phi tiến lên làm giám đốc sở lâm nghiệp tỉnh Sơn Nam, còn Lý Hạc Dương tiến vào tỉnh ủy làm phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Hai chức vụ kia với hai người Phạm Bằng Phi và Lý Hạc Dương có thể nói đều là đề bạt thăng chức. Tuy sở lâm nghiệp không thể nào so sánh với các đơn vị như Cục Công an, Phòng Nhân sự, thế nhưng Phạm Bằng Phi tiến lên làm lãnh đạo sở lâm nghiệp thì không những đi lên vị trí giám đốc sở, còn trở thành lãnh đạo đứng đầu đơn vị. Nếu nhìn từ góc độ đầu gà lớn không cần nhìn hướng thì Phạm Bằng Phi thật sự rất hài lòng, còn Lý Hạc Dương thì càng là tương lai vô hạn, vì chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi. Hai người Phạm Bằng Phi và Lý Hạc Dương bày ra bộ dạng cực kỳ cảm kích Vương Tử Quân, điều này làm cho bất kỳ người nào nhìn vào cũng phát hiện ra vấn đề, rõ ràng Chủ tịch Vương có vai trò quan trọng trong quá trình đề bạt hai người kia. Thế là đám cán bộ có tâm tư dựa vào Đồng Quốc Khánh cũng có ý nghĩ khác lạ. Tâm tư bắt đầu trở nên linh hoạt hơn. Chủ tịch Vương, nếu không thì ngài nghỉ ngơi một chút, chúng ta vẫn còn một quãng đường nữa mới đến thành phố An Dịch. Thái Thần Bân đưa mắt nhìn về phía trước, trong miệng lại khẽ nói với Vương Tử Quân ở phía sau. Vương Tử Quân ngồi phía sau chiếc Audi, hắn khẽ híp mắt, tinh thần có chút uể oải không phấn chấn. Ngày hôm qua Phó Phòng Tài Chính tỉnh đến thành phố Đông Bộ nghiên cứu thị sát đã cùng dùng cơm tối với Vương Tử Quân. Vị nữ trưởng phòng IA nhìn qua có vẻ dịu dàng tinh tế nhưng uống rượu lại không kém đàn ông. Vương Tử Quân vốn cho rằng tửu lượng của mình có thể chống đỡ được, nhưng sau khi đồng ý uống ba ly với nữ trưởng phòng kia thì hắn thật sự đã quá chén. Ôi, người trong giang hồ thật sự thân bất do kỷ, dù Thái Thần Bân lái xe cực kỳ vững vàng nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy đầu óc có chút đau nhức. Vương Tử Quân khẽ mở cửa sổ ra, hắn hít vài hơi không khí tươi mới, sau đó cầm điện thoại gọi cho Trịnh Đông Phương. Chủ tịch Quân, đã bao lâu rồi cậu chưa liên hệ với tôi nhỉ? Có phải trở thành chủ tịch thành phố thì quên đi người anh này rồi không? Trong điện thoại vang lên giọng điệu nồng ấm của bí thư Trịnh Đông Phương. Lão lãnh đạo, xem ngài nói kìa, những ngày qua sở dĩ không đến thăm hỏi ngài, cũng là vì điện thoại của lãnh đạo quá bận, căn bản là không thể nào gọi được. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố An Dịch thì có quan hệ rất tốt với bí thư Trịnh Đông Phương. Lúc này hai người không cùng công tác ở một thành phố, thế nên nói chuyện với nhau càng tự nhiên thoải mái hơn. Ha ha, Tử Quân, cậu mở miệng nói lời uất ức như vậy, có phải đang bắt lỗi tôi không? Được, được rồi, tôi sẽ sắp xếp một đường dây riêng cho Chủ tịch Vương, chỉ dùng nó để liên lạc với một mình Chủ tịch Vương mà thôi. Vậy thì quá hay rồi, như vậy sẽ giảm bớt phiền toái khi liên hệ với thư ký và xếp hàng chờ gặp mặt lãnh đạo. Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn khẽ cười nói. Vương Tử Quân và Trịnh Đông Phương thật sự chưa gặp mặt nhau từ khi hắn nhận chức ở thành phố Đông Bộ, nhưng bây giờ sau khi nói vài câu thì tình cảm lại nóng hôi hổi. Sau khi hỏi thăm vài câu về tình hình cuộc sống của Vương Tử Quân, Trịnh Đông Phương cười nói. Tử Quân, tôi vốn chờ cậu công tác ở tỉnh đoàn 2 năm thì sẽ nhận về thành phố An Dịch, không ngờ cậu lại đến thành phố Đông Bộ. Hiện tại thành phố Đông Bộ có cơ sở phát triển kinh tế rất tốt, cậu chỉ cần công tác 2 năm là quá tốt. Vừa có thể rèn luyện bản thân lại vừa có tương lai cực kỳ khả quan. Vương Tử Quân biết rõ Trịnh Đông Phương đang nói về vấn đề kinh nghiệm và lý lịch của mình, hắn cười hì hì nói. Lão lãnh đạo, nghe nói chuyện của ngài đã được quyết định xong xuôi rồi, có phải vậy không? Trịnh Đông Phương sắp được điều động, đây là tin tức đã được truyền đi khắp nơi trước khi Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh đoàn đến thành phố Đông Bộ, nhưng mãi đến bây giờ khi hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ thì tin tức này vẫn tiếp tục truyền đi. Thế nhưng Trịnh Đông Phương là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thành phố An Dịch lại vẫn ngồi bất động trên ghế của mình. Vẫn là còn thiếu một chút. Trịnh Đông Phương nói, giọng điệu có mang theo vài phần khổ sở.
Đối với những người có cấp bậc cao cấp như Trịnh Đông Phương thì dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không biểu hiện ý nghĩ của mình. Bây giờ lão có thể thành thật với Vương Tử Quân, đủ để chứng minh bí thư Trịnh cũng không xem Vương Tử Quân là người ngoài. Vẫn còn thiếu một chút, điều này đã nói rõ vấn đề, đó là phương diện đề bạt Trịnh Đông Phương vẫn còn một vài nhân tố chưa xác định. Tuy Trịnh Đông Phương là thường ủy tỉnh ủy, muốn tiến lên cũng không phải một bước thành chủ tịch tỉnh, thế nhưng cứ mãi ngồi lên vị trí chủ tịch một thành phố mà không có gì biến đổi, nó sẽ không phải là một hiện tượng gì tốt với Trịnh Đông Phương. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không có biện pháp nào tốt để có thể an ủi Trịnh Đông Phương ở phương diện này, hắn chỉ ứng phó đơn giản bằng vài câu, sau đó cười nói. Bí thư Trịnh, tôi đang muốn đến báo danh với anh, không biết hôm nay anh có thời gian tiếp kiến một cấp dưới như tôi không? Hoan nghênh lãnh đạo thành phố anh em đến thành phố An Dịch chúng tôi kiểm tra công tác. Trịnh Đông Phương dù sao cũng là Trịnh Đông Phương, sau khi nói vài câu bực bội để phát tiết cơn tức thì nhanh chóng ổn định tâm tình của mình. Khi nghe nói Vương Tử Quân đang đi trên đường cao tốc của thành phố An Dịch, lão dùng giọng ẩn giấu nói một câu với Vương Tử Quân. Khi xe của Vương Tử Quân đi đến điểm cuối trên đường cao tốc thì thấy thư ký trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng thị ủy An Dịch là Dịch Đức Thân đứng chờ chào đón. Vương Tử Quân dù chưa từng có liên hệ với thư ký trưởng Dịch Đức Thân, thế nhưng hắn biết người có thể tiến lên vị trí này chính là tâm phúc của Trịnh Đông Phương. Dịch Đức Thân hơn 40 tuổi, cơ thể khô gầy làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe thì Dịch Đức Thân tiến lên nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, bí thư Trịnh nghe nói anh đến thì rất vui. Anh ấy vốn nghĩ sẽ đích thân đến đón anh nhưng không khéo là trong thành phố có một hội nghị cần bí thư chủ trì, thế là không đi được, phải ủy thác tôi ra đây. Vương Tử Quân bắt tay Dịch Đức Thân mà cảm thấy bàn tay có hơi thô ráp. Hắn nói vài lời ứng phó với Dịch Đức Thân nhưng trong lòng thầm hiểu rõ vấn đề. Mặc kệ Trịnh Đông Phương có hội nghị cần chủ trì hay không thì cũng không thể nào chạy ra đường cao tốc để đón mình. Hai người bọn họ có quan hệ tốt, đây là sự thật, nhưng Trịnh Đông Phương dù sao cũng là thường ủy tỉnh ủy, cũng phải chú ý chi tiết trên nhiều phương diện. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố An Dịch cũng không phải đặc biệt tìm đến Trịnh Đông Phương, chẳng qua hắn đi ngang qua An Dịch để về nhà chúc thọ ông nội mình ở thành phố Giang Thị. Hắn đi qua thành phố An Dịch, hắn cũng không có thói quen đi qua nhà mà không chào một tiếng. Tuy hắn và Trịnh Đông Phương có quan hệ rất tốt nhưng thứ gì cũng vậy, không vun đắp thì sẽ trở nên lạnh nhạt. Vì vậy trước khi lên đường thì hắn đã có tính toán sẽ dừng lại ở thành phố An Dịch. Vương Tử Quân đánh giá Dịch Đức Thân, lúc này Dịch Đức Thân cũng đang đánh giá vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi nhất tỉnh ở trước mặt. Dịch Đức Thân là tâm phúc của bí thư Trịnh Đông Phương, nhưng khi huyện Lô Bắc tiến vào trong bàn tay của thành phố An Dịch thì hắn lại đang xuống tuyến dưới rèn luyện, vì vậy cũng không có giao tiếp với Vương Tử Quân. Đến khi hắn quay lại thị ủy An Dịch thì Vương Tử Quân đã bị điều đi. Hai người dù chưa từng chạm mặt nhưng cái tên Vương Tử Quân hầu như không xa lạ gì với Dịch Đức Thân, vì lãnh đạo Trịnh Đông Phương của hắn thường xuyên nhắc đến Vương Tử Quân. Bí thư thường nói vị cán bộ trẻ tuổi này cực kỳ có năng lực, sau này nhất định sẽ tạo dựng ra một sự nghiệp lẫy lừng. Lúc đầu thì Dịch Đức Thân có chút không phục với những lời của Trịnh Đông Phương, nhưng khi Vương Tử Quân nhanh chóng tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, là một ngôi sao sáng trên bầu trời tỉnh Sơn Nam, lúc này hắn mới xem như xóa bỏ ý nghĩ không phục với Vương Tử Quân. Bây giờ tuy Dịch Đức Thân là cán bộ cấp phó giám đốc sở, nếu không phải là thường ủy thị ủy An Dịch thì chênh lệch với Vương Tử Quân không phải là rất nhỏ. Vì thế trên đường đi hắn luôn tỏ ra cực kỳ khách khí với Vương Tử Quân. Trịnh Đông Phương cũng căn bản không có gì khác biệt so với dĩ vãng. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên đi về phía mình, hắn giống như quay về thời điểm năm xưa mình mới đến thành phố An Dịch. Chào Chủ tịch Tử Quân, hoan nghênh cậu về nhà. Khi Vương Tử Quân đưa hai tay ra, Trịnh Đông Phương bắt chặt lấy tay Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Cảm tạ lão lãnh đạo. Sau khi hai người cùng hàn huyên vài câu đơn giản thì cùng nhau đi vào trong một gian phòng đã được đặt sẵn. Sau khi hai người Trịnh Đông Phương ngồi xuống thì có vài món trà bánh được dọn lên bàn, một nhân viên phục vụ mặc quần áo màu xanh khẽ đặt hai chiếc ly mỏng như bạch ngọc xuống trước mặt hai người, sau đó bắt đầu khéo léo châm trà. Dịch Đức Thân cúi đầu nói hai câu bên tai Trịnh Đông Phương, sau đó hắn phất tay với nữ nhân viên phục vụ, lại nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tử Quân, cậu làm chủ tịch thành phố cảm giác thế nào? Trịnh Đông Phương uống một ngụm trà rồi hỏi Vương Tử Quân. Cũng khá tốt. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm rồi cười nói. À, hai ngày trước tôi cùng dùng cơm với bí thư Nhiếp, anh ấy rất thỏa mãn với những biểu hiện của cậu ở thành phố Đông Bộ.
Nhưng có vài điều cậu cần chú ý, đó là thành phố Đông Bộ đã trải qua chuyện của Nhâm Dương Bình và Lý Khang Lộ, tuyến trên cũng không muốn thành phố Đông Bộ có bất kỳ động tĩnh gì khác. Trịnh Đông Phương nói có ý nghĩa thế nào thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, hắn biết động tác của mình ở thành phố Đông Bộ cũng không che mắt được Trịnh Đông Phương. Hắn nâng ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó nói. Lão lãnh đạo, thật ra tôi cũng rất muốn vững vàng sống qua ngày. Ha ha ha, hay cho một câu vững vàng sống qua ngày, cậu đó, không thành thật. Trịnh Đông Phương dù đang cười nhưng thái độ đối đãi với Vương Tử Quân cũng không được tùy ý như dĩ vãng. Trước kia Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ không tầm thường nhưng chỉ là một cán bộ thanh niên có tiềm lực trong mắt bí thư Trịnh Đông Phương mà thôi, nhưng bây giờ tên cán bộ thanh niên đó đã là chủ tịch thành phố Đông Bộ, đã sắp tiếp cận đến vị trí của chính bí thư Trịnh Đông Phương mất rồi. Sau đó hai người tiếp tục nói thêm về vài vấn đề liên quan đến cuộc sống, Vương Tử Quân chợt chuyển chủ đề lên phương diện điều động Trịnh Đông Phương. Tuy Trịnh Đông Phương không phải là người thích nói nhiều, thế nhưng thấy sự thẳng thắn của Vương Tử Quân thì lên tiếng. Chuyện của tôi còn kém một chút, chỉ là kém bao nhiêu thì cá nhân tôi thật sự chưa biết được chính xác. Làm quan đến cấp độ như Trịnh Đông Phương muốn bỏ lên một tầng nữa không phải là chuyện dễ dàng, nếu không một tin tức liên quan đến Trịnh Đông Phương lại không lan truyền trong thời gian 2 năm như vậy, kết quả là đến bây giờ chính bản thân mình còn dậm chân tại chỗ, cản bản là bất động. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút do dự của Trịnh Đông Phương, hắn có thể biết được lão lãnh đạo của mình thất ý ở phương diện này cũng không phải là một hai lần. Trịnh Đông Phương hẳn là có không ít suy nghĩ, thế nhưng cụ thể là kém cái gì thì căn bản chưa thể nắm được. Khi Vương Tử Quân trở nên trầm ngâm thì Trịnh Đông Phương đi đến kéo màn cửa sổ, lúc này có một luồng sương mù đang bao phủ thành phố An Dịch. Vương Tử Quân nhìn làn sương bên ngoài, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng. Bí thư Trịnh, tôi thấy 2 năm qua thành phố An Dịch phát triển kinh tế không chậm, con số thống kê là khá lớn, có thể nói là đứng đầu toàn tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân xem xét một chút, sau đó khẽ nói với Trịnh Đông Phương. Trịnh Đông Phương rất tự hào với phương diện phát triển kinh tế của thành phố An Dịch, cảm giác mất vui trên mặt lão chợt biến đi sạch. Tăng trưởng 16%, có thể nói là con số khủng khiếp. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt cực kỳ hài lòng của Trịnh Đông Phương thì hắn chậm rãi đứng lên nói. Bí thư Trịnh, kinh tế phát triển là chuyện tốt, nhưng 2 năm qua tôi không quá chú ý đến thành phố An Dịch. Nhưng cũng biết nếu cứ lấy việc phá hoại hoàn cảnh và xây dựng trùng lập làm động lực phát triển, đây chẳng phải là uống rượu độc giải khát, tát ao bắt cá sao. Đây rõ ràng là phát triển phải trả một cái giá lớn. Vương Tử Quân nói thật sự giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Trịnh Đông Phương, lão ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Tử Quân. Trong ánh mắt Trịnh Đông Phương tràn đầy ngưng trọng, lão nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, một khí thế không giận mà uy chợt hiển hiện trên người. Trịnh Đông Phương là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Dịch, bây giờ có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh ở thành phố An Dịch, đã có rất ít người đặt nghi vấn với quyết định của lão. Không, phải nói là trong địa phận thành phố An Dịch, căn bản không còn người nào dám đặt nghi vấn với quyết định của lão, nhưng không ngờ lúc này con số tăng trưởng kinh tế cực kỳ tự hào của thành phố An Dịch lại bị Vương Tử Quân lên tiếng chối bỏ. Chương 513, mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột là mèo tốt. Dù Vương Tử Quân là bộ hạ cũ của Trịnh Đông Phương, là cán bộ thanh niên mà lão cực kỳ tán thưởng, thế nhưng hắn đặt ra nghi vấn cũng làm cho lão thật sự không cảm thấy thoải mái. Lão cố gắng áp chế tâm tình của mình, sau đó kiên nhẫn giải thích. Nếu so sánh với những khu vực phát triển kinh tế mạnh mẽ khác thì thành phố An Dịch có xu thế lạc hậu hơn, chỉ cần có lợi cho phát triển kinh tế, có gì mà không dám thử, không dám xông, không dám làm một lần. Giống như đặng lão từng nói, mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột sẽ là mèo tốt. Tôi còn cho rằng phát triển kinh tế mới là đạo lý đúng đắn nhất. Vương Tử Quân nhìn thẳng vào Trịnh Đông Phương, hắn dùng giọng rất khẽ nhưng cực kỳ kiên định nói. Đối với tất cả thành phố thì phát triển kinh tế là cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua phương thức tăng trưởng kinh tế, ít nhất cũng không thể vì phát triển kinh tế mà xây dựng trùng lập. Đặc biệt là thành phố An Dịch, chúng ta đã phát triển đến ngưỡng cao độ, càng là như vậy thì càng không nên áp đặt. Không nên rối loạn như ong vỡ tổ, phải tạo ra đặc sắc riêng của mình. Kinh tế phát triển nhanh mạnh thì tốt, nhưng nếu có thể tạo nên một hệ thống tăng trưởng kinh tế tốt đẹp mới có thể nhập ra tùy tục, mới có thể đẩy mạnh phát triển đặc sắc kinh tế vùng miền. Trịnh Đông Phương nghe những lời nói của Vương Tử Quân thì tâm tính có chút bức bối cũng giảm hẳn xuống, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Lão rút thuốc châm lửa, vừa nghe Vương Tử Quân lên tiếng vừa trầm tư hút thuốc.
Nếu như vừa rồi Trịnh Đông Phương vì vị trí chủ tịch thành phố đông bộ của Vương Tử Quân mà cố ý cho hắn ngồi ngang hàng với mình, bây giờ lão lại vui vẻ sắp xếp Vương Tử Quân lên vị trí ngang hàng với mình. Tử Quân, tôi hiểu ý của cậu, thế nhưng muốn tạo nên một hệ thống kinh tế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy mới cần khoa học định vị, chỉ cần cho ra định vị đúng đắn, xây dựng đặc sắc kinh tế của mình, sẽ kêu gọi được rất nhiều đầu tư. Hàng loạt vấn đề được hai người nhắc đến, trong quá trình bàn luận, Vương Tử Quân dù có trí nhớ kiếp trước của mình làm cơ sở nhưng đối diện với một bí thư Trịnh Đông Phương có kinh nghiệm công tác nhiều năm và bản lĩnh lý luận cực kỳ vững vàng cũng không chiếm được thế thượng phong. Nhưng khi hai người càng bàn luận thì càng làm cho quan điểm giữa hai bên tiếp cận với nhau, càng ngày càng dung hợp. Thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế, đây thật sự là lựa chọn có 102 của địa phương. Trịnh Đông Phương cảm khái một câu rồi nâng ly trà đã lạnh lên nhấp một ngụm, trên mặt chợt lộ ra niềm vui khó thể che giấu. Vương Tử Quân cũng cười cười không nói thêm điều gì, tuy hắn không biết những lời của mình có bao nhiêu trợ giúp với Trịnh Đông Phương, thế nhưng ít nhất thì hắn cũng xem như tận tâm vì bạn bè của mình. Tuy đã qua giờ cơm trưa nhưng khách sạn cũng không để cho hai người chờ lâu, khi Trịnh Đông Phương gọi thức ăn, vài phút sau đã có đủ các món ngon đặt trên bàn. Tử Quân, định tìm vài người uống một chút cho vui, lại cảm thấy cơ hội là khó có được, cũng không muốn quấy rầy người ngoài. Vì vậy tôi tự chủ trương, hai ta cùng trò chuyện và uống rượu thì hay hơn. Trịnh Đông Phương nâng ly lên có vẻ chưa thỏa mãn, lão cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn cũng nâng ly lên cùng với Trịnh Đông Phương. Sau khi đổ vào bụng vài ly, Trịnh Đông Phương và Vương Tử Quân tiếp tục bàn luận về chủ đề vừa rồi. Lần này Trịnh Đông Phương càng hỏi cặn kẽ hơn, càng xâm nhập hơn. Vương Tử Quân nhìn vào vẻ mặt của Trịnh Đông Phương, hắn có thể thấy Trịnh Đông Phương đã có tính toán của riêng mình. Vì Trịnh Đông Phương cố ý giữ lại, thế cho nên Vương Tử Quân vốn định xế chiều rời khỏi thành phố An Dịch, cuối cùng phải ở lại cả đêm. Cũng may thời gian cũng dư giả. Thế cho nên cũng không có vấn đề. 10 giờ sáng hôm sau, Thái Thần Bân chạy xe đến cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy ở thành phố Giang Thị. Khi Vương Tử Quân công tác ngày càng bận rộn thì thời gian về thành phố Giang Thị ngày càng ít. Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống nhìn phong cảnh quen thuộc, hắn chợt cảm khái. Hắn nhớ rõ kiếp trước ông nội của mình cũng không sống đến 80 tuổi, nhưng bây giờ ông cụ sắp mừng đại thọ 80. Vương Tử Quân nghĩ đến thời gian mà những gì chôn chặt trong lòng chợt xuất hiện, những ký ức hắn chưa từng quên cũng không muốn nhắc đến chợt xuất hiện. Năm nay con trai của Vương Tử Quân được hạ sinh, khi ý nghĩ này bùng phát, hình ảnh một đứa bé bụ bẫm bước đi cho đến khi khôn lớn trưởng thành chợt bày ra trong lòng hắn. Vương Tử Quân có một lựa chọn khác biệt, hắn không những cải biến vận mệnh của ông nội, còn cải biến quỹ tích phát triển của cả nhà, cải biến cả quỹ tích sinh trưởng của đứa con mình. Con của mình thì sao? Khi Vương Tử Quân nghĩ đến vấn đề này thì trong đầu cũng không khỏi xuất hiện hình ảnh người phụ nữ đã từng chung sống với mình vài chục năm vào kiếp trước. Bây giờ nàng đã học đại học, đã đi trên một con đường khác. Tuy bây giờ hắn đã kết hôn và cố ý làm nhạt quan hệ với nàng, nhưng thi thoảng tin tức của nàng vẫn truyền vào trong tai hắn. Cô ấy học tập rất tốt, nhưng thôn Yên Chi Nam. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân đứng như trời trồng bên cạnh xe, bộ dạng thật sự mê mang. Tử Quân, anh đã về rồi. Một âm thanh trong trẻo vang lên cách đó không xa. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh quen thuộc thì quay đầu nhìn, hắn chợt thấy cách đó không xa có một chiếc xe đạp, Tô Anh ngồi phía sau đang vẫy vẫy tay hưng phấn với hắn. Nhưng Vương Tử Quân nhìn thấy Tô Anh, lại càng nhìn thấy tên thanh niên đang chạy xe đạp. Tên thanh niên kia. Vương Tử Quân nhìn gương mặt phấn chấn của tên thanh niên đối diện, trong đầu hắn chợt nhớ đến một người. Người này đã từng xuất hiện một lần trong kiếp trước của hắn, hắn từng gặp qua một lần. Tô Anh vì tên thanh niên kia mà náo loạn chết đi sống lại với cô và dượng của mình, nhưng cuối cùng bàn tay vẫn không véo được đùi, hai người chia tay và kết thúc tình cảm. Sau đó Tô Anh được cô sắp xếp cho một hôn nhân khá tốt, nhưng cuộc sống sau đó lại không quá tốt, không được hạnh phúc. Dù mỗi lần gặp mặt Tô Anh, cô em này đều cười rất tươi, nhưng Vương Tử Quân luôn cảm nhận được sau nụ cười của nàng chỉ là nước mắt. Vì thế mà hắn cho ra một kết luận, em gái cũng không sống hạnh phúc, chỉ là không muốn biểu hiện cảm giác đau lòng và bi thương trước mặt người khác mà thôi. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía tên thanh niên, lúc này tên thanh niên và Tô Anh giống như nhớ ra điều gì đó. Đặc biệt là Tô Anh, bàn tay của nàng chợt khựng lại trên không trung. Xe đạp dừng lại ngay trước người Vương Tử Quân, Tô Anh lúc này mới kịp phản ứng, nàng nhảy xuống xe giống như một con thỏ con đang vui vẻ sung sướng.
Anh về khi nào? Trong nhà bây giờ đang chờ anh. Tô Anh dù nói chuyện như súng máy nhưng tay phải lại lơ đãng vuốt tóc. Vương Tử Quân lại hiểu rất rõ về cô em của mình, hắn cũng hiểu thói quen của nàng, chỉ cần nàng muốn nói dối, như vậy sẽ đưa tay vuốt tóc. Vương Tử Quân tất nhiên cũng không thích thú gì chuyện bóc trần chuyện tình của cặp nam nữ trẻ tuổi, hắn đưa tay xoa đầu Tô Anh rồi nói. Anh vừa mới về, đáng lý tối qua về nhà rồi, nhưng bị bạn giữ lại không đi được, thật sự là bất đắc dĩ, tối qua ở lại An Dịch cả đêm. Bạn của anh cũng thật là, biết rõ hôm nay là đại thọ của ông ngoại mà vẫn giữ anh lại. Nếu cho em gặp mặt anh ta, em sẽ cho anh ta biết tay. Tô Anh vừa né tránh bàn tay của Vương Tử Quân vừa dùng giọng ngây thơ nói. Vương Tử Quân thầm nghĩ, không biết vì sao trong lòng lại xuất hiện tình huống Tô Anh gặp mặt Trịnh Đông Phương, thế là hắn cười lên ha hả. Ôi, anh này, anh cười ngây ngốc gì thế, cũng không phải cô gái nào giữ anh ở lại đấy chứ. Coi chừng em tố cáo anh. Tô Anh kéo tay Vương Tử Quân, lại dùng giọng châm chọc nói. Nhà đầu này đúng là, nói bậy bạ gì vậy, đừng hiểu lầm, đó là nam. Vương Tử Quân vội vàng dùng giọng nghiêm chỉnh nói. Em không tin, nói cho anh biết nhé, nếu anh không hối lộ em, như vậy em sẽ có thể tố cáo anh với chị dâu bất cứ lúc nào. Tô Anh coi như đã có biện pháp hóa giải tình huống xấu hổ vào lúc này, nàng ưỡn ngực dùng giọng uy hiếp nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thật sự không xem chút thủ đoạn dương đông kích tây của Tô Anh ra gì, hắn cười hì hì nói. Em cứ nói tự nhiên, dù sao anh cũng có người làm chứng, chị dâu tin em mới là lạ đấy. Tô Anh bị Vương Tử Quân gõ đầu một cái, nàng thật sự bực bội oán trách hắn hai câu, sau đó nàng quay sang nói với tên thanh niên đang không biết phải làm sao. Lộ Chiêu Thông, cảm ơn anh đã tiễn em về đến nhà rồi, khi quay lại sẽ mời anh dùng cơm. Ừ, anh đi đây. Tên thanh niên cũng có phản ứng, hắn đạp xe chuẩn bị đi. Cậu kia, nào có người qua sông phá cầu như vậy? Vương Tử Quân cản Lộ Chiêu Thông lại rồi khẽ cười nói. Tôi là Vương Tử Quân, là anh họ của Tô Anh, hôm nay là sinh nhật ông nội tôi, vừa vặn trùng hợp, mời cậu vào nhà chơi. Anh Tử Quân, người ta còn có chuyện, anh cũng đừng nài ép. Tô Anh cũng không ngờ Vương Tử Quân sẽ mời Lộ Chiêu Thông vào dùng cơm, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột. Mẹ nàng đã biết chuyện với Lộ Chiêu Thông, sau khi vào không biết sẽ có gì phát sinh. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Lúc này đã giữa trưa, dù có việc cũng không phải sẽ đi dùng cơm sao. Lộ Chiêu Thông đứng trước mặt Vương Tử Quân thì sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Hắn thấy anh họ của Tô Anh cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, thế nhưng đối mặt với người này hắn thật sự cảm thấy áp lực rất lớn. Lộ Chiêu Thông thầm nghĩ như vậy, hắn không khỏi đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Lại thấy anh họ của Tô Anh đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy trí tuệ, giống như thấy rõ tâm ý của mình. Tôi xem như quấy rầy mọi người. Lộ Chiêu Thông cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, hắn nói ra một câu mà chính mình cũng cảm thấy khó tin. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ mặt có chút bối rối và kiên định của Lộ Chiêu Thông, thế là khẽ gật đầu. Tuy hắn sẽ không để cho Tô Anh dẫm lên vết xe đổ, nhưng cũng không cho rằng mình sẽ tiếp nhận Lộ Chiêu Thông. Nếu Lộ Chiêu Thông biểu hiện thật sự yêu Tô Anh, hắn sẽ không nói gì, nhưng nếu đối phương chỉ muốn tiếp cận nàng vì mục tiêu gì khác, hắn sẽ dùng biện pháp của mình để giải quyết cho xong. Bây giờ với biểu hiện của Lộ Chiêu Thông đã làm cho Vương Tử Quân có chút thỏa mãn. Tốt, chúng ta đi thôi. Vương Tử Quân khẽ cười cười đi vào bên trong. Anh quá ngốc, sao lại đồng ý với anh của em là đi vào? Nếu mẹ em lại, Tô Anh cố ý đi ra phía sau vài bước, nàng khẽ dùng giọng oán giận nói với Lộ Chiêu Thông. Lộ Chiêu Thông giống như đã quen với những lời oán trách của Tô Anh, hắn gãi gãi đầu nói. Anh cũng không biết vì cái gì, nhưng anh của em đứng đó làm anh thấy giống như gặp chỉ huy, anh chỉ có thể theo lệnh mà làm, cũng không dám làm ngược lời. Đúng rồi, anh họ của em đang làm gì, sao anh thấy áp lực lớn hơn khi gặp mẹ em vậy? Đó là tất nhiên, mẹ em thì là gì? Chỉ là một chủ nhiệm trong nhà máy mà thôi, dù sao cũng không thể sánh được với anh Tử Quân của em. Vì bây giờ anh Tử Quân là chủ tịch thành phố. Tô Anh nói đến Vương Tử Quân thì cũng không lưu tình với mẹ mình. Chủ tịch thành phố. Lộ Chiêu Thông dù biết nhà của Tô Anh là không bình thường, nhưng không ngờ anh họ của nàng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi mà là chủ tịch thành phố. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đang bước đi, trong lòng thầm nghĩ, chắc chỉ là phó chủ tịch một đô thị cấp thành phố. Lộ Chiêu Thông thầm nghĩ như vậy, nhưng hắn thấy đối phương còn trẻ như vậy đã là chủ tịch thì thật sự quá tài năng.
Hắn nghĩ thế thì đưa mắt nhìn sang Tô Anh. Nếu lần này gặp mẹ Tô Anh, mình phải làm sao bây giờ? Vương Tử Quân cũng không thúc giục cặp nam nữ sau lưng, hắn đi vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh có chút lạ lẫm, thế là trong lòng sinh ra cảm giác khác lạ. Kiếp trước Vương Tử Quân rất kính sợ nơi này, cũng có chút tự ti, nhưng bây giờ hắn đã nhảy ra khỏi vòng quan trường tỉnh Chiết Giang, lại có một cảm giác bao quát lớn. Tút tút tút, tiếng còi xe trong trẻo vang lên, Vương Tử Quân đang có nhiều cảm xúc bị cắt ngang, điều này làm hắn mất hứng. Khi hắn quay đầu nhìn sang thì nghe thấy có người mất hứng nói. Hai người mù sao, không thấy xe à? Khi âm thanh kia vang lên thì Vương Tử Quân cũng thấy trong xe thò ra gương mặt một người phụ nữ còn trẻ, chiếc xe cách Vương Tử Quân không quá xa, vì vậy Vương Tử Quân căn bản có thể nhìn rõ người phụ nữ kia. Người phụ nữ này cắt tóc ngắn, nhìn qua thấy không quá đẹp nhưng cũng rất hoạt bát, nhưng lúc này nàng trợn trừng mắt làm cho người ta cảm nhận một cảm giác kiêu ngạo khó tiếp cận. Khi nhìn rõ người phụ nữ kia, Vương Tử Quân không khỏi ngây người. Ký ức ùa về như thác lũ, Vương Tử Quân đứng trong khu thường ủy tỉnh ủy Chiết Giang, lúc này hắn giống như quay về buổi tối trước khi mình trọng sinh, quay về gian phòng lắp đặt xa hoa kia. Vì sao lại là cô ta? Chương 514, vì đời sau, không thể không yêu thương. Chuyện cũ đến quá mãnh liệt, một vài hình bóng quen thuộc và lạ lẫm tưởng đã phong trần trong ký ức của Vương Tử Quân chợt xuất hiện trở lại. Thật xin lỗi, chúng tôi không phải cố ý. Lộ Chiêu Thông là người rất lễ phép ở phương diện này, dù hắn bị người phụ nữ trong xe chửi mắng một phen, thế nhưng vẫn bình tĩnh xin lỗi. Nhưng bộ dạng dàn xếp ổn thỏa của hắn lại chọc giận Tô Anh ở bên cạnh. Nàng giữ lấy tay Lộ Chiêu Thông, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói về phía chiếc xe kia. Cô làm gì vậy, không phải chỉ chạy một cái xe vứt đi sao? Đường này không phải của nhà cô, làm việc phải có trước có sau. Bà cô đang đi trên đường, dựa vào cái gì bắt bà cô tránh ra cho cô đi. Vương Tử Quân thấy Tô Anh có chút càn quấy thì chợt đổ mồ hôi, thầm nghĩ em họ của mình từ nhỏ đã quen sống an nhàn sung sướng, trước nay chưa từng có thói quen cúi đầu, bây giờ nổi nóng thì cực kỳ mạnh miệng. Thế là hai cô gái đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhau, rất có bộ dạng muốn gây chiến. Tô Anh, Tâm Vũ, ôi hai em cũng đừng cự cãi, thật sự là nước lớn ngập miếu Long Vương, người một nhà sao lớn tiếng với nhau làm gì. Cửa xe phía bên kia mở ra, Vương Tử Hoa mặc một bộ tây trang bước xuống xe. Tâm Vũ, anh giới thiệu cho em, đây là em họ Tô Anh, là con gái của cô nhà anh. Tô Anh, đây là bạn gái của anh, Tôn Tâm Vũ. Vương Tử Hoa vừa xuống xe đã cười ha hả nói với hai người Tô Anh. Lộ Chiêu Thông nào ngờ gặp thân thích của Tô Anh ở đây. Dù hắn có vẻ rất trấn định nhưng trên trán vã mồ hôi hột. Ôi, anh Hoa, anh tướng mạo đường đường hiên ngang anh hùng. Anh chỉ cần đứng ra đường thì gái đến vây quanh xếp thành hàng. Nhưng này, anh tìm chị dâu cho em cũng phải tìm được người có tố chất một chút chứ. Tô Anh nhìn Tôn Tâm Vũ vẫn còn chưa xuống xe, nàng dùng hai tay chống hông rồi dùng giọng tức giận nói. Tôn Tâm Vũ trong xe nghe Tô Anh nói những lời như vậy thì đỏ mặt, nàng đẩy cửa xe đi xuống, sau đó dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tô Anh, lại nói. Này, cô nói ai không có tố chất đấy? Rõ ràng hai người thân mật với nhau không chịu nhìn đường, ngược lại còn trách người khác, chính cô mới làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, dù sao cũng phải xem xét ảnh hưởng đến người chung quanh chứ. Vương Tử Quân nhìn hai cô gái vừa gặp mặt đã cãi vã ầm ĩ, thế là hắn thật sự tin trên đời này có những người trời sinh không hợp nhau. Kiếp trước Tô Anh cũng vì bất hòa với Tôn Tâm Vũ này mà nhiều năm không liên lạc với gia đình của Vương Tử Hoa. Hôm nay chính mình trọng sinh, gia tộc vận mệnh đã cải biến. Chỉ là cặp oan gia này vẫn không thay đổi, vẫn là cây kim và cọng dâu. Kẹp giữa hai người phụ nữ, rõ ràng người khổ sở nhất là Vương Tử Hoa. Một bên là em họ Tô Anh, một bên là bạn gái, hai người cũng không phải dễ đắc tội. Này, hai người đừng cãi nhau nữa, tôi mời các người đi ăn cơm được không? Vương Tử Hoa xoa xoa tay, cố gắng an ủi hai người. Đều là người nhà cả, cãi nhau trên đường cũng không sợ người ta chê cười sao? Khi Vương Tử Hoa đang cảm thấy khó xử thì đột nhiên có một âm thanh khác vang lên. Anh là... Tôn Tâm Vũ còn chưa nói hết lời thì đã bị Vương Tử Hoa cắt đứt, hắn kéo cánh tay của nàng rồi dùng giọng hưng phấn nói. Tâm Vũ, không phải em luôn kính nể anh của anh sao? Đến đây, anh giới thiệu cho em, đây là anh của anh, là Vương Tử Quân, chủ tịch thành phố Đông Bộ tỉnh Sơn Nam. Tâm Vũ vừa nghe nói người trước mặt là Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt biến đổi.
ngay sau đó nàng đã tươi cười hớn hở nhìn Vương Tử Quân nói. Chào anh Tử Quân, em là Tôn Tâm Vũ, là con gái của Tôn Tắc Thăng. Vương Tử Quân nhìn Tôn Tâm Vũ nép vào người Vương Tử Hoa như một con chim nhỏ, nào có chút dấu vết ngang ngược kiêu ngạo như kiếp trước. Trong kiếp trước thì Vương Tử Quân rất phản cảm với Tôn Tâm Vũ này, nhưng bây giờ sống lại, có nhiều thứ hắn không cần đặt nặng trong lòng. Tâm Vũ, có nhiều thời gian thì đến nhà chơi. Đi thôi, cũng không còn sớm, chúng ta cùng đi. Vương Tử Quân nói, sau đó cười cười với Tô Anh và Tôn Tâm Vũ, lại khẽ lên tiếng. Anh, chúng ta lên xe đi. Vương Tử Hoa còn chưa mở miệng thì Tôn Tâm Vũ đã dùng giọng ngọt ngào nói với Vương Tử Quân. Không cần, chỉ vài bước chân mà thôi, hai người lên xe đi. Vương Tử Quân khoát tay với Tôn Tâm Vũ rồi khẽ nói. Tôn Tâm Vũ nhìn Vương Tử Hoa rồi cùng nhau lên xe. Khi cửa sổ đóng lại thì Tôn Tâm Vũ bụng lấy ngực mình nói. Tử Hoa, anh họ của anh thật sự không phải người thường, em thấy anh ấy mà giống như gặp đại nhân vật, trái tim đập loạn xạ. Là đương nhiên, cũng không xem anh của anh là ai, anh ấy là chủ tịch thành phố Đông Bộ, là cán bộ cấp giám đốc sở chính tông. Theo dự đoán của anh họ của anh tuyệt đối tiến vào hàng ngũ cán bộ cấp tỉnh trước 40 tuổi. Vương Tử Hoa lái xe mà không khỏi dùng giọng đắc ý nói. Nếu như trước kia Vương Tử Hoa thật sự có chút ghen ghét vì sự chênh lệch của mình và Vương Tử Quân, thế nhưng khi chênh lệch giữa hai người ngày càng lớn thì hắn đã nhanh chóng thu lại lòng ganh tị của mình. Bây giờ trong mắt hắn thì Vương Tử Quân đã là một chỗ dựa, dù Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Chiết Giang nhiều năm, thế nhưng lại có không ít người nhắc đến Vương Tử Quân. Đặc biệt là sau khi Vương Tử Quân được đề bạt làm chủ tịch thành phố Đông Bộ tỉnh Sơn Nam, những lời đàm luận về Vương Tử Quân ngày càng nhiều. Cũng vì nguyên nhân liên quan đến Vương Tử Quân, thế là số người đến lôi kéo làm quen với Vương Tử Hoa cũng tăng lên không ít. Nếu em biết rõ có anh họ của anh ở đây, nào lớn tiếng với nhà đầu kia chứ? Hừ, làm cho anh ấy xem nhẹ em rồi. Tôn Tâm Vũ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thấy Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với Tô Anh, thế là dùng giọng oán hận nói. Vương Tử Hoa biết tính tình của Tôn Tâm Vũ, hắn nhìn bộ dạng hối hận của nàng, thế là hắn càng có thêm lòng cầu tiến với con đường làm quan của mình. Căn nhà của Vương Lão Gia Tử vẫn như cũ, nhưng hôm nay trong nhà có thêm vài phần náo nhiệt. Khi nhóm Vương Tử Quân đi vào thì thấy Vương Quang Vinh đang đối thoại với ba người đàn ông khác dưới giàn nho, trong phòng bếp lại liên tục vang lên những âm thanh đùa giỡn. Nhưng điều làm hai mắt Vương Tử Quân tỏa sáng chính là hình bóng yểu điệu đang cùng đánh cờ với ông nội của mình dưới gốc cây đại thụ. Lúc này hắn chỉ nhìn thấy một góc người, nhưng khi nhìn thấy đối phương thì không hiểu vì sao trong lòng hắn lại nóng lên. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với bố và những người đàn ông ngồi dưới giàn nho, sau đó cất bước đi về phía ông nội. Lúc này ông nội đang cầm ly sứ uống trà, gương mặt rất vui vẻ. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến, Vương Lão Gia Tử không những không thèm chào hỏi, lại vung tay tỏ ý Vương Tử Quân không được quấy nhiễu bọn họ đánh cờ. Vương Tử Quân cúi người nhìn Mạc Tiểu Bắc đang cầm một quân xe khá do dự, thế là nhìn xuống bàn cờ. Vương Lão Gia Tử cờ đen mà Mạc Tiểu Bắc thì cờ đỏ, tuy lực lượng hai bên bây giờ khá cân đôi thế nhưng thế cục của Mạc Tiểu Bắc thật sự làm cho người ta cảm thấy rối loạn, khó thể tổ chức thế tấn công. Lúc này quân của Vương Lão Gia Tử đã qua hà khá nhiều, đang phát động thế công cuối cùng đến tướng của Mạc Tiểu Bắc. Trình độ cờ tướng của Vương Tử Quân là khá tốt, chủ yếu là vì kiếp trước thường đánh cờ tiêu khiển. Lúc này hắn thấy Mạc Tiểu Bắc nhíu mày mà không phát hiện mình đi đến bên cạnh, thế là hắn khẽ cười, khẽ duỗi ngón tay viết mấy chữ sau lưng nàng. Khi ngón tay của Vương Tử Quân đặt lên lưng thì Mạc Tiểu Bắc thật sự cảm thấy ngứa, sau đó nàng xem xét bằng bản năng rồi trầm tĩnh lại, nàng cảm ứng được khí thức quen thuộc của người đàn ông của mình. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Cộp! Tiếng quân cờ va chạm vào nhau vang lên. Khi âm thanh vang lên thì quân xe màu đỏ trong tay Mạc Tiểu Bắc đã đập xuống một quân cờ đen bên dưới. Vương Lão Gia Tử vốn đang có chú đắc ý, bây giờ thấy thế cờ của Mạc Tiểu Bắc thì không khỏi trở nên nghiêm túc. Lão bắt đầu trầm ngâm, ngay sau đó cho quân mã hoạt động. Mạc Tiểu Bắc lần này cũng không trầm tư như trước, vẻ mặt vẫn tươi vui giống như chưa phát giác biến hóa trên bàn cờ. Nhưng lúc này Vương Tử Quân đang đặt ngón tay sau lưng lại cảm nhận được ý nghĩ của vợ mình. Ngoài Vương Tử Quân thì căn bản không ai cảm ứng được, chỉ có thể là hai người thầm hiểu ý nhau mà thôi. Thế là ngón tay Vương Tử Quân liên tục viết ba chữ trên lưng Mạc Tiểu Bắc. Lúc này là tháng 6, mặt đất ở thành phố Giang Thị bị nắng thiêu đốt thành bụi mềm, sau đó lọt xuống những vết nứt trên mặt đất. Năm vừa rồi vào thời điểm này đã có vài trận mưa lớn rất mát mẻ,
nhưng năm nay giống như có tà, mặt trời càng ngày càng nóng mà không có hột mưa nào. Vương Tử Quân khẽ xẹt ngón tay qua bờ vai gầy của Mạc Tiểu Bắc, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác thương tiếc. Chiếu tướng. Khi Vương Lão Gia Tử nói chiếu tướng thì Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh, hắn chợt phát hiện Mạc Tiểu Bắc đưa quân mã có thể giải cứu được tình thế đi chỗ khác tạo cơ hội cho ông nội mình, xem như tình thế bây giờ chỉ còn đường chết. Tiểu tử này đúng là, lén chỉ nước cho vợ, hơn nữa lại chỉ nước đi bậy bạ như vậy, ha 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 ha. Vương Lão Gia Tử chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu lại nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt giống như vui cũng giống như không vui, Vương Tử Quân nhìn vào trong ánh mắt tràn đầy xuân sắc của nàng, trong lòng hắn chợt sinh ra chút cảm giác bất an. Lúc này nhóm Vương Tử Hoa và Tô Anh cũng đã đi đến, nhưng nếu so với Tôn Tâm Vũ và Vương Tử Hoa nắm tay nhau thì Tô Anh và Lộ Chiêu Thông có chút sợ hãi. Dù cô Vương Ái Hồng chưa đi ra, thế nhưng Tô Thuận Tân đang ngồi nói chuyện với hai người Vương Quang Vinh đã dùng ánh mắt như da đa để nhìn con gái của mình. Em đến lâu chưa? Vương Tử Quân cười hỏi Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng nhìn càng xinh đẹp động lòng người, nàng nhìn bàn tay của mình đang bị Vương Tử Quân giữ lấy, sau đó giọng nói có vài phần dịu dàng. Em cũng đến được một lúc rồi, mẹ không cho em nấu cơm, nói ra đánh cờ với ông. Vương Tử Quân nghe Mạc Tiểu Bắc nói mà sinh ra cảm giác muốn cười, cái gì là nói Mạc Tiểu Bắc đánh cờ với ông? Rõ ràng là ông thấy Mạc Tiểu Bắc nhàm chán, thế là cùng nàng đánh cờ cho vui mà thôi. Tử Quân về rồi đấy à? Giống như nghe được tiếng ồn ngoài sân, lúc này ba người phụ nữ nấu cơm là Triệu Tuyết Hoa, Vương Ái Hồng và Nhị Thẩm cùng từ phòng bếp đi ra. Nhị Thẩm nhìn thấy Vương Tử Quân thì ánh mắt tràn đầy nụ cười, sau đó bà tranh thủ đi về phía Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Khi địa vị của Vương Tử Quân liên tục tăng lên, đặc biệt là khi hắn và Nhị Thúc là hai vị chủ tịch cùng cấp thì thái độ của Nhị Thẩm với hắn càng thêm khác biệt. Khi Vương Tử Quân được đề bạt làm phó chủ tịch thường vụ, Nhị Thúc còn đặc biệt lợi dụng tình huống Vương Tử Quân về nhà mà để Nhị Thúc mời hắn dùng cơm. Chào Nhị Thẩm. Vương Tử Quân kéo tay Mạc Tiểu Bắc rồi cùng chào Nhị Thẩm, sau đó lên tiếng chào Vương Ái Hồng đi theo sau lưng Nhị Thẩm. Nhưng lúc này trên mặt Vương Ái Hồng lại có một tầng sương lạnh. Tất nhiên tầng sương lạnh trên mặt Vương Ái Hồng cũng không phải vì Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc, đối tượng của bà chính là Lộ Chiêu Thông ở bên cạnh Tô Anh. Vương Tử Quân nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Lộ Chiêu Thông khi đối diện với Vương Ái Hồng, thế là hắn khẽ cười nói. Cô, hôm nay là ngày tốt, mọi người làm món ngon gì vậy? Cháu đã đói đến mức bụng dán ra sau lưng rồi. Vương Ái Hồng nhìn Vương Tử Quân, bà hiểu ý của Vương Tử Quân, hôm nay là ngày vui, cũng không nên để xảy ra những chuyện không hay. Thế là bà vừa rồi có chút bực mình đã kịp bừng tỉnh, bà dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tô Anh, sau đó mới cười nói. Cháu đã là chủ tịch thành phố mà vẫn còn tham ăn như vậy, yên tâm đi, sẽ có ngay. Tô Anh tuy bày ra bộ dạng sẽ chiến đấu đến cùng với mẹ mình, nhưng trong lòng nàng vẫn rất sợ hãi, khi thấy anh họ nói một câu đã ép mẹ không nổi giận, thế là thầm thở dài một hơi. Tô Anh nở nụ cười cảm kích với Vương Tử Quân, sau đó lại làm mặt quỷ sau lưng mẹ mình, điều này làm cho mọi người cảm thấy buồn cười. Tôn Tâm Vũ thầm cảm thấy tiếc nuối vì Tô Anh may mắn vượt qua kiểm tra. Khi Vương Tử Hoa nói về chuyện tình cảm của Tô Anh và Lộ Chiêu Thông, Tôn Tâm Vũ nghĩ rằng nghênh đón hai người Tô Anh sẽ là một cơn bão tố, không ngờ tình thế dương cung bạt kiếm lại được hóa giải chỉ bằng một lời nói đơn giản của Vương Tử Quân. Tất nhiên đây cũng là vì nguyên nhân Vương Ái Hồng không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ vào ngày mừng thọ Vương Lão Gia Tử, nhưng bà khống chế tâm tình như vậy cũng biểu hiện địa vị của Vương Tử Quân ở Vương Gia. Bữa tiệc mừng thọ của Vương Lão Gia Tử tuy không mời người ngoài nhưng vẫn có không ít người tự tìm đến, khi có vài người đến chào hỏi được đón vào nói chuyện, đột nhiên có một tên thanh niên gõ cửa đi vào. Chào thư ký trưởng. Tên thanh niên gặp Vương Quang Vinh thì nở nụ cười chạy đến. Vương Quang Vinh thấy tên thanh niên kia thì đứng lên cười nói. Trấn Thanh, Bí Thư Lâm có chuyện gì cần sao? Không phải, Bí Thư Lâm nói tôi đến đưa quà. Trấn Thanh vừa nói vừa cầm một bức tranh chữ nói. Bí Thư Lâm nghe nói hôm nay là sinh nhật của Vương Lão Gia Tử, thế cho nên đặc biệt viết bức tranh chữ này, chúc Vương Lão Gia Tử thọ tỷ Nam Sơn. Chữ của Lâm Trạch Viễn thật sự rất có danh tiếng trong tỉnh ủy Chiết Giang, nét chữ cứng cáp có lực, nhưng nếu là ở tỉnh Sơn Nam thì rõ ràng chữ của Lâm Trạch Viễn à vạn tiền khó có được. Nhìn vào lạc khoản và phần khung của bức tranh chữ, rõ ràng thấy được bức tranh này đã viết được nhiều ngày rồi. Vương Quang Vinh dùng hai tay nhận lấy bức tranh chữ. Sau đó dùng giọng có chú kích động nói.
Trấn Thanh, cậu thay nhà chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Bí Thư Lâm. Vâng, thư ký trưởng, vừa rồi khi tôi đi thì Bí Thư Lâm còn muốn tôi nói lời xin lỗi, Bí Thư phải tiếp đón một đoàn thương mại từ nước ngoài đến, thế nên trưa nay cũng không thể tự mình đến chúc rượu mừng thọ cụ nhà ta được. Thật ra Lâm Trạch Viễn không đến là vì không muốn làm phiền cả nhà Vương gia tụ họp, điều này đám người Vương Tử Quân cũng hiểu rõ, tất nhiên sẽ không cho rằng Lâm Trạch Viễn có việc gì quá bận như vậy. Sau khi Trấn Thanh cáo từ thì có thêm vài người lục tục đi đến Vương gia, bọn họ đều là thư ký của lãnh đạo tỉnh ủy, những món quà đưa đến cũng không đồng nhất nhưng ý nghĩa lại rất phi phàm, tâm ý cũng rõ ràng. Vương lão gia tử có biểu hiện rất bình tĩnh đối với những món quà của các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy giữa hai hàng chân mày có ý cười. Vương Tử Quân có thể thấy ông nội của mình cũng rất thích những hành vi dệt hoa trên gấm như vậy. Khi Vương Quang Vinh nhận lấy những món lễ vật kia, đúng lúc lại có người gõ cửa. Vương Tử Hoa nhanh chóng chạy ra mở cửa, một người đàn ông trung niên mập mạp đi vào. Người đàn ông trung niên này có lẽ có quen biết với Vương Tử Hoa, mà Vương Tử Hoa cũng chào người kia một tiếng chú đồng, sau đó vui vẻ nói với bố mình. Bố, Bí Thư Đồng đến. Vương Giải Phóng lúc này cũng thấy người đàn ông trung niên kia đi đến, lão đứng lên nhìn nghênh đón. Bí Thư Đồng, anh cũng rất bận rộn, xem như làm phiền anh đến một chuyến rồi. Bí Thư Vương, tôi thật sự có một bụng ý kiến với anh, đại thọ của bác trai mà không báo tôi một tiếng, nếu không phải tôi biết tin từ Tiểu Lý, thiếu chút nữa đã bỏ qua ngày chúc thọ ông cụ. Bí Thư Đồng nói với nụ cười vô cùng sáng lạn. Vương Giải Phóng cười cười bắt tay Bí Thư Đồng, sau đó giới thiệu với Vương lão gia tử. Bố, đây là Bí Thư Đồng nắm công tác tổ chức của thành phố chúng con, hôm nay cố ý đến chúc thọ ngài. Vương lão gia tử khẽ gật đầu với Bí Thư Đồng, cũng không nói lời nào. Nhưng Bí Thư Đồng giống như không quan tâm đến thái độ lãnh đạm của ông cụ, trên mặt vẫn treo nụ cười sáng lạn như hoa. Bác trai, chúc bác mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi ngày đều như hôm nay. Vương lão gia tử dù có chút chướng mắt với vị Bí Thư Đồng này, thế nhưng vẫn phải giữ thể diện cho con. Thế nên ông cụ vẫn phải nói vài câu với Bí Thư Đồng. Sau đó đến lúc giới thiệu Vương Quang Vinh, Bí Thư Đồng càng thêm nhiệt tình, hai tay giữ chặt lấy tay của Vương Quang Vinh, muốn dùng hành động của mình để biểu hiện lòng kính ngưỡng. Nhị tẩu, người kia là ai vậy? Nhóm phụ nữ trong nhà đã dọn cơm sẵn sàng, lúc này bọn họ cũng đi ra, Vương Ái Hồng nhìn thấy Bí Thư Đồng thì quay sang hỏi nhị tẩu của mình. Tuy nhị tẩu trên cơ bản đã chịu phục một nhà Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ Bí Thư Đồng đến đây dù sao cũng nể mặt nhà mình, thế là nụ cười trên mặt bà càng thêm sáng lạn. Đây chính là Phó Bí Thư Đồng trong thành phố của nhị ca của cô, có quan hệ rất tốt với anh nhà, cũng không biết nghe được ở đâu tin tức hôm nay là ngày mừng thọ ông cụ nên tự mình chạy đến, thật sự rất có tâm ý. Vương Ái Hồng thấy nhị tẩu lên tiếng ca tụng với vẻ mặt đầy đắc ý thì trong lòng sinh ra chút cảm giác không vui. Chị dâu của mình quá lợi thế. Nhị tẩu của nàng biết rõ nhà mình không thể so với nhà đại ca, thế nên mới lên tiếng khoe khoang với mình. Bí Thư Đồng đi đến giống như một mở đầu, ngay sau đó là có vài người đến. Những người này đều là đồng sự của nhị thúc, là thường ủy thị ủy, nhìn vào mức độ quen thuộc của Vương Giải Phóng với bọn họ, có lẽ đám người kia cũng thuộc về Vương Phái. Vương Tử Quân lại căn bản không có cảm giác gì với những người này, hắn nhìn vào động tác của bọn họ và cho ra kết luận nho nhỏ. Nhìn vào chức vị và lòng nhiệt tình chạy đến chúc thọ của bọn họ, điều này nói rõ vị trí bí thư thị ủy của nhị thúc nhà mình là rất vững chắc. Tử Hoa, anh cũng mau đến chào hỏi các chú đi chứ. Tôn Tâm Vũ thấy bộ hạ của cha chồng tương lai đi đến, cũng cảm thấy rất có thể diện, thế là nàng đi đến trước mặt Vương Tử Hoa rồi khẽ nói. Vương Tử Hoa nhìn các bác các chú đang vây quanh lấy ông nội, hắn cũng thật sự động tâm, thế là ánh mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thấy anh họ đang trò chuyện với chị dâu Tiểu Bắc. Vương Tử Hoa có chút do dự, sau đó vẫn đi đến chào hỏi nhóm người Bí Thư Đồng. Sau khi Vương Tử Hoa chào nhóm chú bác một lượt thì Bí Thư Đồng cười ha hả nói. Thư ký trưởng Vương, Bí Thư Vương, tôi nghe thư ký trưởng Khâu của văn phòng khối chính quyền đến báo cáo công tác, anh ấy nói Tử Hoa là người có khả năng, cũng thông minh, ngoài lý lịch có hơi mỏng thì chúng ta đặt trọng trách lãnh đạo một ban cũng là dư giả. Tôi chỉ nuối tiếc là mình không có con gái, nếu không một tiểu tử tốt như vậy thì tôi phải cướp lấy làm con rể. Sẽ không để nó vào tay người ngoài được. Ha ha ha, Bí Thư Đồng, anh tranh thủ thời gian quay về thương lượng với chị dâu, tranh thủ thời gian tìm vài cô, cố gắng còn theo kịp. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh nghe xong lời cảm thán của Bí Thư Đồng thì cười hì hì nói. Mọi người lại cùng cười vang, Bí Thư Đồng bị trêu chọc cũng không nổi giận,
hắn chỉ vào người chọc mình rồi cười nói. Hay cho Triệu Hầu Tử anh, không nói câu nào thì có lẽ là nghẹn chết. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần trưởng phòng tổ chức như anh có thể chạy cho tôi hai cái thai, tôi sẽ lập tức về nhà sinh con. Tử Hoa là con rể tốt, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Vương Tử Hoa nghe những lời khích lệ của các vị lãnh đạo bên kia mà có chút đỏ mặt, nhưng ngay sau đó lại nhìn thoáng qua Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đứng cách đó không xa, chút đắc ý trong lòng chợt tan biến. Mình bây giờ mới được đề bạt lên làm trưởng ban trong văn phòng thị ủy, trong khi anh mình đã là chủ tịch thành phố nắm quyền một phương, chênh lệch giữa hai bên nào chỉ là cách xa vạn dặm. Thư ký trưởng, vị này là... Bí thư Đồng là người làm lãnh đạo nhiều năm, cũng là một người biết nhìn mặt nói chuyện. Lúc này hắn thấy ánh mắt Vương Tử Hoa có chút khác thường, vậy là cũng căn cứ vào ánh mắt của Vương Tử Hoa mà nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Quang Vinh thấy Bí thư Đồng hỏi Vương Tử Quân thì cười nói. Nó là khuyển tử của tôi. Bí thư Đồng nghe nói đó là con trai của Vương Quang Vinh, tuy không biết Vương Tử Quân đi làm ở đâu, thế nhưng lại cười nói. Công tử nhà thư ký trưởng thật sự tuấn tú lịch sự, rõ ràng là tương lai vô hạn. Vương Giải Phóng nghe được những lời bình luận của Bí thư Đồng về Vương Tử Quân thì chợt nhíu mày. Lão thầm nghĩ Bí thư Đồng này cái gì cũng tốt, chỉ là lúc nói chuyện thường thổi phồng, cháu của mình nào đến lượt đối phương bình luận. Đám người bên kia nói chuyện không che miệng nên Vương Tử Quân vẫn có thể nghe thấy được, nhưng những lời khách sáo như vậy hắn cũng không đặt nặng vào lòng. Lộ mặt thật không phải là chân nhân phải không lộ tướng, nghe ý của bọn họ thì giống như muốn anh học tập Tử Hoa một phen. Mạc Tiểu Bắc đang ở bên cạnh Vương Tử Quân, nàng chợt dùng giọng hơi thở thơm như hoa lan nói bên tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc khẽ cười thì trong lòng có vài phần ấm áp. Khi địa vị biến đổi không ngừng thì Vương Tử Quân phát hiện mình không còn quá quan tâm đến tình huống người ngoài nói gì về mình. Hắn vô thức kéo Mạc Tiểu Bắc định rời khỏi chỗ này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Hoa đứng bên cạnh Vương Giải Phóng chợt chạy ra mở cửa. Lúc này là một người đàn ông hơn 30 tuổi, bộ dạng khỏe mạnh giỏi giang. Xin hỏi đây có phải là nhà Vương Lão Gia Tử không? Người đàn ông thấy Vương Tử Hoa thì dùng giọng lễ phép hỏi. Vương Tử Hoa tuy không biết người đàn ông này là ai, nhưng hắn cũng là người công tác cơ quan nhiều năm, hắn vẫn có sức phán đoán rất cao, hắn thấy người này cũng không phải tầm thường. Thế là hắn cười nói. Đúng vậy, xin hỏi ngài là. Tôi là Hào Chí Hữu, phụng mệnh đến tặng lễ vật cho Vương Lão Gia Tử. Hào Chí Hữu. Vương Tử Hoa chưa từng nghe qua tên người này, nhưng nhìn bộ dạng ung dung tự tại của đối phương thì hắn cũng không dám coi thường, hắn vung tay nói. Mời anh vào. Hào Chí Hữu khẽ gật đầu với Vương Tử Hoa, sau đó đi theo Vương Tử Hoa vào trong nhà. Sau khi Vương Tử Hoa nói rõ mục đích của Hào Chí Hữu, lúc này Hào Chí Hữu lấy ra một chiếc hộp nhỏ nói. Chào cụ, bí thư nhiếp của chúng tôi hôm nay có nhiệm vụ tiếp đãi cho nên không thể tự mình đến chúc thọ được, thế nên cố ý để tôi dâng lên cụ một cây quạt xếp đặc sản tỉnh Sơn Nam, chúc ngài phúc như Đông Hải. Cây quạt xếp dù chưa được mở ra nhưng nhìn qua thì thấy gia công vô cùng tinh thế. Chỉ là tâm tư đám người nơi đây không đặt trên cây quạt, bọn họ cùng nhau suy nghĩ về lời nói của Hào Chí Hữu. Bí thư nhiếp là ai? Hình như ở tỉnh Chiết Giang không có một vị lãnh đạo nào có danh tiếng được gọi như vậy. Cảm ơn bí thư nhiếp của các anh. Vương Lão Gia Tử mở quạt xếp ra, bên trong là một bức tranh sơn thủy, bên cạnh có viết 6 chữ Giang Sơn như thử đa kiêu. Đám người nơi đây tuy không có ai là chuyên gia đồ cổ và giám định danh tác, thế nhưng bọn họ cũng có vài phần nhận thức về thi họa, sau khi biết rõ vật kia không tầm thường thì càng thêm cảm khái. Khi đám người bí thư Đồng khẽ cười với nhau, án mắt Hào Chí Hữu đã rơi lên người Vương Tử Quân. Hắn là tâm phúc của bí thư nhiếp, tất nhiên biết rõ vì sao vào lúc gấp gáp này lại phái mình chạy đến tặng lễ vật nhân ngày mừng thọ cho một ông lão không có lực ảnh hưởng gì ở tỉnh Sơn Nam. Chủ nhiệm Hào, ngài đến thật sự làm tôi cảm thấy rất vui, cảm ơn rất nhiều. Cũng mong anh chuyển lời cảm ơn của tôi với bí thư nhiếp. Vương Tử Quân tiến lên một bước bắt tay với Hào Chí Hữu rồi khẽ cười nói. Hào Chí Hữu dùng sức bắt chặt tay Vương Tử Quân, lại khẽ nói. Chủ tịch Vương, ngài thật sự đúng là, sinh nhật ông cụ mà giấu quá kỹ, nếu không phải là bí thư nhiếp rất quan tâm đến anh, sợ rằng suýt nữa đã thất lễ rồi. Khi Vương Tử Quân công tác ở tỉnh đoàn thì cũng từng có chút tiếp xúc với Hào Chí Hữu. Tuy hai người có quan hệ không tệ với bí thư nhiếp hạ quân, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có chút kết giao sơ lược mà thôi. Hào Chí Hữu công tác trong văn phòng tỉnh ủy nổi tiếng là người thông minh,
hắn chỉ cần nói hai câu đã thể hiện sự quan tâm của Nhiếp Hạ Quân với Vương Tử Quân, lại kéo gần khoảng cách giữa mình và Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân nghênh đón Hào Chí Hữu, không ít người đã hiểu người kia đến vì hướng về Vương Tử Quân. Nhưng khi Vương Tử Quân xưng hô người kia là chủ nhiệm Hào thì đám người bí thư đồng căn bản không quá coi trọng Hào Chí Hữu. Bọn họ là lãnh đạo thành phố, thủ hạ là chủ nhiệm có rất nhiều, tên thanh niên kia đại biểu cho bí thư Nhiếp nào đó, có lẽ là một lãnh đạo huyện. Nhưng Vương Quang Vinh dù sao cũng ngồi ở nơi đó, thế là vẻ mặt của đám người cũng không dám có biến đổi quá lớn. Chỉ là khi bí thư đồng đang định cùng mọi người chuyển đề tài thì lại nghe thấy Hào Chí Hữu xưng hô với Vương Tử Quân là chủ tịch Vương. Con của thư ký trưởng Vương là chủ tịch thành phố. Nghi vấn này vừa bùng lên thì bí thư đồng nhìn sang đám thường ủy thị ủy ở bên cạnh, bọn họ đều nhìn rõ vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Có lẽ chỉ là phó chủ tịch của một đô thị cấp huyện thôi, nhưng còn trẻ như vậy đã là phó chủ tịch một đô thị cấp huyện, tiểu tử kia không hổ danh là có bố làm thường ủy tỉnh ủy, thật sự dựa lưng vào cây cổ thụ, tương lai vô hạn. Chủ nhiệm Hào, tôi cũng phải nói lời xin lỗi mà thôi, vì ông cụ thích thanh tính. Vương Tử Quân vừa mời Hào Chí Hữu uống trà vừa cười giải thích. Hào Chí Hữu tất nhiên sẽ không phải chỉ trích Vương Tử Quân, hắn nói vậy chỉ là muốn kéo quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân. Sau khi đạt được mục đích thì há khẽ khoát tay nói. Chủ tịch Vương, khi đến tôi còn định nói chuyện với anh một lúc, nhưng người hầu thật sự không được tự do, tôi vừa đến thì điện thoại đã gọi tới, nói là có một tổ nghiên cứu từ thủ đô đi xuống, tôi còn phải chạy về phụ trách chiêu đãi. Tổ nghiên cứu từ thủ đô xuống. Còn cần vị chủ nhiệm Hào đang đi tặng quà này phải về chiêu đãi. Chủ nhiệm Hào này rốt cuộc có thân phận gì? Lúc này trong lòng bí thư đồng càng thêm nghi ngờ. Vương Tử Quân tiễn Hào Chí Hữu đến bên cửa, lúc này bí thư đồng đã không nhịn được phải hỏi. Bí thư Vương, trong tỉnh chúng ta có bí thư Nhiếp sao? Vương Giải Phóng nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, lão như có suy nghĩ gì đó, khi nghe được câu hỏi của bí thư đồng thì cười ha hả nói. Tỉnh Chiết Giang chúng ta có bí thư Lâm thì tất nhiên không có bí thư Nhiếp, đó là khách đến từ tỉnh Sơn Nam. Có bí thư Lâm, bí thư đồng có thể là phó bí thư thị ủy thì cũng không phải là người ngu, trong tỉnh Chiết Giang có thể được Vương Giải Phóng cung kính gọi là bí thư Lâm thì chỉ có thể là bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn. Lúc này Vương Giải Phóng lại đánh đồng bí thư Nhiếp và bí thư Lâm, lại nói khách đến từ tỉnh Sơn Nam. Lúc này bí thư đồng chợt cảm thấy run rẩy, trái tim đập thật mạnh. Vì hắn chợt nghĩ đến tên của bí thư Nhiếp ở tỉnh Sơn Nam. Vị bí thư Nhiếp này không phải là bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam đấy chứ? Bí thư đồng dùng giọng kinh ngạc có kèm theo vài phần khó tin hỏi. Kiếp sống quan trường vài năm làm cho Vương Quang Vinh càng thêm trầm ổn, nhưng có người cha nào không kiêu ngạo vì con mình. Tử Quân công tác ở tỉnh Sơn Nam. Vương Quang Vinh nói rồi nâng ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm, có vẻ rất tiêu sái. Công tác ở tỉnh Sơn Nam. Mừng thọ ông nội mà ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng phải đến đưa lễ. Tạm thời không cần quan tâm lễ vật có giá trị bao nhiêu, chỉ nhìn vào thái độ như vậy cũng thấy mối quan hệ giữa hai bên là không tầm thường. Anh Tử Quân của cháu làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, không phải là cấp phó đâu. Tô Anh vừa bưng dĩa hoa quả ra đặt lên bàn trà vừa cười hì hì nói. Lúc này tâm tình Tô Anh thật sự rất tốt, tuy nàng vẫn cảm thấy khó chịu vì tình huống mẹ mình làm khó và hầu như không chấp nhận lộ chiêu thông. Nhưng mẹ nàng cũng vì có khách mà chỉ làm như không thấy, không thể nổi nóng. Vương lão gia tử nói vài câu với Lộ Chiêu Thông lại tỏ ra vui vẻ thoải mái, điều này không khỏi làm cho Tô Anh cực kỳ sung sướng, nếu được ông cụ tán thành thì không việc gì không xong. Thành phố Đông Bộ dù ở tỉnh Sơn Nam nhưng cũng không cách quá xa tỉnh Chiết Giang, thế cho nên đám người ở đây hầu như đều biết về thành phố Đông Bộ. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố Đông Bộ, vẻ mặt đám người bí thư đồng chợt trở nên cổ quái. Đồng thời cũng cảm thấy nóng mặt. Vừa rồi bọn họ còn đứng từ trên cao nói Vương Tử Quân là người tương lai vô hạn, nhưng cuối cùng chợt phát hiện mình và người ta căn bản cùng một cấp bậc mới mình. Tuy ánh mắt những người khác cũng không có gì thay đổi, thế nhưng bí thư đồng lại có chút xấu hổ. Hắn cười cười định nói hai câu, chợt nghe thấy có người hỏi. Nghe nói vị chủ tịch tiền nhiệm của thành phố Đông Bộ là Nhâm Sương Bình đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện không nhỏ, có phải không? Vì vậy lúc này trọng trách trên vai Tử Quân là không nhẹ. Vương Giải Phóng cầm một quả anh đào đặt lên miệng, lại nói tiếp. Cậu ấy làm quyền chủ tịch cũng không dễ dàng gì, không những ổn định nhân tâm còn phải thúc đẩy phát triển kinh tế. Tôi không biết bí thư Nhiếp, nếu biết cũng sẽ nói một câu, áp lực và trọng trách nặng như vậy đặt lên vai một cán bộ trẻ tuổi, có phải quá lớn rồi không?
Lời nói của bí thư thị ủy thật sự làm cho đám người nơi đây chấn động, ba chữ quyền chủ tịch thật sự giống như một cục gạch ném lên đầu bọn họ. Bọn họ náo loạn một lúc lâu, thì ra lúc này mới biết người ta không phải cùng cấp với mình, mà là lớn hơn mình 10 cấp. Bí thư Đồng là phó bí thư, hắn biết vị chủ tịch cũng là phó bí thư như mình có quyền lợi gì. Hắn mở miệng nói Vương Tử Quân là tương lai vô hạn thì thật sự không sai, thế nhưng hắn làm gì có tư cách mở miệng đánh giá như vậy. Sau đó biểu hiện của bí thư Đồng có chút thất thường, ánh mắt đại đa số chuyển lên người tên cán bộ thanh niên phía bên kia, căn bản không tin người kia chính là quyền chủ tịch của thành phố Đông Bộ. Mãi đến khi bữa trưa kết thúc thì bí thư Đồng mới xem như hồi phục tinh thần, sau khi rời khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy thì hắn mới tỉnh táo lại. Anh Trịnh, anh nói xem Vương Tử Quân kia là quyền chủ tịch thành phố Đông Bộ sao? Sau khi đi hai bước thì bí thư Đồng lại không nhịn được mà quay sang hỏi một vị thường ủy thị ủy có quan hệ khôn tệ với mình ở bên cạnh. Anh cảm thấy bí thư Vương sẽ nói bừa ở phương diện này sao? Vị thường ủy này biết bí thư Đồng mất mặt ở sự kiện này, thế cho nên nghe bí thư Đồng lên tiếng hỏi thì nở nụ cười hỏi ngược lại. Có câu khách đến góp vui, giữa trưa Vương lão gia tử rất vui vẻ, sau khi uống hai ly thì về phòng nghỉ ngơi. Khi thấy Vương lão gia tử đi ngủ thì ánh mắt Vương Ái Hồng chợt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Tô Anh giống như gặp kẻ địch giai cấp. Tô Anh đã sớm có chuẩn bị, khi ánh mắt Vương Ái Hồng nhìn tới thì nàng cũng dùng ánh mắt quật cường nhìn sang. Lúc này ánh mắt hai mẹ con giao hòa với nhau, tình trạng rất căng thẳng. Lộ Chiêu Thông là người kẹp vào giữa cảm thấy rất khó chịu, một người cũng khó chịu không kém là Tô Thuận Tân. Lão hiểu rõ vấn đề lúc này là gì, nhưng đáng tiếc là lão ở bên ngoài có thể lớn tiếng. Nhưng về đến nhà chỉ là lãnh đạo xếp hạng thứ ba mà thôi. Khi Tô Thuận Tân ném ánh mắt cầu viện về phía anh vợ, đúng lúc này Vương Tử Quân ngồi lẳng lặng bên cạnh Mạc Tiểu Bắc chợt nói. Cô, dưa hái xanh không ngọt, hay là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Vương Ái Hồng nhìn nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, nàng có chút trầm ngâm, cuối cùng áp chế tính toán trong lòng xuống. Nàng cũng không biết vì vấn đề gì, trước đó Vương Quang Vinh có khuyên thế nào cũng không nhập tâm. Nhưng lại cảm thấy một lời khuyên của Vương Tử Quân rất đúng trọng tâm. Tình cảnh đầy mùi thuốc súng bị Vương Tử Quân nói một câu mà tan tành mây khói, Lộ Chiêu Thông vừa rồi cảm thấy cực kỳ không yên phải đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong lòng chợt bùng lên một ý nguyện mãnh liệt, ngày nào đó trong tương lai mình tuy không thể bằng anh họ của Tô Anh thế nhưng cũng phải lăn lộn công tác cho ra hồn, ít nhất cũng phải làm cho mẹ Tô Anh phải lau mắt mà nhìn. Tất cả tâm tư của Vương Tử Quân đều đặt lên người Mạc Tiểu Bắc, nhưng chút biểu hiện của Lộ Chiêu Thông đều rơi vào mắt hắn. Hắn nhìn Lộ Chiêu Thông đang cúi đầu như phạm phải sai lầm gì đó, người này ngồi với bộ dạng không kiêu ngạo không xu nịnh, thế là càng có thêm hảo cảm với đối phương. Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng tuy nói nghỉ một ngày nhưng thật sự ai cũng rất bận, sau khi nói vài câu cũng phải chạy đi ngay. Không còn hai người đàn ông quan trọng nhất trong nhà, thế là phòng khách của Vương lão gia tử biến thành thiên hạ của phụ nữ. Nhị thẩm phần lớn đều bất hòa với Vương Ái Hồng. Thế nhưng hôm nay quan điểm của hai người lại rất nhất trí, đó chính là Mạc Tiểu Bắc nên chóng sinh em bé. Mà mẹ của Vương Tử Quân là Triệu Tuyết Hoa lại nói không nên vội, đó là quyền tính toán của đám trẻ, thực tế thì ai cũng biết bà là người cực kỳ muốn ẵm cháu nội. Chương 515, ai là tính mạng luân hồi của ai? Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy khó xử của Mạc Tiểu Bắc, hắn vội vàng ra tay cấp cứu. Hai người rời khỏi nhà Vương lão gia tử, đi về căn nhà thuộc về thư ký trưởng Vương Quang Vinh. Em thật sự muốn sinh em bé sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn, ánh mắt Mạc Tiểu Bắc chợt lóe lên. Vương Tử Quân cũng không nói gì mà ôm lấy nàng hôn mãnh liệt, lúc này nụ hôn của hắn thật sự làm cho nàng khó thở, nhưng hắn lại sinh ra cảm giác rất tốt. Vương Tử Quân hùng mạnh cũng thật sự sinh ra cảm giác hụt hơi, khi hắn thả lỏng một chút thì Mạc Tiểu Bắc dùng tay đẩy hắn ra, sau đó thở phì phò dùng giọng trịnh trọng kháng nghị với hắn. Anh sao lại quá độ như vậy? Vương Tử Quân tuyệt đối không ngờ thân mật với vợ lại còn phải đi nhiều đường quanh co như thế, hắn bị Mạc Tiểu Bắc trách móc, thế là có chút ấp úng. Anh không phải muốn tranh thủ vì con của chúng ta sao? Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân không biết nên khóc hay cười nhưng lại thật sự đỏ mặt. Vương Tử Quân dù nghĩ đến chuyện sinh con hay nghĩ đến vợ thì đều bừng bừng cảm giác, hắn kéo Mạc Tiểu Bắc vào lòng. Lúc này Mạc Tiểu Bắc thật sự rất hiên tính, không né tránh hay vùng vẫy, nàng ngây người nhìn hắn. Để mặc cho số phận. Vương Tử Quân nhanh chóng cảm nhận được cơ thể mềm mại của Mạc Tiểu Bắc trong lòng mình, hắn hôn nàng, hôn khắp người nàng. Hắn cảm nhận được nàng đang run rẩy, đột nhiên hắn thấy nàng vặn vẹo và nói khẽ. Chồng, chúng ta cùng có em bé.
thành phố Giang Thị ánh đèn rực rỡ, trên con đường phồn hoa là ngựa xe như nêm, lối đi dành cho người đi bộ cũng chật ních người. Vương Tử Quân ngồi ở ghế lái phụ, hắn nhìn phố xá náo nhiệt, thế là quay ra nhìn Tô Anh ngồi ở phía sau. Tô Anh, sâu chung kết ca nhạc hôm nay có gì hay không, nếu không thì chút nữa anh về sớm, cũng không muốn làm bóng đèn ngăn cản hai đứa. Tô Anh vất vả lắm mới xin mẹ đi chơi được, nàng vội vàng kêu lên. Anh tốt của em, anh là chỗ dựa của em, phải quan tâm đến em gái chứ. Bình thường anh bề bộn công tác, lâu lâu cũng phải giải trí một chút chứ. Hơn nữa có một nữ ca sĩ tên là gì ấy nhỉ? Cô này không những rất đẹp lại hát hay, ai nghe cũng thật sự rung động. Sâu diễn trước cô ấy hát một bài Nhớ Quê làm cho em phát khóc. Nếu so với Tô Anh tung tăng hoan hô như chim sẻ thì Lộ Chiêu Thông vừa lên xe ở đoạn đường trước đó là có vẻ trầm mặc ít nói. Tô Anh thấy bạn trai lên xe thì đưa sang đủ thứ quà vặt, nàng nói. Ha ha, đừng khách khí, tất cả là của anh Tử Quân mua. Sai đó Tô Anh lại khui một chai Coca-Cola, nàng cười rất hưng phấn, rõ ràng cô nàng này đang cực kỳ vui sướng. Anh Tử Quân, anh phải tin em biết rõ chị Tâm Vũ kia, nếu không phải có anh, chỉ sợ chị Tâm Vũ kia đã đi theo chúng ta rồi. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, sau đó nói. Được rồi, dù sao mọi người cũng đã bắt cóc anh đến, anh xem như an phận thủ thường. Như vậy mới tốt. Tô Anh hài lòng ngồi trên ghế, sau đó nàng lại giống như chợt nhớ ra thứ gì đó. Anh, sau khi xem xong thì chúng ta sẽ cùng đi ăn khuya, em còn chưa có cơ hội mời chị dâu. Đúng là chỉ biết ăn, coi chừng mập như heo. Vương Tử Quân mở lời trêu đùa. Khi hai người cười nói với nhau thì Mạc Tiểu Bắc đã dừng xe ở trung tâm văn hóa thành phố Giang Thị. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ, nhưng hắn vừa nhìn đã giật mình vì thấy một gương mặt quen thuộc. Trên màn hình điện tử có xuất hiện hình ảnh một cô gái kia có tư thái xinh đẹp, gương mặt no đủ, đường cong rõ ràng. Như thế nào lại là cô ấy? Ôi, mau xem kìa, là Liêu An Như, đây chính là ứng viên mà em hâm mộ, nghe nói bây giờ cô ấy còn học đại học, còn chưa tốt nghiệp. Tô Anh chỉ lên màn hình điện tử rồi hưng phấn hét lớn. Mạc Tiểu Bắc không có hứng thú gì với ca hát, hơn nữa hình như nàng cũng không có yêu thích gì đặc biệt, thế nên chỉ có phản ứng khá nhạt với những vấn đề này. Nhưng lúc này nàng nhìn thoáng qua Liêu An Như và giống như bị nam châm hút lại, nàng chợt nhìn đờ đẫn một lúc lâu. Bạn học của em đều thích ứng viên này, nghe nói có vài lớp trốn cả tiết thể dục đến đây làm cổ động viên cho cô ấy. Lộ Chiêu Thông nắm tay Tô Anh rồi khẽ nói. Liêu An Như tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc ở thành phố Giang Thị. Rõ ràng là đi trên một con đường khác, lúc này ánh mắt Vương Tử Quân chợt thu lại, nhưng trong lòng hắn chợt bùng sóng. Cặp chim yến bay song song. Không biết vì sao Vương Tử Quân lại nhớ đến câu hát mà kiếp trước khi vợ mình còn trẻ thường vui vẻ sướng ca, mà khi đó chính hắn cũng khen ngợi giọng hát của vợ mình. Anh, vừa rồi em gọi điện thoại cho một người bạn, 2 phút sau sẽ có người đưa chúng ta vé vào cổng. Vương Tử Hoa và Tôn Tâm Vũ không ngờ cũng đi đến, Vương Tử Hoa nói bằng giọng nịnh nọt. Em vốn muốn lấy vé khách quý, nhưng nghe nói chị dâu cũng đến, thế cho nên cũng không dám ngồi ngoài ảnh hưởng, vậy là chọn một phòng cho thoải mái. Dù Vương Tử Quân gần đây thích an phận làm người, cũng không thích quá rêu rao, nhưng nếu đưa một nhóm người thế này đi xem ca nhạc thì thật sự cũng không quá hay, ít nhiều cũng làm phát sinh vài tin tức không tốt. Hắn là người thích yên tĩnh, thế cho nên cảm thấy Vương Tử Hoa chọn một phòng ngồi nghe nhạc là rất hay. À, vậy thì hôm nay mọi người xem như được hưởng lộc của Tử Hoa. Đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, chút nữa Tử Hoa phải là người mời chúng ta ăn khuya. Vương Tử Quân cười mở lời chọc ghẹo Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa thấy Vương Tử Quân căn bản không bày ra cái giá của chủ tịch thành phố, biến thành một người anh xỏ lá, thế là thầm cảm thấy vui sướng. Anh mình làm quan cấp bậc lớn nhưng lại có quan hệ khăng khít với mình, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác vui sướng khi được dựa lưng lên cây đại thụ. Người làm quan thì mối quan hệ nào là đáng tin nhất? Tất nhiên chính là tình thân khó thể nào cắt đi được. Trước kia khi Vương Tử Quân vừa mới nhận chức và phát triển chưa được bao lâu, Vương Tử Hoa căn bản chưa từng nghĩ đến phương diện làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân. Thế nhưng khi địa vị của Vương Tử Quân tiến triển ngày càng nhanh, hắn cũng không khỏi thay đổi cái nhìn với anh mình, hắn đã thật sự tốn không ít tâm tư ở phương diện làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân. Có câu người không lo xa tất phải lo gần, dù bây giờ hắn còn có bố là Vương Giải Phóng bao phủ. Ngược lại cũng phát triển như diều gặp gió, thế nhưng có một sự thật mà hắn không thể không nhìn vào, bố cũng tốt,
Bác Phương Quang Vinh cũng tốt, nhưng ai cũng là mặt trời sắp về chiều, sắp là hoàng hôn trên đỉnh núi. Người mà hắn có thể ỷ lại chỉ có thể là Vương Tử Quân đang có sự nghiệp phát triển không ngừng này. Chưa đến 30 đã là chủ tịch thành phố, cho dù sau này cứ mãi dậm chân tại chỗ thì thế nào cũng sẽ tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy. Hơn nữa nhìn vào tư thế và năng lực của Vương Tử Quân vào lúc này, rõ ràng tương lai là vô hạn. Ôi, anh, rõ ràng là anh nói những lời từ tận đáy lòng em. Cảm ơn mọi người đã nể mặt, sau khi xem xong thì chúng ta đi ăn hải sản nhé. Thế nào? Vương Tử Hoa thật sự không chút do dự, hắn nhanh chóng mở miệng đồng ý. Chị dâu, chị đi với bọn em cho vui nhé. Nơi đó hoàn cảnh rất tốt, cũng không làm chị uất ức. Tôn Tâm Vũ đã có kinh nghiệm của ngày hôm nay, nàng cũng xem như nhìn thấy rõ ràng, địa vị của Vương Tử Quân ở Vương gia là hầu như không thể thay thế. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn dòng người đang nối đuôi đi vào nói. Đã đến giờ rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào thôi. Anh, chúng ta đi bên này, có đường dành cho khách quý. Vương Tử Hoa chỉ vào một lối đi cách đó không xa rồi nói. Người bạn của Vương Tử Hoa quả nhiên làm việc rất nhanh nhạy, chỉ một lát sau đã đưa vé đến. Đến đưa vé là một người đàn ông hơn 30, nhìn qua thấy có vẻ hơi béo, vừa thấy Vương Tử Hoa thì cười nói. Vương thiếu gia, ông chủ nghe nói cậu muốn có vé vào xem, thế là không nói hai lời mà bỏ ra hai phòng VIP cho ngài. Nhưng cũng phải nói câu xin lỗi, vì ngài cho ra chỉ thị có hơi muộn, nếu không sẽ có phòng tốt nhất cho ngài. Tên đàn ông mập mạp này thật sự có chút khéo ăn khéo nói, dù Vương Tử Hoa biết những lời của đối phương không thể cho là thật nhưng cũng có chút hớn hở. Hắn nói hai câu cảm tạ với ông chủ của tên mập, sau đó đuổi đối phương đi nơi khác. Anh, ông chủ tổ chức sự kiện này ở thành phố Giang Thị gọi là Hồng Trung Phát. Nghe nói khi ông chủ này được sinh ra thì bố còn đang chơi mạt chược, người trong nhà đi tìm khắp nơi, nhưng ông ta lại ở đó không chịu đi. Khi người nhà nói ông ta đặt tên cho con, ông ta đang chơi mạt chược mất kiên nhẫn thế là vung tay nói, Hồng Trung, Phát. Vương Tử Hoa vừa đi vào con đường dành cho khách VIP vừa cười hì hì giới thiệu với Vương Tử Quân. Hồng Trung Phát, cái tên xem ra rất có ý nghĩa. Tuy em không quan hệ nhiều với người này, nhưng em nghe nói anh ta rất có thủ đoạn. Người này có thể làm được nhiều việc mà kẻ khác không thể làm được, rất có năng lượng ở thành phố Giang Thị, thậm chí một vài lãnh đạo đơn vị ban ngành phải gọi hắn là anh em. Người như vậy không thể không kết giao, nhưng không thể không thâm giao. Cậu công tác ở khối chính quyền thành phố, cũng nên nắm chắc mức độ. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi mỉm cười dặn dò Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa cảm nhận được một khí thế khủng bố trên người Vương Tử Quân, thứ này làm cho hắn cảm thấy áp lực nặng nề, hắn không khỏi nghĩ đến khí thế của vị lãnh đạo đơn vị của mình, hình như rất mạnh nhưng căn bản là không thể so sánh với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không hề lên tiếng nhưng áp lực lại mạnh như núi đè, hắn tin Vương Tử Hoa nghe và hiểu ý mình. Anh về sẽ học thư pháp. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ ghi trên cung văn hóa, thế là quay sang nói với Mạc Tiểu Bắc. Học thư pháp. Mạc Tiểu Bắc giật mình nhìn Vương Tử Quân, lại khẽ cười nói. Còn không biết anh có bản lĩnh này, có lẽ về nhà phải để anh viết em xem mới được. Về nhà sao, một giây giá trị ngàn vàng, anh không bán nghệ mà chỉ bán mình. Vương Tử Quân nhìn mọi người, sau đó ghé sát tai Mạc Tiểu Bắc nói một câu hai nghĩa. Mạc Tiểu Bắc nghe được lời đùa vui của Vương Tử Quân thì mất đi năng lực ứng đối, nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó ngoảnh mặt sang một bên. Anh, em vẫn còn nhớ hồi nhỏ học viết thư pháp, thầy giáo còn tìm về đến tận nhà. Nhưng thầy chỉ cho một mình anh tham gia cuộc thi được tổ chức vào năm đó. Vương Tử Hoa thấy đám người đang rất vui vẻ thì cũng nhanh chóng lên tiếng góp vui. Cũng vì anh quá xuất sắc, có một người như anh làm tham chiếu nên cuộc sống sau này của em rất thảm, không ít lần bị mắng. Ôi, anh bây giờ cũng không được cao như anh Tử Quân, có phải bị đánh nhiều mà như vậy không đấy? Tô Anh ở bên cạnh dùng giọng trêu ghẹo nói. À, có lẽ là như vậy, không vui thì sao có thể cao giáo được, mà đã không cao thì sẽ khó thể nào làm người mẫu, diễn viên hay ngôi sao bóng chuyền được. Vương Tử Hoa dùng giọng uất ức nói. Vương Tử Hoa nói một câu vui đùa như vậy làm cho Mạc Tiểu Bắc cũng cảm thấy khó thể chống đỡ được nữa, phải phì cười. Lúc này Tô Anh và Tôn Tâm Vũ lại càng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nỗi nhớ của em. Khi đám người đang trò chuyện vui vẻ thì một tiếng ca dịu êm vang lên, khi âm thanh truyền vào trong tai mọi người, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi chợt xuất hiện trên đài, nàng khẽ hát. Vương Tử Quân cũng không muốn biến mình thành trọng điểm gây cười,
hắn tỏ ý bảo mọi người ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe. Vương Tử Hoa và Tôn Tâm Vũ đang cố gắng níu kéo quan hệ với Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ đồng ý với phân phó của hắn. Tô Anh muốn náo loạn một chút cho vui, thế nhưng lúc này có Mạc Tiểu Bắc ở đây, nàng cũng không dám làm càn. Lúc này nội dung bài hát là gì thì Vương Tử Quân căn bản không quá chú ý, khi hắn nhìn thấy cô gái kia không phải là Liêu An Như thì không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa cô gái kia dù hát hay, nhưng bài hát của nàng vào lúc này căn bản chưa có thể làm cho Vương Tử Quân phải chú tâm lắng nghe. Vương Tử Quân nghĩ đến Liêu An Như mà không khỏi rơi vào trầm ngâm. Khi hắn đang nhắm mắt dưỡng thần thì một bàn tay lành lạnh chen vào trong tay hắn, sau đó những ngón ta cong lên gãi vào lòng bàn tay của hắn. Vương Tử Quân khẽ quay đầu, hắn chợt thấy hai mắt như biết nói của Mạc Tiểu Bắc đang nhìn mình. Hắn nhìn cặp mắt như làn thu thủy của nàng, hắn chợt cảm thấy có vài phần mê say, đời này có một người vợ như vậy thì rõ ràng là phúc đức lắm rồi. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm, lúc này phía sau sân khấu, một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngây người trước bàn trang điểm, hai bàn tay thon dài nâng lấy má làm cho người ta vừa sinh ra yêu thương vừa cảm thấy thương tiếc. Chính là anh ta, là hình bóng khắc sâu vào trong trí nhớ của nàng, thế cho nên vừa nhìn qua là Liêu An Như đã biết người đàn ông kia là ai. Nhưng cô gái xinh đẹp đang dựa sát vào người anh ta là ai? Tất cả đều có tôi. Giọng nói kiên định của người đàn ông kia vẫn luôn vang vọng trong tim Liêu An Như, những hình ảnh giống như đã quên lại hiện rõ trong đầu nàng như một cuốn phim được chiếu lại. Nếu có thể quay về thời điểm đó thì quá tốt, tuy hôm đó mình cực kỳ khủng hoảng, cực kỳ bất lực, nhưng hôm đó anh ta lại ở bên cạnh mình, lại che chở cho mình. Nhưng ngay sau sự kiện đó anh ta lại biến mất như ngôi sao băng trong cuộc sống của Liêu An Như, nhưng nàng cũng biết anh ta không biết mất, anh ta luôn tồn tại trong lòng mình. Có lẽ anh ta đã kết hôn, cô gái kia, cô gái xinh đẹp động lòng người kia có thể là vợ anh ấy. Liêu An Như càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Có lẽ một người phụ nữ như vậy mới xứng với anh ấy, chính mình trong mắt anh ấy chỉ là một thôn nữ miền núi mà thôi. An Như, làm sao vậy? Còn không mau trang điểm chuẩn bị ra diễn sao? Một cô gái tóc ngắn chạy đến trước mặt Liêu An Như rồi dùng giọng gấp gáp thúc giục. Liêu An Như nhìn cô bạn tốt của mình, nàng muốn mở miệng nhưng trong lòng lại có cảm giác u buồn khó thể lái đi đâu được, điều này làm cho nàng thật sự không thể nào vui vẻ lên cho được. An Như, cũng đừng để ý đến tên đầu heo kia, cho dù không được chức quán quân thì thế nào. Muốn làm loạn sao, hừ, còn lâu, nếu không thì chúng ta chẳng cần hát cũng được. Cô gái tóc ngắn cho rằng Liêu An Như còn vì chuyện kia mà phát sầu, thế là nàng dùng giọng cực kỳ oán giận để an ủi Liêu An Như. Ngày hôm trước thật sự là Liêu An Như có phát sinh chút phiền phức, thế nhưng lúc này tất cả đã không còn là quan trọng với nàng. Liêu An Như cố gắng học tập, cố gắng làm mới chính mình. Không phải là vì muốn gần hắn hơn một chút sao? Nhưng bây giờ tất cả đã không còn quan trọng. Anh ta đã là một vầng trăng nơi cuối chân trời, chính mình không thể nào ở bên cạnh anh ấy, như vậy không bằng làm một ngôi sao xa tận chân trời, là một ngôi sao có thể nhìn thấy anh ấy, ở phương xa yên lặng nhìn anh ấy. Liêu An Như siết chặt nắm tay, 10 đầu ngón tay đâm vào trong thịt, nhưng chú đau đớn bên ngoài lại không bằng cảm giác đau đớn trong lòng. An Như, những người kia tuy quyền cao chức trọng, nhưng chúng ta không đi theo chân bọn họ, vậy bọn họ có thể làm gì được chúng ta chứ? Chúng ta đi, chúng ta sẽ là những sinh viên vui vẻ như trước. Cô gái kéo tay Liêu An Như, chuẩn bị kéo nàng ra ngoài. Lô Thiến Thiến, mình không sao, mình sẽ hát bài hôm nay. Liêu An Như chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bài hát của nàng không phải vì trận chung kết hôm nay, càng không phải vì danh tiếng, càng không phải vì những người đến ủng hộ cho nàng. Mà nàng hát là vì anh ta. Tuy anh ta có lẽ chỉ cho rằng đây là một lần ra ngoài xem hát, thế nhưng chỉ cần Liêu An Như biết mình biểu diễn cho anh ta xem là được. Cô gái tóc ngắn không ngờ Liêu An Như lại có thái độ như vậy, nàng chợt kinh ngạc, cũng không tức giận nữa mà nói. Đúng, An Như, chúng ta không những hát, hơn nữa còn hát thật hay, hát xong chúng ta bước đi, cũng không cần quan tâm đến những quy tắc ngầm của bọn họ. Liêu An Như nhìn vẻ tiêu sái của cô bạn mà trong lòng có chút hâm mộ. Trước kia nàng là một cô gái kiên cường, nhưng bây giờ xem ra mình thật sự có vài thứ không thể bỏ đi được, nhưng chính mình tình nguyện bỏ đi sao? Từng bài hát vang lên bên tai, từng thí sinh tham gia cuộc thi cũng dần đi ra sân khấu biểu diễn. Liêu An Như, đã chuẩn bị xong chưa? Tôi nói cho cô biết, lúc này phải biểu diễn cho tốt, giám đốc Hà có đến xem, người ta chính là ông chủ lớn, có thể biến cô thành siêu sao quốc tế.
một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đi đường với bộ dạng có chú nhăn nhó đi vào trong phòng trang điểm. Liêu An Như dùng ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua tên đàn ông kia, nàng lạnh giọng nói. Trước khi tôi tham gia thi đấu không muốn có bất kỳ áp lực nào, vì vậy mong anh đừng quấy rầy. Hừ, chưa giành giải nhất cuộc thi ở thành phố Giang Thị mà đã coi mình là ngôi sao sáng rồi. Tôi nói cho cô biết nhé, Liêu An Như, nếu cô muốn trở thành quán quân của đêm hôm nay, tốt nhất nên thức thời đồng ý yêu cầu của giám đốc Hà. Nếu không rõ ràng là rượu mời không uống lại thích rượu phạt, được không bù mất. Trong mắt tên đàn ông áo sơ mi hoa chợt lóe lên ánh sáng uy hiếp, giọng điệu tuy vẫn mềm nhũn nhưng cơ thể lại tiến thêm một bước. Chuyện của chúng tôi thì chúng tôi tự xử lý, không cần anh quan tâm. Liêu An Như dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đàn ông phía bên kia, sau đó trầm giọng nói. Tông An, mời anh rời khỏi chỗ này, chúng tôi không chào đón anh. Lô Thiến Thiến trừng mắt nhìn tên đàn ông mặc áo sơ mi hoa, sau đó lớn tiếng nói. Nhà đầu này đúng là quá cứng, giám đốc Hà không lại thích loại hình này, hắn ta ngại những cô gái cứng rắn như vậy. Cũng may mình là người có khẩu vị khá nặng, cũng có hứng thú với loại gái thế này. Hừ, lát nữa diễn xong sẽ mời đi ăn khuya, để xem nhà đầu này cứng như thế nào. Tên đàn ông áo sơ mi hoa dùng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn Lô Thiến Thiến vài lượt, sau đó hắn cười hì hì đi ra ngoài. Lô Thiến Thiến dùng hai mắt bốc hỏa nhìn Tông An đi ra ngoài cửa, nàng oán giận nói. Hừ, loại người gì thế này? Cái quá gì là quán quân cuộc thi, ngôi sao thành phố Giang Thị? Nếu biết đám người này là một tổ chức hỗn tạp không ra gì, trước đó dù có mang kiệu đến khiêng cung không thèm tham gia. Liêu An Như nghe được giọng nói bực bội của Lô Thiến Thiến, nàng chỉ yên lặng ngồi đó, nhưng nàng lại không hối tiếc vì mình tham gia cuộc thi này. Nếu như không tham gia cuộc thi ngôi sao Giang Thị thì nàng sẽ không được gặp hắn, ít nhất thì hắn cũng đến đây xem ca nhạc. Xem nàng hát, điều này làm nàng cảm thấy rất đáng giá. Tuy người đến xem là rất nhiều, thế nhưng trong lòng Liêu An Như thì chỉ muốn biểu diễn cho một người xem mà thôi. Lúc này là thứ sinh số 29 Liêu An Như. Lời giới thiệu phát ra từ miệng một MC dẫn chương trình, ngay sau đó Liêu An Như mặc váy trắng đi ra sân khấu, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, đó là một nụ cười hạnh phúc. Liêu An Như đi ra sân khấu giống như một đóa hoa bách hợp cực kỳ tĩnh lặng. Khi nàng vừa xuất hiện thì đám người đến cổ vũ chợt vỗ tay ầm ầm, tiếng vỗ tay thật sự áp đảo so với các thí sinh khác. Mạc Tiểu Bắc đang gãi bàn tay của Vương Tử Quân, sau khi nghe thấy MC lên tiếng thì cũng không khỏi nhìn về phía Liêu An Như. Vì ngồi trong phòng có tầm nhìn rất tốt, hơn nữa những gian phòng này lại là tốt nhất, thế cho nên nàng có thể thấy rõ ràng gương mặt Liêu An Như ở trên sân khấu. Liêu An Như mặc một bộ váy trắng làm cho một người cực kỳ quen thuộc như Vương Tử Quân cũng phải sinh ra cảm giác lạ lẫm. Nhưng gương mặt của nàng lại làm cho hắn cảm nhận được sự quật cường quen thuộc. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, hắn càng kiên định với ý nghĩ trong đầu mình. Kiếp trước Liêu An Như đi theo hắn cũng không được hưởng phúc, đời này chính mình tuy không được sống cùng với nàng, thế nhưng ít nhất cũng phải cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần Liêu An Như có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc là quá tuyệt rồi. Khi Vương Tử Quân đang có những ý nghĩ như vậy, trong một gian phòng cách đó không xa, một người đàn ông hơn 40 tuổi đang dùng ánh mắt tham lam nhìn Liêu An Như. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh lại liên tục hút thuốc mà không nói một lời, rất có cảm giác lạnh nhạt vì tất cả đều nằm trong tầm khống chế của mình. Hắn được rất nhiều người ở thành phố Giang Thị biết đến, vì hắn chính là Hồng Trung Phát, là người tổ chức cuộc thi lần này. Giám đốc Hồng, An Như không trang điểm mới là đẹp nhất. Ha ha ha, tôi luôn tự hỏi phụ nữ thế nào thì đẹp nhất. Rõ ràng là không ôn nhiễm, tinh khiết tự nhiên. Như vậy không những là đẹp mà còn sạch sẽ, ít nhất cũng là lần đầu tiên. Người đàn ông hơn 40 tuổi nhìn Hồng Trung Phát qua vai, sau đó dùng giọng ngầm hiểu cười ha hả nói. Chủ tịch Hà rõ ràng là cao thủ ở phương diện này, có người nào ở thành phố Giang Thị mà không biết chứ? Hồng Trung Phát dùng giọng nịnh nọt nói với người đàn ông hơn 40 ở bên cạnh, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua Liêu An Như. Hắn thầm nghĩ, một cô gái tốt như vậy mà lọt vào mồm chó má của thằng này. Đúng là phung phí của trời. Cặp chim yến cùng bay trên bầu trời. Tiếng ca triền miên chợt vang lên trên sân khấu, tiếng ca tuy rất êm dịu nhưng lại làm cho cả cung văn hóa chợt trở nên bình tĩnh. Bầu không khí cực kỳ yên ắng, ai cũng chú tâm lắng nghe, ánh mắt nhìn cô gái đang cất tiếng hát trên sân khấu, tâm tư lại phiêu lãng cùng tiếng ca du dương. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Không phải hát bài Lệ Trên Khóe Mi sao? Thế nào lại là bài này?
Khi tiếng ca vang lên thì tên đàn ông mặc áo sơ mi tên là Tông An chợt gào lên với tên trợ lý âm nhạc ở dưới sân khấu. Nhưng Tông An lên tiếng không những chẳng làm cho tên trợ lý kia phải sợ hãi, thậm chí đối phương còn hung hăng đưa tay ra hiệu với hắn, ý nghĩa là đừng làm ảnh hưởng đến bài hát của cô ấy. Tên trợ lý ra hiệu làm cho Tông An thật sự khó chịu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng say mê lắng nghe bài hát của tên trợ lý, hắn biết mình dù có tiếp tục lên tiếng cũng vô dụng. Dù Tông An không thể không thừa nhận Liêu An Như hát bài này cực kỳ hay, thế nhưng vừa rồi Giám đốc Hồng đã nhắn nhủ rõ ràng, đó là Chủ tịch Hà thích nghe bài Lệ trên khóe mi. Chủ tịch Hà là ngọn núi lớn mà Giám đốc Hồng dựa vào, mình lại là thuộc hạ của Giám đốc Hồng, nếu như sự việc có xảy ra chuyện gì, chỉ sợ mình cũng không biết nói thế nào với ông chủ. Còn bà nó, Tông An nhìn đám khán giả như si như say ở bên dưới mà không khỏi thầm mắng một câu. Thế nhưng dù là thế nào thì chính hắn cũng phải nghe tiếng ca dịu dàng uyển chuyển của Liêu An Như. Nguyện làm một cặp chim yến cùng nhau tung bay trên trời xanh. Vương Tử Quân nghe giai điệu quen thuộc, trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác say. Tiếp trước vào đêm tân hôn thì nàng cũng hát cho hắn nghe bài này. Liêu An Như hát mà giống như quên đi tất cả, quên đi nơi đây là sân khấu, quên cả người xem, cũng quên đi tất cả ưu phiền trong lòng. Lúc này nàng giống như hòa mình vào tiếng hát. Giống như hóa thành một con chim yến tung bay lên trời xanh để đi tìm một nửa còn lại của mình. Liêu An Như đang hát trong cung văn hóa, nàng và hắn có thể nói là gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. Chim yến bay đi, không biết bao lâu mới quay về. Trong gian phòng ở chính giữa cung văn hóa, gương mặt Hồng Trung Phát thật sự không quá tốt đẹp. Hắn vừa rồi đã báo cho Chủ tịch Hà biết hôm nay Liêu An Như sẽ hát bài Lệ trên khóe mi, là bài mà lãnh đạo thích nghe nhất. Cũng không ngờ Liêu An Như kia tự chủ trương hát lên một bài không biết tên. Tuy Liêu An Như hát rất hay, nhưng nếu như Chủ tịch Hà không thích thì dù là âm thanh của tự nhiên cũng không khác nào tiếng quạ đen. Còn bà nó, thật sự không ra gì. Trong đầu Hồng Trung Phát chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua Chủ tịch Hà, hắn thấy trên mặt Chủ tịch Hà vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, ngón tay khẽ gõ lên bàn, bộ dạng rất hưởng thụ. Chủ tịch Hà. Hồng Trung Phát biết rõ đây là dấu hiệu tốt. Thế nên hắn có chút do dự, sau đó mới khẽ hỏi Chủ tịch Hà. Chủ tịch Hà không mở miệng, cũng không đáp lại, chỉ khoát tay mất kiên nhẫn với Hồng Trung Phát, tỏ ý không cần mở miệng. Thấy Chủ tịch Hà vui vẻ thì Hồng Trung Phát nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chủ tịch Hà không những không tức giận mà còn rất tán thưởng bài hát kia. Như vậy cũng tốt, còn bà nó, đúng là sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Sau này khi mà Chủ tịch Hà chơi chán thì mình phải kéo ra. Để cho cô nàng này biết rõ mình lợi hại thế nào. Tiếng ca uyển chuyển triền miên không những làm cho tâm tư của Vương Tử Quân bay bổng, ngay cả Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh cũng tỏ ra say mê. Nàng lặng lặng nghe ca khúc, bàn tay vốn nắm chặt tay của Vương Tử Quân lại càng siết chặt thêm vài phần. Vương Tử Quân cảm ứng được nhiệt độ trong tay của Mạc Tiểu Bắc, cũng nghe rõ tiếng hát bên tai, hắn chợt cảm thấy say sưa. Lúc này hắn cũng giống như hóa thành một con chim yến đang liên tục trao liệng giữa bầu trời. Vương Tử Quân khó khăn đứng lên khỏi ghế, hắn khẽ kéo bàn tay của Mạc Tiểu Bắc, sau đó đi ra ngoài cửa phòng ngồi xuống. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa kính nhìn cô gái đang hát trên sân khấu. Cô gái chợt đứng yên không nhúc nhích, đúng lúc này tiếng ca uyển chuyển ra giết chợt dừng lại, Vương Tử Quân chợt cảm thấy cô gái mà kiếp trước cùng mình sống bên nhau hơn 20 năm đang rơi nước mắt. Kiếp trước và kiếp này khác biệt với nhau, nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, dù Vương Tử Quân thật sự có chút xúc động muốn ôm nàng vào lòng. Thế nhưng hôm nay bên cạnh hắn đã có Mạc Tiểu Bắc, còn có Tần Hồng Cẩm, Y Phong, nào có cơ hội chiếm hữu lấy nàng, dù chiếm hữu nàng có cho nàng hạnh phúc hay không. Có một loại tình yêu chính là buông tay, nên buông tay khi mình và nàng còn chưa tiếp xúc quá nhiều, để cho nàng đi nghênh đón tương lai của mình, nghênh đón hạnh phúc của mình. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục có hàng loạt ý nghĩ quay cuồng, hắn lặng lặng nhìn cô gái trên sân khấu, hắn hy vọng thời gian cứ ngừng trôi như vậy. Nhưng lý trí nói cho hắn biết thời gian sẽ không dừng lại, hai con đường nếu như không hợp lại cùng một chỗ thì sẽ có ngày tách ra. Liêu An Như hát, nàng hát bằng chính trái tim của mình, từng câu đều chứa đựng tâm tư của nàng, tinh thần của nàng. Nàng yêu tên đàn ông kia, thứ tình yêu này rất tinh khiết, rất khó tiêu tan. Bài hát này Liêu An Như hát vì hắn, bài này nàng hát vì cả tâm huyết của mình. Nàng không biết sau này mình có cơ hội như thế này nữa không, vì vậy nàng phải nắm chắc lấy cơ hội lần này. Nàng phải làm cho tiếng ca của mình biến thành vĩnh hằng. Liêu An Như phàn nàn thời gian trôi qua quá nhanh, như vậy sẽ làm cho bài hát của nàng qua quá nhanh, cũng phàn nàn thời gian trôi qua quá chậm,
làm cho nàng không tìm được hình bóng của mình. Khoảnh khắc này ánh đèn chợt bật sáng, lúc này Liêu An Như đã hát xong, không gian vẫn yên tĩnh giống như mọi người còn chưa thoát khỏi giấc mơ hóa thân thành chim yến của mình. Khoảnh khắc khi ánh sáng lóe lên, nàng chợt nhìn về phía thính phòng. Liêu An Như vô thức ngẩng đầu, giống như ông trời xếp đặt sẵn vậy, khi đó nàng chợt thấy Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng và đang nhìn mình. Khi thấy hình bóng quen thuộc kia, nàng chợt cảm thấy hạnh phúc như đang ùa đến vây quanh người mình. Anh ta cũng lắng nghe bài hát của mình, hơn nữa anh ấy còn phát hiện ra mình. Anh ta nghe được lời ca của mình, tuy không nhất định sẽ hiểu, nhưng chỉ cần nghe được là quá tốt rồi. Vương Tử Quân nhìn Liêu An Như, lúc này Liêu An Như cũng đang nhìn hắn, hắn có thể thấy rõ cô gái kia hướng về phía mình. Tuy hai bên cách nhau khá xa thế nhưng cô gái kia chợt nở nụ cười như hoa bách hợp, nụ cười của nàng chợt bao phủ toàn bộ trí óc của hắn. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, nhưng Liêu An Như và Vương Tử Quân đều không nghe thấy được âm thanh này, ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau. Nguyện làm chim yến, chọn thời theo anh. Mạc Tiểu Bắc chợt bừng tỉnh trong cơn say, nàng dùng giọng trong trẻo hát lại câu cuối cùng của Liêu An Như, ánh mắt như làn thu thủy nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc, hắn không nói lời nào nhưng lại siết chặt lấy bàn tay của nàng. Đúng lúc này ánh đèn trở nên tối hơn, lúc này Vương Tử Quân thông qua ánh đèn chỉ thấy một bóng hình mờ ảo của Liêu An Như. Có thể được gặp anh ấy thì thật sự là không tệ rồi. Liêu An Như thầm nghĩ như vậy, nàng cúi đầu bước đi, chợt rơi lệ. Hát rất cảm động, may mà anh đến, nếu không sẽ chẳng được nghe Liêu An Như hát bài này, sẽ hối hận đến chết. Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc nắm tay nhau đi vào phòng thì Tô Anh tiến lên đón chào nói. Đúng vậy, hát rất hay, lần này Liêu An Như sẽ đoạt giải quán quân. Dù sao Tôn Tâm Vũ cũng là một thanh niên, tuy lúc đầu còn có chút mâu thuẫn với Tô Anh, nhưng lúc này hai cô gái thích âm nhạc lại có tiếng nói chung. Lộ Chiêu Thông và Vương Tử Hoa tuy cũng rất tán thưởng tiếng ca của Liêu An Như, thế nhưng đàn ông dù sao cũng khá khắc chế, bọn họ chỉ cười cười, căn bản không tỏ thái độ. Nghe cô bạn gái của mình nói đến giải quán quân, Vương Tử Hoa không nhịn được nói. Quán quân sao, điều này là đương nhiên rồi. Vương Tử Hoa nói xong thì khẽ cười, giống như thật sự tất cả là như vậy. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thần bí của Vương Tử Hoa, trong lòng khẽ động, hắn nghĩ đến những quy tắc ngầm trong giới giải trí kiếp trước, thế là hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Tử Hoa, có phải cậu rất quen thuộc ông chủ Hồng ở đây không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc ở phía sau, lại trầm giọng nói với Vương Tử Hoa. Có gì vậy anh? Vương Tử Hoa lúc này có chút không yên, anh của mình xem ra cũng quá mạnh mẽ, trước mặt chị dâu nếu nói ra ý nghĩ không thực tế với một ca sĩ, như vậy thật sự quá mức không hay. Vì chuyện của đàn ông không nên nói trước mặt người khác, đến lúc hai anh em ngồi cùng một chỗ nói ra thì hay hơn. Vương Tử Hoa thầm nghĩ như vậy, cho nên hắn cũng dùng giọng cực kỳ có kỹ thuật để lên tiếng. Có gì vậy, như vậy cũng có nghĩa là về sau hãy nói. Liên hệ với ông chủ Hồng, tôi hy vọng cô ca sĩ cặp yến bay song song kia có thể phát triển trên con đường lành mạnh. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến lời nó của Vương Tử Hoa, hắn trực tiếp nói. Vương Tử Quân nói ra những lời này thì Vương Tử Hoa thầm hiểu vấn đề, dù hắn công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố, thế nhưng gia đình có địa vị ở Chiết Giang, thế cho nên hắn cũng hiểu nhiều sự kiện. Hơn nữa hắn lại hiểu rõ ràng vài quy tắc lưu hành bên ngoài. Hy vọng cô ca sĩ kia có thể phát triển trên con đường lành mạnh. Vương Tử Hoa dù không hiểu Vương Tử Quân làm vậy là có ý gì, thế nhưng chỉ cần Vương Tử Quân phân phó, hắn sẽ tuyệt đối nghe lời. Anh, em sẽ đi chào hỏi với viên giám đốc kia. Vương Tử Hoa nói rồi lấy điện thoại ra nói vài câu, sau đó cúp điện thoại. Hắn vừa nói điện thoại chưa được bao lâu thì tên mập lúc đầu đến tặng vé đã cười ha hả đi đến. Vương thiếu gia, anh có gì cần phân phó sao? Tên mập đi đến trước mặt Vương Tử Hoa, hắn cung kính cúi người nói. À, anh Mạc, anh đi nói cho lãnh đạo của mình một tiếng, anh của tôi hy vọng cô gái vừa hát vừa rồi có thể phát triển trên con đường lành mạnh, hy vọng ông chủ quan tâm hơn. Vương Tử Hoa cũng không nói nhiều mà dùng giọng gọn gàng trực tiếp nói. Cô gái vừa hát, vẻ mặt tên mập chợt biến đổi, nhưng lúc này ngọn đèn trong phòng khá u ám, vẻ mặt hắn lại biến đổi khá nhanh. Vì vậy mà nhóm Vương Tử Quân căn bản không thể phát hiện ra được. Vâng, Vương thiếu gia, tôi sẽ nhất định truyền đạt lời của ngài cho ông chủ. Tên mập nói xong rồi khẽ nói. Vương thiếu gia, không biết ngài còn gì cần phân phó không? Nếu có thì ngài cứ mở miệng,
chỗ chúng tôi cũng không thiếu chuẩn bị. Tên mập nói rồi trừng mắt với Vương Tử Hoa, nếu hôm nay không có nhiều người thì Vương Tử Hoa thật sự rất muốn biết hai từ chuẩn bị kia là gì, thế nhưng lúc này có mặt Vương Tử Quân, hắn thật sự có chút cố kỵ. Giúp tôi cảm ơn Giám Đốc Hồng, nói với anh ấy rằng tôi nhớ kỹ. Vương Tử Hoa khoát tay với tên mập, tỏ ý cho tên mập có thể đi. Ca sĩ tiếp theo tuy hát khá hay nhưng nếu so với Liêu An Như thì kém khá nhiều, điều này làm cho Mạc Tiểu Bắc mất hứng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng mỏi mệt của nàng, trong lòng bùng lên cảm giác thương tiếc. Hôm nay Mạc Tiểu Bắc đã chạy từ thủ đô đến thành phố Giang Thị, chiều lại bị mình ức hiếp, bây giờ không mệt mới là lạ. Thế là hắn kéo tay nàng rồi cười nói. Tử Hoa, mọi người cứ ở lại xem tiếp, anh và chị về trước. Anh, em cũng không xem nữa, nghe xong Liêu An Như hát thì những người còn lại thật sự là không muốn nghe nữa. Tô Anh cũng đứng lên nói. Vương Tử Hoa thấy Tô Anh nói như vậy thì cũng nói. Vậy chúng ta cùng đi thôi, nói thật, tôi cũng không còn hứng thú nghe tiếp. Vài người thống nhất ý kiến, sau đó cùng nhau đi ra ngoài. Phòng khách quý không những đi vào có đường riêng, đi ra cũng là như vậy. Lối đi rất yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ mà thần bí, lúc này tiếng ca vẫn vang lên trên sân khấu, thế nhưng tiếng vỗ tay lại khá kém, chỉ còn lại vài âm thanh thưa thớt. Khi đám người Vương Tử Quân sắp ra khỏi cửa thì chợt nghe thấy có người nói. An Như, tôi nhắc nhở cô, có một số việc không thể làm theo ý mình. Hôm nay cô bước vào cánh cửa làm ngôi sao ca nhạc thành phố Giang Thị, như vậy là người của tôi, làm thế nào cũng không còn phải là chuyện của cô nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.